Hắn trước kia vậy mơ hồ nghe qua, Thiên Khải Chí Tôn chính là cái đó Thiên Khải Tinh, chỉ là không nghĩ tới, ngày này Khải Tinh sau lưng, còn có một đoạn như vậy mãi mãi truyền thuyết. Vệ binh kia nói, vậy Lệ Xích Sư, chính là thế hệ này cuồng tinh chuyển thế, cuồng tinh là thập đại địa sát tinh một trong, luân hồi chi chủ, ngươi có thể được chú ý. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, bắt được vậy Lệ Xích Sư Tu Vi, là thần đạo cảnh 9 tầng trời, trong bụng thoáng an thần, nói. Không sao, chỉ cần vậy Lệ Xích Sư, Tu Vi còn không vượt qua thần đạo cảnh, đều không phải là ta địch thủ. Hắn giọng bình thản, nhưng sau lưng mang to lớn tự tin. Chỉ cần là thần đạo cảnh trong phạm vi, Diệp Thần đều có lòng tin, hoành đẩy nghiền ép vô địch. Vệ binh kia lắc đầu một cái, nói, Lệ Xích Sư cũng không phải là thông thường thần đạo cảnh, hắn dẫu sao là cuồng tinh chuyển thế, luân hồi chi chủ, ngươi chớ không thể khinh thường. Phổ thông dưới trạng thái, hắn sức chiến đấu, có thể kém hơn thần mộ bảng trước nhất thiên tài, nhưng nếu là hắn bùng nổ cuồng tinh tất cả lực lượng, vậy thì thật là long trời lở đất. Diệp Thần nói, ừ, ta biết. Đa tạ nhắc nhở. Hắn hướng chư vệ binh chắp tay nói cảm ơn, lại ban thưởng cho bọn họ một ít hoàng kim nguyên ngọc, rồi sau đó chính là hướng Diệu Linh Sơn bay đi. Một đường lướt qua chấm nhỏ biển, Diệp Thần đi tới Diệu Linh Sơn dưới, chỉ gặp có từng cái cổ tinh môn trang phục võ giả, ở dưới chân núi đứng sừng sững, lại có một người mặc vàng cắt khăn vải áo lót, mũi lân miệng rộng, hai lỗ tai tất cả mang một cái sáng loáng màu vàng lớn vòng nam tử, ở đi qua đi lại. Vẻ mặt rất là vô cùng lo lắng. Diệp Thần gặp nam tử kia hình mạo hung ác, thân hình mập mạp cao lớn, một mắt tới giữa, liền biết hắn chính là Cốt Thiên Đế học trò, cuồng tinh chuyển thế, Lệ Xích Sư. Tại sao lâu như vậy, ta cho vậy Đông Phương Sóc như thế nhiều lễ vật, chẳng lẽ lão nhân kia liền gặp ta một mặt cũng không chịu. Lệ Xích Sư vẻ mặt bộc phát nóng nảy, đột nhiên thấy Diệp Thần đến, sửng sốt một tí, rồi sau đó lớn tiếng kêu lên, chỉ Diệp Thần hô. Luân hồi chi chủ, ngươi làm sao tới? Thanh âm hắn rơi xuống, toàn trường cổ tinh môn võ giả đều kinh hãi, ánh mắt đồng loạt nhìn về Diệp Thần, tất cả người cảnh giác đề phòng, rút ra đao kiếm. Diệp Thần mỉm cười không nói, cũng tới đến Diệu Linh Sơn dưới chân, những cái kia cổ tinh môn người, nhưng cũng không dám phát động tấn công. Bởi vì Diệu Linh Sơn quy củ, cấm chỉ đấu nhau, nếu như tự mình động thủ, đó chính là đang khiêu chiến Đông Phương Sóc uy nghiêm. Diệp Thần cũng không để ý Lệ Xích Sư các người, hướng Diệu Linh Sơn cao giọng kêu lên, vãn bối Diệp Thần, cầu gặp Đông Phương Sóc Đại Sư, xin Đại Sư khai sơn gặp nhau. Diệu Linh Sơn tùng bách dày đặc, phi hạc lưu vân, khói mù lượn lờ, trên núi phi các lâu đài, từng ngọn kiến trúc mười phần nhã trí, có tiếng chuông du dương, thỉnh thoảng từ trên núi truyền tới. Mà cả tòa Diệu Linh Sơn, cũng bao phủ ở một tầng tinh bích hệ cấm chế bên trong, tinh bích trên phù văn xen lẫn. Linh quang hòa hợp, ngăn cách người ngoài tiến vào. Nếu như trên núi người không chịu mở ra cấm chế, người ngoài thì không cách nào tiến vào, trừ phi cưỡng ép đánh vỡ tinh bích hệ xông vào. Diệp Thần thanh âm truyền ra sau đó, Diệu Linh Sơn trên, lại không có truyền tới chút nào đáp lại. Lệ Xích Sư hì hì cười nhạt, nói thằng nhóc, hai người tay trống trơn như vậy thì muốn gặp Đông Phương Đại Sư sao? Diệp Thần nhướng mày một cái. Hắn dĩ nhiên chuẩn bị có lễ vật, nhưng hiện ở chung quanh đều là cổ tinh môn người, cũng không gặp có Đông Phương Sóc người làm, hắn cho dù có lễ vật, cũng không biết giao cho ai. Đợi một hồi, trên núi bỗng nhiên truyền ra một hồi tiếng kêu thảm thiết. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, liền thấy có 4-5 người, đều mặc trước cổ tinh môn phục trang, bị người từ trên núi ném xuống. Lệ Xích Sư cũng là thất kinh, đi lên, hướng mấy người kia hỏi, thế nào? Mấy người kia mặt đầy thống khổ, chỉ trước mặt một cái đồ trắng người phụ nữ. Mới vừa chính là vậy đồ trắng người phụ nữ, đem bọn họ ném xuống núi. Diệp Thần ánh mắt vậy nhìn về phía vậy đồ trắng người phụ nữ, sau đó liền ngây dại. Bởi vì, hắn nhận ra, vậy đồ trắng người phụ nữ, lại là người ngu hoang dã lãnh chúa, độc cô giả la mẫu thân, thần tuyết giao cơ. À, giao cơ. Luân hồi mộ địa bên trong. Độc thủ dược thần ở thấy thần tuyết giao cơ sau đó, cũng là kinh ngạc chấn động. Tiền bối, sư muội của ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần kinh ngạc hỏi. Độc thủ dược thần cười khổ một tí, nói, Đông Phương Sóc thuật bói toán mạnh mẽ, là không thiếu cường giả xem bói cơ duyên, bên người thủ hộ giả vô số, sư muội ta chắc hẳn nhận hắn ân huệ, cho nên là hắn hộ pháp.
Đông Phương Sóc thực lực bản thân không hề mạnh, nhưng bên người có vô số thủ hộ giả, mạng giao thiệp 10 phần đáng sợ, trừ đạo tông vị kia bất cận nhân tình thẩm phán chủ, không người gan dám đắc tội hắn. Độc thủ dược thần thê tử thần Tuyết Giao Cơ, chính là rất nhiều thủ hộ giả một trong. Thần Tuyết Giao Cơ, là ngươi. Lệ Xích Sư hiển nhiên vậy nhận được thần Tuyết Giao Cơ, mắt nhìn nàng, mang tức giận ý. Thần Tuyết Giao Cơ nhàn nhạt nói, Đông Phương Đại Sư chẳng muốn gặp các ngươi có thể lăn. Lệ Xích Sư trầm giọng nói, ta là phụng ta sư tôn Cốt Thiên Đế mệnh lệnh tới, ngươi kêu Đông Phương Sóc lão nhân kia, thật tốt cân nhắc một chút, nếu là đắc tội ta sư tôn, có thể không phải là đùa. Thần Tuyết Giao Cơ ánh mắt bắn ra sát khí, cười lạnh nói, Cốt Thiên Đế là thứ gì, ngươi nếu là lại không lăn, bổn tọa lập tức giết ngươi. Lệ Xích Sư cảm nhận được thần Tuyết Giao Cơ lạnh như băng sát khí, không khỏi run lập cập, đạo tâm thiếu chút nữa cũng bị đánh tan. Thần Tuyết Giao Cơ nhưng mà người ngu hoang dã lãnh chúa, tu vi thông thiên, bàn về bối phận bàn về thực lực, cùng Cốt Thiên Đế tương đương. Lệ Xích Sư không dám lại đối kháng, nói, vậy. Vậy ta lễ vật đây. Hắn mang theo rất nhiều lễ vật tới đây, muốn gọi người đưa cho Đông Phương Sóc, thỉnh cầu tiếp gặp. Nhưng hiện tại, người hắn, toàn bộ bị thần Tuyết Giao Cơ ném ra, đưa lên lễ vật, một kiện vậy không trở về. Thần Tuyết Giao Cơ cười lạnh nói, các ngươi quấy rầy Đông Phương Đại Sư thanh tịnh, vậy chút lễ vật coi như là bồi thường, mau cút đi. Lệ Xích Sư giận dữ, nói thần Tuyết Giao Cơ, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Thần Tuyết Giao Cơ cười nói, làm sao, ngươi không phục. Lệ Xích Sư bộ dạng sợ hãi chấn động, nhưng cũng không dám thật cùng thần Tuyết Giao Cơ động thủ, hừ một tiếng, được, rất tốt, thần Tuyết Giao Cơ, coi là ngươi lợi hại. Chúng ta đi. Liền muốn mang người thủ hạ rời đi, dự định trở về cổ tinh môn, hướng Cốt Thiên Đế báo cáo nguyên nhân. Chậm. Nhưng đột nhiên, thần Tuyết Giao Cơ lại mở miệng, gọi lại Lệ Xích Sư các người. Lệ Xích Sư nói, làm sao, ngươi chẳng lẽ còn muốn chúng ta giết đi? Thần Tuyết Giao Cơ cười nói, đó cũng không phải, ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Nàng ánh mắt lạnh như băng, nhìn về Diệp Thần, chỉ hắn nói. Lệ Xích Sư, ngươi giúp ta giết luân hồi chi chủ, ta có thể mang ngươi đi gặp Đông Phương Đại Sư. Nghe vậy, Lệ Xích Sư kinh hãi. Diệp Thần cũng là sững sờ, không nghĩ tới thần Tuyết Giao Cơ, lại đột nhiên đem mũi dùi chỉ hướng mình. Ngươi muốn gọi ta giết luân hồi chi chủ, cái này cũng không dễ giết. Lệ Xích Sư ánh mắt chuyển động, trên dưới quan sát Diệp Thần, có thể rõ ràng cảm nhận được, Diệp Thần trong cơ thể ẩn chứa khí tức cường đại. Thần đạo cảnh trong phạm vi võ giả tu sĩ, muốn chiến thắng Diệp Thần, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Thần Tuyết Giao Cơ cười nói, coi như không thể giết chết hắn, chỉ cần có thể đem hắn tổn thương nặng, vậy cũng có thể, ha ha, ta không tiện tự mình ra tay. Ngươi thay ta động thủ, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ta có thể đem Diệu Linh Sơn địa mạch chúc phúc, ban cho ngươi. Dứt lời, thần Tuyết Giao Cơ hai tay động một cái, cả tòa Diệu Linh Sơn, linh khí nhô lên, thủy hà hỗn loạn, các loại thiên địa pháp tắc lực lượng vĩ đại, toàn bộ ban cho đến Lệ Xích Sư trên mình. Lệ Xích Sư thân thể, lập tức tách thả ra vạn lại thấy ánh mặt trời mang, khí thế tăng vọt. Cảm nhận được trong cơ thể bành trướng lực lượng. Lệ Xích Sư cũng không khỏi liếm môi một cái, cười hắc hắc nói. Đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Hắn biết, đây là một cái hiếm có cơ hội. Nếu như ở bên ngoài, hắn không có bất kỳ chúc phúc, rất khó chiến thắng Diệp Thần. Nhưng hiện tại, hắn ở thần Tuyết Giao Cơ dưới sự giúp đỡ, lấy được Diệu Linh Sơn địa mạch ban phúc, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối chiến Diệp Thần là thêm to lớn phần thắng. Keng! Lệ Xích Sư sử dụng binh khí, là một cái sư đầu nuốt miệng đại đao, uy vũ đường đường. Cổ tay hắn run một cái, trong tay đao liền bung ra kim quang, đao khiếu mát lạnh, xuyên qua trời cao. Cổ tinh môn rất nhiều võ giả, nhìn nhau, vậy lập tức đem Diệp Thần vây lại. Lệ Xích Sư khoát tay, nói, không cần, đừng vi phạm thiên đao thể ước, ta cùng thằng nhóc này đối chiến là được. Hắn người mang tới bên trong. Có chút là vượt qua thần đạo cảnh mạnh đại cao thủ, không thể tùy tiện điều động, nếu không vi phạm thiên đao thể ước, sẽ có vô cùng vô tận phiền toái. Nếu như hắn có thể dựa vào chính mình thực lực, chiến thắng Diệp Thần, vậy Nhâm Phi Phàm vậy chọn không ra cái gì tật xấu. Tiền bối, ngươi cứ như vậy muốn giết ta sao? Diệp Thần cười một tí, ánh mắt nhìn về thần Tuyết Giao Cơ.
Thần Tuyết Giao cơ mắt đẹp sát ý hội tụ, cười lạnh nói, ngươi dám mê muội con gái ta, không giết ngươi, như thế nào có thể chặt đứt nàng tơ tình. Dừng một chút, quát lên, Lệ Xích Sư, động thủ cho ta. Lệ Xích Sư nghe được Thần Tuyết Giao cơ mà nói, lập tức lộ ra một cái cười gằn, vung đao hướng Diệp Thần chém tới. Sư tử cuồng sát khí. Hắn trên thân đao, nổ lên một cổ màu vàng dòng năng lượng khí lưu, gầm thét kinh thiên, hóa thành thịt viên hầm hình dáng, sư tử gầm nổ tung, cứ như muốn đánh vỡ màng nhĩ của người ta. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, đạo tâm không có động tĩnh, rút ra luân hồi thiên kiếm. Hắn còn không có bất kỳ động tác, Lệ Xích Sư đao, đã mang động trời sư tử cuồng sát khí, hung mãnh giết tới trước mặt hắn. Ở Diệu Linh Sơn địa mạch ra chỉ xuống, Lệ Xích Sư đao thế 10 phần hung mãnh, nhanh chóng như lôi điện. Diệp Thần mang kiếm đón đỡ, tranh đích một tiếng, kiếm hắn thiếu chút nữa bị đánh bay. Thằng nhóc, ngươi chỉ chút này lực đạo sao? Lệ Xích Sư cười gằn, trên đất mạch ra chỉ xuống, hắn chỉ cảm thấy tự thân sức chiến đấu, vô cùng hung mãnh, chém chết luân hồi, từ không thể nào biến thành có thể. Diệu Linh Sơn địa mạch, thiên đế khí 10 phần đậm đà, năng lượng mạnh mẽ, hiển nhiên là không hề thiếu thiên đế cảnh cường giả, cũng là ngọn núi này chúc phúc cầu nguyện, thậm chí có người lấy máu tươi hiến tế, cũng là vì cung phụng Đông Phương Sóc. Ở nơi này vậy địa mạch ra chỉ xuống, Lệ Xích Sư sức chiến đấu oai mãnh, có thể tưởng tượng được. Vù vù, kim đao ông minh, Lệ Xích Sư cổ tay vừa chuyển, lại cuồng phách ra một đao, chém thẳng vào hướng Diệp Thần đầu. Diệp Thần cũng không hoảng loạn, biết Lệ Xích Sư chiếm hết thiên thời địa lợi, mình muốn đối kháng, phổ thông thủ đoạn là không được, phải vận dụng lá bài tẩy. Luân hồi nguyên thể, nham đồ đằng, mở. Diệp Thần quát to một tiếng, trong nháy mắt liền mở luân hồi nguyên thể, cuồng bạo năng lượng từ trong cơ thể nổ ra, trên MU bàn tay hiện ra một đạo sáng chói lóng lánh kim chương nham thạch đồ đằng. Rồi sau đó, một cái đao, từ Diệp Thần trên tay trái nổi lên, bị hắn nắm thật chặt ở lòng bàn tay bên trong. Thanh đao kia, thiên ma khí lượn lờ, tản mát ra mãi mãi, dư tợn, đáng sợ, nhọn sát khí. Chính là hồn thiên đế răng biến thành chém hồn đao. Giờ khắc này, đối mặt Lệ Xích Sư, Diệp Thần trực tiếp mở luân hồi nguyên thể, đem chém hồn đao thanh toán đi ra, có thể nói là vô cùng quả quyết. Chém hồn đao vừa ra, Diệp Thần giống như hóa thân hồn thiên đế, quanh thân sát khí cuồn cuộn, ma khí gầm thét, liền con người cũng hóa thành bóng tối màu sắc. Nguyên bản tiên cảnh phúc địa vậy Diệu Linh Sơn, ở Diệp Thần sử dụng chém hồn đao sau đó, lập tức phát ra rất nhiều nghẹn ngào khí lưu tiếng. Bầu trời cùng vách núi, đều là bị một tầng ma khí hòa hợp bao phủ. Đây là... Thần Tuyết Giao cơ nhìn Diệp Thần trong tay đao, hoàn toàn kinh hãi. Lấy nàng thiên đế cảnh đạo tâm, ở đưa mắt nhìn thanh đao kia thời điểm, cũng cảm nhận được sợ hãi. Thanh đao kia, có thể nói khủng bố, giống như hàm chứa ma đạo cao nhất thiên uy, trấn áp vạn giới. Chấp trường chém hồn đao Diệp Thần, liền như ma đạo chí cao nắm giữ vậy, hung hãn vô địch. Cái gì? Lệ Xích Sư sợ ngây người, ở Diệp Thần chém hồn đao ma khí ánh chiếu hạ, hắn cảm thấy tự thân là nhỏ bé như vậy. Thiên đế chém hồn. Diệp Thần ra đao, không có chút nào xinh đẹp, có chỉ là hung mãnh bá đạo, đao thế đại khí bàng bạc, ma hy cuồn cuộn, chém thẳng Lệ Xích Sư. Lệ Xích Sư thật sâu sợ hãi, cho dù hắn có Diệu Linh Sơn địa mạch gia trì, đối mặt Diệp Thần cái này một đao, vậy giống như con kiến hôi. Cái này một đao, cho dù là chân thần, cũng không cách nào mong đợi đạt tới. Cuồng tinh, mở. Lệ Xích Sư cảm thấy sống chết nguy hiểm, hai quả đấm nắm chặt, gầm thét một tiếng, đỉnh đầu thần hy nhô lên, toát ra một viên ngôi sao to lớn. Ngôi sao này, tràn đầy cuồng bạo gào thét khí lưu, chính là thập đại địa sát tinh bên trong cuồng tinh. Cuồng tinh vừa ra, Lệ Xích Sư tóc kích dương, hóa thành màu vàng kim, như sư tử tông mao vậy tung bay, cả người bắp thịt cầu kết nổ, cả người bành trướng một vòng, bộc phát ra lực lượng, đổi được hung mãnh vô cùng. Trên đất cuồng tinh chúc phúc hạ, hắn lại là tiến vào cuồng hóa trạng thái, cặp mắt một phiến đỏ thẫm, sau lưng có màu đỏ sư tử cuồng hư ảnh nổi lên. Đây là cuồng tinh chúc phúc hiệu quả. Mượn cuồng tinh lực lượng, Lệ Xích Sư có thể tiến vào cuồng hóa trạng thái. Như vậy chúc phúc, so với trong truyền thuyết chiến cuồng nguyên thể, còn muốn hung mãnh được hơn. Hống! Tiến vào cuồng hóa sau Lệ Xích Sư, một tiếng thét điên cuồng, vành mắt hết sức nứt ra, một đao như khai thiên, chém ngược lên.
Diệp Thần không sợ chút nào, chém hồn đao trực tiếp trẻ đánh tiếp. Rắc rắc, một màn kinh người xuất hiện, tay cầm chém hồn Diệp Thần, đơn giản là vô địch tồn tại. Hắn một đao trẻ hạ, lại tại chỗ liền chém gãy liền Lệ Xích Sư đao. Cuồng bạo đao thế chân áp xuống, Lệ Xích Sư phốc xích một tiếng, tại chỗ miệng phun máu tươi, mang chút nội tạng, hình dáng vô cùng chật vật, hoảng hốt đi về sau bay ngược đi. Hắn trên đỉnh đầu cuồng đốm nhỏ thần, ở Diệp Thần chém hồn đao khí thế nghiền ép hạ, tại chỗ liền nổ bể, hóa thành vô số mảnh vụn lưu quang tản đi. Cho dù Lệ Xích Sư mở ra cuồng tinh, lại có Diệu Linh Sơn địa mạch chúc phúc, nhưng ở Diệp Thần trước mặt, vậy vẫn là con kiến hôi tồn tại. Mở ra luân hồi nguyên thể, tay cầm chém hồn Diệp Thần, chân thực quá mạnh mẽ, nghiền ép thần đạo cảnh, liền như nghiền ép con kiến hôi. Muốn chiến thắng hắn, trừ phi là cao hơn thực lực cường giả ra tay. Muốn giết ta, xem ra ngươi còn chưa đủ tư cách à. Diệp Thần cười một tí, mũi đao chỉ hướng Lệ Xích Sư, trong mắt lướt qua một chút sát khí. Lệ Xích Sư hoảng sợ không thôi, chung quanh rất nhiều cổ tinh môn các cường giả, vội vàng phóng tới, đem hắn vây quanh bảo vệ, rất sợ hắn thật bị Diệp Thần giết chết. Tuy nói hôm nay Lệ Xích Sư chỉ là thần đạo cảnh, nhưng hắn chính là cuồng tinh chuyển thế, tương lai có vô hạn tiềm lực, cũng là cốt thiên đế 10 phần xem trọng đệ tử, cũng không thể đem tánh mạng bỏ ở nơi này. Luân hồi chi chủ, tốt, rất tốt, ta đây là khinh thường ngươi. Khó trách ta con gái, bị ngươi mê được thần hồn điên đảo, ngươi thật sự là không thể có nhiều thiên tài. Thần Tuyết Giao Cơ thấy Diệp Thần đang hô hấp tới giữa, liền đánh tan Lệ Xích Sư, không phí nhiều sức, cũng là khen ngợi liên tục, không thể không bội phục. Nàng có thể khẳng định, sắp đến đại lộ tranh phong, trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không rất ít có người, sẽ là Diệp Thần địch thủ. Nếu như cái khác người dự thi, muốn ngăn cản Diệp Thần đoạt cúp mà nói, trừ phi là liên hiệp. Nếu như đơn đả độc đấu, bất kể là ai, ở Diệp Thần trước mặt, đều là con kiến hôi tồn tại, không chịu nổi một kích. Thân là tiên đế Diệp Thần, đã có nghiền ép thần đạo cảnh vô địch chiến lực, có thể nói khủng bố. Đa tạ tiền bối khen ngợi. Diệp Thần cười một tiếng, thu hồi chém hồn đao, ánh mắt nhìn Thần Tuyết Giao Cơ. Thần Tuyết Giao Cơ chuyện nhưng là vừa chuyển, nói. Bất quá, ta không thích ngươi, ngươi thế giới luân hồi, là một cái sai lầm thế giới. Cái gọi là luân hồi quy luật, là thế gian sống chết thống khổ căn nguyên, là ung thư vậy quy luật, nên làm cho chém trừ. Dừng một chút, nàng lại nói, hoặc là, ngươi có thể cân nhắc một tí, từ chém luân hồi chi đạo, đổi đầu ta trận doanh, ta có thể đem con gái ta gả cho ngươi. Nàng không thích luân hồi trật tự. Thậm chí có thể nói là ghét. Nhưng, đối Diệp Thần người này, nàng ngược lại là có chút thưởng thức. Dẫu sao chính là vô lượng cảnh 9 tầng trời, thì có nghiền ép thần đạo cảnh vô địch thủ đoạn, dõi mắt chư thiên, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Thần một người mà thôi, nàng cũng muốn đem Diệp Thần, chiêu mộ được thủ hạ mình. Diệp Thần nói, không cần, tiền bối ý tốt, ta tâm lĩnh. Thần Tuyết Giao Cơ nói, không cần gấp như vậy trước cự tuyệt, chẳng lẽ ngươi không thích con gái ta sao? Diệp Thần mỉm cười lắc đầu, vậy không đáp lời. Nương thân. Lúc này, chỉ nghe một đạo giọng nữ, mang thẹn thùng cấp ý, từ Diệu Linh Sơn truyền lên tới. Chỉ gặp một người cô gái, da thịt trắng như tuyết, thân mặc áo đen quần đen, mắt ngọc mày ngài, chống một cái màu đen rủ giấy dầu, từ trên núi đi xuống. Lại là Độc Cô Già La. Diệp Thần thấy Độc Cô Già La, cũng là sửng sốt một tí, không nghĩ tới nàng lúc đầu cũng ở đây Diệu Linh Sơn trên. Độc Cô Già La ánh mắt ngắm nhìn Diệp Thần một mắt, gò má ửng đỏ, lại hướng Thần Tuyết Giao Cơ nói. Nương thân, ta và Luân Hồi Chi Chủ, chỉ là bạn bình thường, người đang nói bậy bạ gì? Dừng một chút, nàng lại hướng Diệp Thần nói, Luân Hồi Chi Chủ, Đông Phương Đại Sư kêu ngươi đi qua. Diệp Thần ga một tiếng, nghe được Đông Phương Sóc chịu gặp mình, nhất thời tinh thần chấn động, cất bước đi về phía trước. Thần Tuyết Giao Cơ trầm giọng nói. Luân hồi chi chủ, ta hỏi ngươi một lần nữa, có chịu hay không đầu dựa vào ta? Diệp Thần lắc đầu một cái, nói tiền bối, luân hồi chi đạo, ta sẽ không bỏ qua. Nói xong, Diệp Thần sải bước vượt qua Thần Tuyết Giao Cơ, đi tới Độc Cô Già La bên người. Độc Cô Già La 10 phần làm khó, hướng Thần Tuyết Giao Cơ kêu lên, nương thân. Thần Tuyết Giao Cơ hừ một tiếng, ánh mắt chỉ nhìn trước Diệp Thần, trong mắt lại lần nữa bao lên liền sát khí. Luân hồi chi chủ,
mời lên núi tụ họp một chút. Lúc này, Diệu Linh Sơn giữa sườn núi một tòa tiên trong lầu, truyền tới một giọng giàn nua. Diệp Thần vừa nghe, cũng biết là Đông Phương Sóc thanh âm. Độc Cô Già La nhẹ giọng nói, luân hồi chi chủ, Đông Phương Đại Sư kêu ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, hướng Thần Tuyết Giao Cơ nói, tiền bối, cáo từ trước. Xoay người lên núi. Độc Cô Già La lại kêu tiếng nương thân, nhưng Thần Tuyết Giao Cơ không có trả lời, nàng mười phần bất đắc dĩ, che dù đuổi theo Diệp Thần, hai người hướng sườn núi chỗ tiên lầu đi tới. Mà đợi được hai người đi xa sau đó, Thần Tuyết Giao Cơ trong mắt sát khí, bộc phát rét lạnh đứng lên. Thằng nhóc này, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thần Tuyết Giao Cơ cắn răng nghiến lợi, bàn tay lộn một cái, sử dụng một bộ trục cuốn, ném cho sau lưng Lệ Xích Sư. Lệ Xích Sư nhận lấy trục cuốn, gặp vậy trục cuốn hắc vụ âm u, lượn lờ một chút kịch độc hơi thở, không khỏi ngẩn ra liền một tí. Thần Tuyết Giao Cơ nói, đây là chồng ta độc thủ dược thần, trước kia để lại cho ta trận pháp trục cuốn, bên trong khắc ấn một đạo ngàn kiến thực cốt trận. Trận này vừa ra, ngàn vạn chỉ độc kiến bùng nổ, nuốt thịt thực cốt, rất lợi hại. Người mai phục, bày độc trận, cùng luân hồi chi chủ vậy tiểu tử đi ra, tái phát động trận pháp giết chết hắn. Lệ Xích Sư mới vừa bị Diệp Thần đánh tan, vốn là đã mất hết ý chí, lúc này bắt được Thần Tuyết Giao Cơ cho độc trận trục cuốn, trong mắt lại có ánh sáng sáng lên. Bất quá, hắn cố kỵ Diệp Thần lợi hại, nói chính là một cái độc trận, có thể giết chết vậy tiểu tử sao? Thần Tuyết Giao Cơ quát lên, người dám khinh thường chồng ta. Chồng ta độc thủ dược thần, chính là ngày xưa ngang thể dọc chư thiên, thứ nhất độc thần, hắn lưu lại độc trận, muốn độc giết luân hồi chi chủ, chính là một cái vô lượng cảnh tồn tại, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, ngươi lo lắng cái gì? Lệ Xích Sư nói, dùng này cùng độc ác thủ đoạn, chỉ sợ vi phạm thiên đao thể ước, sẽ bị Nhâm Phi Phàm trả thù. Thần Tuyết Giao Cơ nghe được Nhâm Phi Phàm danh hiệu, trong mắt cũng là lướt qua một chút sâu đậm kiêng kỵ, nói. Ngươi không cần lo lắng, chính ngươi mai phục, ta lại không ra tay, không tính là vi phạm quy tắc. Lệ Xích Sư trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc suy nghĩ, cuối cùng khẽ cắn răng, nắm chặt độc trận trục cuốn, nói, được, cứ làm như vậy. Lúc này Diệp Thần, đang cùng Độc Cô Già La, chậm rãi lên núi. Bởi vì Thần Tuyết Giao Cơ tận lực che giấu thiên cơ, hắn cũng không có phát hiện, chân núi âm mưu. Già La cô nương, thân thể khá hơn một chút sao? Diệp Thần giúp Độc Cô Già La che dù, nhẹ giọng hỏi. Lần trước ở trên trời Ma Tinh Biển, Độc Cô Già La giúp hắn rất nhiều, hắn trong lòng vậy mười phần cảm kích. Tốt hơn nhiều, nhưng ta tu luyện đạo tâm loại ma quyết, trong cơ thể tích lũy rất nhiều độc nhiệt, chỉ có trong truyền thuyết siêu thiên thần máu, mới khá hóa giải. Độc Cô Già La tiếu mang trên mặt chút ảm đạm ý, hiển nhiên nàng trong cơ thể độc nhiệt, cũng cho nàng mang đến vô hạn phiền não. Diệp Thần nói, siêu thiên thần máu, đó là vật gì? Độc Cô Già La nói, là Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế, cái này hai vị siêu phẩm thiên đế, năm đó chiến đấu chém giết chảy xuống máu thần, thế gian dự trữ vô cùng thiếu, căn bản đều ở đây đạo tông trên tay. Đại lộ tranh phong sắp tới, ta cũng chuẩn bị đi tham gia, nếu như có thể bắt được gần trước hạng, liền có cơ hội lấy được siêu thiên thần máu khen thưởng, như vậy, ta là được hóa giải trong cơ thể độc nhiệt, làm một mẻ, khỏe suốt đời. Diệp Thần nói, thì ra là như vậy, siêu thiên thần máu, lại là vậy hai vị trí cao thiên đế máu sao? Bất quá, người tu vi, hẳn vượt qua thần đạo cảnh liền chứ. Người có thể tham gia đại lộ tranh phong. Đại lộ tranh phong quy củ, là tất cả người dự thi, tu vi đều không thể vượt qua thần đạo cảnh. Mà Độc Cô Già La, nàng thân là độc thủ dược thần con gái, cả người độc thuật hết sức lợi hại, liền hoa tổ cũng đối nàng kiêng kỵ ba phần. Nàng hiển nhiên không phù hợp tham gia thi đấu quy củ. Độc Cô Già La ánh mắt kiên định, nói ta có thể lợi dụng một ít độc dược, đem tu vi áp chế đến thần đạo cảnh, lại đi tham gia, tuy nói có chút tác dụng phụ, nhưng vì tranh đoạt siêu thiên thần máu, cũng chỉ có thể như vậy. Diệp Thần cau mày nói, phải không? Vậy mà nói, vượt qua thần đạo cảnh người, coi như áp chế tu vi, cũng không thể dự thi. Bởi vì, tu vi có thể áp chế, tự thân khí vận. Quy luật lĩnh ngộ, quy luật vận dụng, nhưng là bản năng vậy tồn tại, khó mà áp chế. Cho nên, cho dù có cường giả áp chế tu vi, đạo tông vậy là không cho phép hắn dự thi, miễn rất đối những người dự thi khác không công bình.
trừ phi là xem lớn Chu gia tộc Chu Võ Hoàng như vậy, dùng thủ đoạn đặc biệt, từ chém tu vi. Vậy thì không phải là áp chế, mà là chân chân tránh tránh, đem tự thân tu vi chém hết, ngang hàng bắt đầu lại từ đầu, giá phải trả to lớn. Độc Cô Già La là muốn dùng một ít đặc thù độc dược, hoàn toàn đem tự thân khắp mọi mặt trạng thái, cũng áp chế đến thần đạo cảnh, lấy được dự thi cơ hội. Luân hồi chi chủ, người yên tâm, ta không cùng ngươi tranh đoạt hạng nhất, chỉ cần lấy được trước 5 hạng, ta liền có thể được siêu thiên thần máu. Có lẽ, cùng đại lộ tranh phong bắt đầu, chúng ta còn có thể hợp tác. Độc Cô Già La cười nói. Diệp Thần cười nói, như vậy cho tốt. Hai người vừa ôn, một bên tiến về phía trước, rất nhanh đi tới Đông Phương Sóc ở địa phương đó. Đó là một tòa thẳng tắp sáp thiên lầu các, cổ sắc cổ nhang, điềm lành hòa hợp, sương mù bao phủ, từ trong đó truyền ra đàn sáo mạn vũ thanh âm. Lầu các cửa hai bên, có cường đại võ giả bảo vệ, thấy Diệp Thần tới, liền làm một động tác tay mời. Diệp Thần thấy lầu các bên trong, lớn bày tiệc rượu, rất nhiều võ giả tu sĩ ở tiệc rượu, chậu ngọc chân tu, tiên quả tiên sơ, ngọc lộ quỳnh tương, rượu ngon nhang lao mùi vị truyền tới, làm người ta khóe miệng lưu tiên. Tiệc rượu chủ tọa trên, một người mặc đạo bào, giữ lại râu dê đạo nhân, đang cười híp mắt cùng các khách khứa uống thỏa thích, trong ngực người đẹp ôm ủng, tọa hạ rất nhiều ca cơ, đi đôi với đàn sáo âm khúc khởi vũ, hết sức hưởng lạc thịnh. Đạo nhân kia chính là Đông Phương Sóc, thấy Diệp Thần tới, vui vẻ cười to, nói, luân hồi chi chủ, mời vào, mời vào. Diệp Thần liền và Độc Cô Già La đi vào, ở một tấm ngọc án ngồi xuống, có người làm đưa lên rượu thịt để ăn, đều là chuyên tâm điều chế món ăn ngon món ngon. Đông Phương Đại Sư, mời. Diệp Thần nâng ly hướng Đông Phương Sóc thi lễ, lại gặp Đông Phương Sóc sau lưng, đứng một cái bội kiếm nam tử. Vậy bội kiếm nam tử, hình dáng vô cùng trẻ tuổi, hơi thở lạnh lùng xâm nghiêm, gương mặt như pho tượng yên lặng, trong mắt lộ ra một vẻ lãnh đạm sát khí, hình như là Đông Phương Sóc hộ vệ, lại hình như là đệ tử. Diệp Thần âm thầm nhìn thêm mấy lần, liền cảm thấy vậy bội kiếm nam tử, trên mình tựa như mang có cái gì nguyền rủa. Tu vi đã đến thần đạo cảnh đỉnh cấp, nhưng chính là bởi vì nguyền rủa kia, cho nên từ đầu đến cuối không có thể đột phá. Đông Phương Sóc cười híp mắt uống một hớp rượu, nói, luân hồi chi chủ, ngưỡng mộ đã lâu ngươi đại danh, ngày hôm nay chúng ta uống thống khoái. Diệp Thần gật đầu, biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, cũng không gấp trước nói coi quẻ chuyện, chỉ cùng Đông Phương Sóc uống rượu. Rượu qua 3 tuần, Đông Phương Sóc sử dụng một phiến ngọc giản, ngay trước mọi người ban cho Diệp Thần. Cười nói. Đây là đạo tông chú binh thuật tầng thứ 2 bí tịch, lần đầu gặp mặt, ta không thứ tốt gì đưa cho ngươi, bí tịch này coi như là lễ ra mắt đi. Diệp Thần nhìn ngọc giản kia, nhất thời lấy làm kinh hãi. Phải biết, đạo tông chú binh thuật là đạo tông nồng cốt bí pháp một trong, Đông Phương Sóc đã sớm rời đi đạo tông, thậm chí đối với đạo tông có mang hận ý, hắn lại vẫn cất giữ có chú binh thuật. Đông Phương Sóc tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần lo âu. Cười hắc hắc nói, luân hồi chi chủ, ngươi không cần lo lắng, bí tịch này, là năm đó thiên pháp lộ tháng, đi cửu đỉnh thương hội mời ta đi thiên hình điện, nơi cho ra thù lao một trong, bí tịch này sớm là thuộc về ta, ngươi cứ việc yên tâm nhận lấy cũng không sao. Tuy nói đạo tông chú binh thuật, là đạo tông hạch tâm bí pháp, nhưng trước mặt mấy tầng thuật pháp, giữ bí mật cấp bậc không hề cao. Diệp Thần gật đầu, lúc này mới yên tâm, nhận lấy ngọc giản, tinh thần lực thấm vào. Ngưng thần quét nhìn, yên lặng lĩnh ngộ tiêu hóa bên trong bí quyết. Hắn đã nắm giữ đạo tông chú binh thuật tầng thứ không nhất bí quyết, hiện tại lại đi lĩnh ngộ tầng thứ 2, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, tinh thần quét nhìn một lần, rất nhanh liền lĩnh ngộ thấu triệt. Đông Phương Sóc trên mặt mang chút say sông, nhìn Diệp Thần, cười nói. Đại giá ngươi đến chơi, là muốn tìm ta coi quẻ sao? Diệp Thần nói, đúng vậy, ta muốn cầu Đông Phương Đại Sư. Đông Phương Sóc nhưng khoát khoát tay, cắt đứt Diệp Thần nói chuyện, nói, người đã gia nhập đạo tông, vốn là dựa theo ta quy củ, người dám bước vào Diệu Linh Sơn, ta là muốn giết ngươi. Bất quá, thân phận ngươi đặc thù, chính là luân hồi chi chủ, ta có thể ngoại lệ vì ngươi xem bói. Nhưng, muốn gọi ta coi quẻ, mỗi một quẻ, đều có giá cao. Diệp Thần vung tay lên, liền sử dụng đại lượng hoàng kim nguyên ngọc, nói, chỉ cần Đông Phương Đại Sư chịu ra tay. Nhiều ít thù lao ta đều có thể cho. Đông Phương Sóc xem cũng không xem những cái kia nguyên ngọc một mắt, lắc lắc đầu nói, không, ta không cần nguyên ngọc,
ngươi muốn ta ra tay coi quẻ, trừ phi ở khí vận tranh đấu phía trên, có thể thắng qua ta tên đệ tử này. Hắn chỉ đứng ở sau lưng hắn bội kiếm nam tử. Vậy bội kiếm nam tử, nghe được Đông Phương Sóc nói sau đó, ngước mắt ngắm nhìn hướng Diệp Thần, gương mặt như cũ lãnh đạm, nhưng trong mắt xâm nghiêm ý định giết người, cơ hồ phải đem Diệp Thần đâm thủng. Toàn trường các tân khách, nghe được Đông Phương Sóc nói sau đó, cũng là một hồi giật mình. Đông Phương Đại Sư muốn làm gì, còn muốn để cho Thiên Sát Tinh và Luân Hồi Chi Chủ đấu khí vận sao? Thiên Sát Tinh khí vận, làm sao có thể so với Luân Hồi Chi Chủ? Bàn về khí vận thâm hậu, vậy khẳng định là kém hơn, nhưng nếu bàn về giết hại tranh đấu, sợ rằng Luân Hồi Chi Chủ, vậy kém hơn Thiên Sát Tinh chứ? Rất nhiều nghị luận thanh âm vang lên, toàn trường người ánh mắt, cũng hội tụ ở Diệp Thần trên mình. Diệp Thu, người đi ra. Đông Phương Sóc nói. Sau lưng hắn bội kiếm nam tử, sải bước đứng ra, hướng Diệp Thần chắp tay. Đông Phương Sóc chỉ hắn, hướng Diệp Thần giới thiệu. Đây là ta đệ tử, hắn danh hiệu kêu Lục Thu Cô Lá, người cũng có thể kêu hắn Diệp Thu. Hắn cũng không phải là giống vậy đệ tử, hắn là Thiên Sát Tinh chuyển thế, đáng tiếc được một vị nữ đế nguyền rủa, tu vi cả đời đều không thể đột phá thần đạo cảnh. Ngươi chỉ cần có thể ở khí vận tranh đấu trên, thắng được hắn, vậy ta liền có thể vì ngươi xem bói một quẻ. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía vậy bội kiếm nam tử, không nghĩ tới đối phương thân phận, như vậy đặc thù, lại là Thiên Sát Tinh chuyển thế. Thiên cơ bắt dưới, Diệp Thần biết, Thiên Sát Tinh là 9 viên thiên cương tinh một trong, trời xanh mang theo giết hại chi tâm, triều đại Thiên Sát Tinh chủ nhân, đều là sát thần, cực kỳ khủng bố. Bất quá hôm nay Thiên Sát Tinh, nhưng là ánh sáng ảm đạm, được nguyền rủa, không còn ngày xưa sát thần thiên đế phong thái. Nhưng cái này cái Diệp Thu, đối Diệp Thần mà nói, cũng là không thể khinh thường cường giả, cho dù bị nguyền rủa, Thiên Sát Tinh sát khí như cũ nồng nặc, tu vi lại có thần đạo cảnh đỉnh cấp. Dĩ nhiên, lấy Diệp Thần hôm nay thực lực, chỉ cần ngưng thần mà đợi, thần đạo cảnh trong phạm vi, bất kể là ai, hắn đều có thể nghiền ép. À, là hắn. Bỗng nhiên, Diệp Thần lại nghe được, luân hồi mộ địa bên trong, độc thủ dược thần phát ra một tiếng thét kinh hãi, hắn tựa hồ nhận được Diệp Thu. Tiền bối, thế nào, người biết cái này Thiên Sát Tinh? Diệp Thần rất là tò mò, hỏi. Độc thủ dược thần nhưng là giữ kín như bưng hình dáng, lắc đầu một cái, không có nhỏ nói một chút, chỉ nói, mộ chủ, người không nên cùng cái này Thiên Sát Tinh, tỉ đấu khí vận. Nếu không, người khí vận, bị hắn phá mà nói, hắn nguyền rủa, thì phải đổ lỗi đến trên mình ngươi, rất nguy hiểm. Diệp Thần trong lòng rét một cái, xem độc thủ dược thần ngưng trọng như thế hình dáng, cái này Diệp Thu, hiển nhiên không đơn giản. Đông Phương Sóc nói, luân hồi chi chủ, như thế nào? Dám đấu một trận sao? Diệp Thần ánh mắt chớp động, âm thầm đánh ra Thiên Sát Tinh Diệp Thu. Bàn về thực lực chiến đấu, hắn không sợ chút nào. So đấu khí vận nói, hắn cũng không có sợ hãi đạo lý. Bởi vì luân hồi khí vận, chư thiên nhất là bàng bạc, hắn không tin, cái này Diệp Thu có thể thắng nổi hắn. Có thể, Đông Phương Đại Sư, vậy ta liền cùng vị này Thiên Sát Tinh các hạ, đấu một trận khí vận. Diệp Thần gật đầu đáp ứng. Rất tốt. Đông Phương Sóc vỗ tay đại hỉ, hướng Diệp Thu nói, Diệp Thu, nghe nói luân hồi chi chủ, khí vận vô địch, người đi ngay lãnh giáo một chút, khí vận của hắn có lợi hại dường nào. Trong lúc nói chuyện, Đông Phương Sóc vung tay lên, ở trong đại sảnh mở ra ra một phiến hư không lôi đài. Diệp Thu gật đầu một cái, tung người bay vọt đến hư không trên lôi đài. Diệp Thần vậy không do dự, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Trong đại sảnh tân khách, nhìn hai người chỉ trỏ, thông thường đấu võ, đám người là thấy cũng nhiều, nhưng cái này khí vận đấu, nhưng là rất ít xem qua. Luân hồi chi chủ, người thực lực, rất mạnh, ta có thể cảm giác được. Nếu như đấu võ tỉ thí, ở thủ hạ ngươi, ta không chống nổi 10 chiêu. Diệp Thu nhìn Diệp Thần, trong mắt mang sắc bén mũi nhọn, giọng bình tĩnh mà thẳng thắn. Bất quá, nếu như tỉ đấu khí vận, ta chưa chắc thất bại. Diệp Thần cười nói, được, vậy thì tới đi. Dứt lời, Diệp Thần cũng không nói nhảm, dẫn đầu đem tự thân khí vận, bộc phát ra. Hống! Một cái khí vận kim long, chừng vạn trượng dài, từ Diệp Thần trong cơ thể tuôn ra, sáng chói lóng lánh, trùng trùng thần mang tách thả ra, dương nanh múa vuốt, cực kỳ nguy nga, hướng Diệp Thu đạp chết đi.
Thấy điều này khí vận Kim Long, toàn trường tân khách đều kinh hãi, thật sâu cảm thấy rung động. Từ Diệp Thần tuôn ra khí vận Kim Long tới xem, luân hồi khí vận, thật là uyên thâm khó lường, mênh mông vô lượng. Thiên sát tinh, mở. Diệp Thu cũng không hoảng loạn, một tiếng quát mắng, trên đỉnh đầu hiện ra một ngôi sao, sát khí bắn tán loạn, chính là thiên sát tinh. Khí vận của hắn, hoàn toàn hội tụ ở trên trời sát tinh phía trên, vậy hóa thành một cái khí vận Kim Long, liều chết xung phong ra, cùng Diệp Thần khí vận Kim Long, chiến đấu chung một chỗ. Diệp Thần khí vận Kim Long, là sáng chói huy hoàng hoàng kim màu sắc, tràn đầy luân hồi khí thế bảng bạc, thoáng động một cái đáng, liền có vô số sử thi, vô số luân hồi khen ca, dòng nước chảy ra. Mà Diệp Thu khí vận Kim Long, con người nhưng là đen nhánh, trên vảy rồng lượn lờ từng luồng bóng tối sát khí sương mù, mười phần xâm nghiêm. Làm khí vận của hắn Kim Long, cùng Diệp Thần khí vận Kim Long, chiến đấu chung một chỗ sau đó, khí vận của hắn Kim Long, hắc ám sát khí càng ngày càng đậm hơn, đến cuối cùng, nguyên cái Kim Long, lại có thể hóa thành hắc long. Một cái Kim Long, một cái hắc long, ở hư không trên lôi đài kịch đấu, khí lưu gào thét, tình cảnh mười phần nguy nga. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nhưng cảm thấy Diệp Thu khí vận hắc long, sát khí nhọn vô cùng, như một cái dao nhọn vậy, muốn xuyên qua hắn tất cả phòng ngự. Khí vận của hắn Kim Long, bàn về khí thế nội tình, dĩ nhiên muốn so với Diệp Thu lợi hại. Nếu như kéo dài so đấu đi xuống, vậy khẳng định là Diệp Thần thắng. Nhưng, Diệp Thu rất thông minh, cũng không có cùng Diệp Thần kéo dài tác chiến ý. Hắn phải đem tự thân khí vận, hóa thành dao nhọn vậy, xuyên qua Diệp Thần, tốc chiến tốc thắng. Suy rồi. Diệp Thu khí vận hắc long, móng vuốt đổi được vô cùng sắc bén, mãnh liệt liền xé, lại là đem Diệp Thần khí vận kim long, thân thể xé ra một cái chỗ rách, đại lượng kim quang lưu tán đi ra. Thiên sát tinh bạo, phá luân hồi. Diệp Thu hai tay ký kết ấn quyết, trên đỉnh đầu thiên sát tinh, hoàn toàn nổ bể ra, hóa thành từng luồng tinh thuần kinh khủng sát khí, dung nhập vào khí vận của hắn hắc long bên trong. Nguyên cái khí vận hắc long, đổi được càng xâm nghiêm đáng sợ, nanh vuốt sắc bén, gầm thét kinh thiên, long chảo đánh ra, muốn xé nát Diệp Thần khí vận kim long. Điều này khí vận kim long, là Diệp Thần khí vận tượng trưng, một khi bị xé nát, khí vận của hắn nội tình, nhất định bị đả kích lớn, hậu quả nghiêm trọng. Luân hồi thất tinh, lên. Diệp Thần cũng không hoảng loạn, hắn đối mình thực lực, có tuyệt đối lòng tin. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần mở luân hồi thất tinh, một đạo tinh thần hình vẽ, ở trong hư không lóng lánh. Đó là luân hồi thất tinh đồ đằng, trong đó long đằng mệnh tinh, mặt trời gay gắt mệnh tinh, nửa đêm mệnh tinh, đều đã điểm sáng, toát ra ngập trời chói lọi. Vô số ánh sao, hội tụ nhập Diệp Thần khí vận kim long bên trong. Vậy cái khí vận kim long, ở bàng bạc ánh sao bơm vào hạ, ngay tức thì sẽ không có long bề ngoài, hóa thành một cổ ngất trời ánh sao thần trụ, lại giống như là nước lũ. Luân hồi tinh đấu khí. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, khí vận kim long hóa thành luân hồi tinh đấu khí, ngàn vạn tinh thần chói lọi sáng chói, ánh chiếu chư thiên, toàn trường tân khách đều kinh hãi. Diệp Thu cũng là sợ ngây người, ở Diệp Thần luân hồi tinh đấu khí nổi bật hạ, khí vận của hắn hắc long, là nhỏ bé như vậy. Tất cả sát khí, uy nghiêm, ác liệt, ở luân hồi cao nhất chói lọi hạ, cũng không đáng giá để ra. Diệp Thần luân hồi tinh đấu khí, nghiền ép tới đây, tại chỗ liền đem Diệp Thu khí vận hắc long, nghiền bể thành mảnh vỡ, hóa thành vô số màu đen nhỏ vụn lưu quang, hoàn toàn tan vỡ tiêu tán. Phốc xích. Ở khí vận hắc long tan vỡ tiêu tán sau đó, Diệp Thu cũng là há mồm cuồng phún ra máu tươi, gương mặt một phiến thảm trắng. Diệp Thu, Đông Phương Sóc bỗng nhiên đứng dậy, không dám tin tưởng một màn trước mắt. Diệp Thần cơ hồ không tiêu phí nhiều ít khí lực, liền đánh tan Diệp Thu. Như vậy mạnh mẽ tư thái, vô địch khí vận nghiền ép, để cho được toàn trường tất cả người, cũng hơi khiếp sợ. Diệp Thần khí vận nội tình, là như vậy bàng bạc thâm hậu. Cho dù là trong truyền thuyết thiên sát tinh, thậm chí là mang theo nguyền rủa thiên sát tinh, đều không thể dung chuyển chút nào. Mộ chủ, là ta đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi khí vận, lại có thể như vậy lợi hại, lại liền thủy mẫu đế cơ con trai, đều có thể ung dung trấn áp. Luân hồi mộ địa bên trong, độc thủ dược thần khen ngợi không dứt, bội phục vạn phần. Diệp Thần khí vận nội tình mạnh mẽ, vậy là xa xa vượt qua hắn dự liệu. Cái gì thủy mẫu đế cơ?
Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, ngay tức thì bắt được một chút khác thường. Độc thủ dược thần nhưng là mặt liền biến sắc, hoảng hốt vội nói, không việc gì, không việc gì, mộ chủ, có một số việc, hôm nay ngươi, còn chưa thuận tiện tiếp xúc. Diệp Thần thấy độc thủ dược thần giữ kín như bưng hình dáng, trong lòng âm thầm lưu ý. Xem ra cái gì đó thủy mẫu đế cơ, là một vị liền rất lớn nhân vật, hắn âm thầm nhớ cái danh hiệu này. Luân hồi chi chủ, ta thua, bội phục. Đây là, Diệp Thu mang trên mặt một nụ cười khổ, hướng Diệp Thần cung kính khom người, bại được tâm phục khẩu phục. Hắn nhảy xuống lôi đài, chán nản xoay người rời đi. Toàn trường tân khách một hồi xôn xao, cũng không nghĩ tới Diệp Thần hung mãnh như vậy, đơn thuần bàn về khí vận cường độ nói, Diệp Thần đơn giản là vô địch tồn tại. Đông Phương đại sư, đa tạ. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, cười hướng Đông Phương Sóc chắp tay. Hắn chiến thắng Thiên Sát Tinh Diệp Thu, như vậy dựa theo ước định, Đông Phương Sóc liền muốn cho hắn đoán một quẻ. Đông Phương Sóc ra mặt lay động một tí, than thở một tiếng, hướng Diệp Thần nói, ngươi cùng ta tới. Xoay người vào bên trong. Diệp Thần mừng thầm trong lòng, đi theo Đông Phương Sóc, tiến vào bên trong phòng. Phòng bên trong, không có một bóng người. Nhưng, Đông Phương Sóc tựa hồ vẫn là sợ tiết lộ thiên cơ, lại xé ra một cái vết nứt không gian, mang Diệp Thần đi vào. Vết nứt không gian sau lưng, là một nơi bóng tối không gian, khắp nơi nổi lơ lửng âm hồn quỷ quái, có oan hồn ở gào khóc, không rõ hơi thở cuồn cuộn, trung tâm là một tòa hoang phế đổ nát tế đàn, chung quanh tán lạc rất nhiều đầu khô lâu. Diệp Thần bước vào cái này mảnh không gian, trong lòng lấy làm kinh hãi, ở đó hắc ám trên tế đàn, lại thấy được hồn thiên đế Đồ Đằng, cảnh giác kêu lên. Đông Phương đại sư, ngươi là hồn thiên đế tín đồ. Đông Phương Sóc cười nói, chẳng lẽ có hồn thiên đế tương quan đồ, chính là hồn thiên đế tín đồ sao? Vậy ngươi có quyết tử ma nhãn và chém hồn đao, há chẳng phải là hồn thiên đế tay sai? Diệp Thần nhất thời yên lặng, nhưng Đông Phương Sóc có một cái như vậy đặc thù hắc ám không gian, vẫn là để cho hắn cảm thấy bất ngờ. Đông Phương Sóc nói, cái này mảnh không gian, đúng là cùng hồn thiên đế có liên quan, đã từng là một nơi cung phụng hồn thiên đế tế đàn, nhưng ta cũng không phải là hồn thiên đế tín đồ, sau lưng nhân quả, cũng không tiện cùng ngươi nói tỉ mỉ. Chuyện ta, ngươi vẫn là không nên tùy tiện hỏi tới. Nói đi, ngươi muốn xem bói thứ gì? Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nói, Đông Phương đại sư, ta muốn biết hàn diễm rơi xuống. Đông Phương Sóc nga một tiếng, khá cảm thấy ngoài ý muốn, cười nói, ngươi khó khăn phải mời ta xem bói một quẻ, lại có thể chỉ là điều tra người khác rơi xuống. Ta còn lấy là, ngươi biết kêu ta xem bói cơ duyên gì. Vô vô thời ý không bên trong, rất nhiều tu sĩ võ giả, mời Đông Phương Sóc ra tay, phần lớn người, đều là hỏi thăm cơ duyên, tìm tạo hóa. Xem Diệp Thần như vậy, chỉ là vì thăm dò nào đó người rơi xuống, 10 phần thiếu. Diệp Thần nói, ta chỉ muốn biết, hàn diễm rơi xuống. Đông Phương Sóc nói, mấy ngày trước, Đao Thiên Đế vậy phái người tới hỏi qua ta, ha ha, không nghĩ tới người đối Đao Thiên Đế con trai, cũng như vậy quan tâm. Thôi, ta liền vì ngươi xem bói một quẻ. Vừa nói, Đông Phương Sóc sải bước đi đến vậy hắc ám phía trên tế đàn, rồi sau đó lại là ngồi xếp bằng ở trên tế đàn, trong tay sử dụng một cái đựng đồng tiền mờ u rùa, trong miệng nói lẩm bẩm, lắc lắc mờ u rùa. Bắt đầu xem bói. Mà hắn xem bói thời điểm, một màn kinh người xuất hiện, hắc ám tế đàn bốn phía, rất nhiều âm hồn quỷ quái cũng hét thảm lên, suy suy hóa thành từng luồng khói đen, năng lượng linh khí toàn bộ hội tụ đến phía trên tế đàn. Cả tòa tế đàn, bộc phát ra một cổ ma khí đen nhánh, ma khí hội tụ đến Đông Phương Sóc trên mình, nhưng Đông Phương Sóc thân thể, nhưng là màu vàng tiên quang vòng quanh hình dáng, tiên ma xen lẫn, 10 phần lộng lẫy. Diệp Thần thầm giật mình, hoàn toàn không nhìn thấu Đông Phương Sóc xem bói thủ đoạn, chỉ cảm thấy thần bí khó lường. Hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được, cái này Đông Phương Sóc, tựa hồ ở ăn cắp hồn thiên đế lực lượng, sẽ đi xem bói. Đây đã là nghiêm trọng khinh nhờn cùng xúc phạm. Đông Phương Sóc trong miệng chú từ niệm tất, chung quanh rất nhiều âm hồn tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, thật giống như loại nào đó quỷ bí nghi thức cúng tế, rốt cuộc dừng lại. Đông Phương Sóc mở mắt ra. Đem mờ u rùa ở giữa đồng tiền, đổ ra, sắp hàng ở trên tế đàn, trong mắt híp lại, vừa cười một tiếng. Diệp Thần vội nói, đại sư, thế nào? Đông Phương Sóc lạnh nhạt nói, đừng lo lắng,
ngươi vị kia kiếm ma bằng hữu, hắn không có việc gì. Diệp Thần nói, vậy hắn ở nơi nào? Đông Phương Sóc nói, hắn đang không ngừng né tránh, ta không cách nào xác định hắn vị trí, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, hắn hôm nay tình cảnh tuy hung hiểm, nhưng cầu giàu sang trong nguy hiểm, hắn nhất định có đại cơ duyên, vận may lớn. Cùng đại lộ tranh phong ngày, hắn sẽ lần nữa xuất hiện. Diệp Thần cau mày nói, ngươi thật xác định. Đông Phương Sóc lộ ra biểu tình bất mãn, nói, làm sao, ngươi đang chất vấn ta. Lão phu ta cả đời này, xem bói mấy ngàn quẻ, cho tới bây giờ không lỡ tay qua. Kiếm ma khí số chưa hết, hắn tất có thể gặp dữ hóa lành. Nếu như hắn thật xảy ra chuyện, ta có thể đem đầu ta chặt xuống cho ngươi. Diệp Thần nghe Đông Phương Sóc nói chuẩn xác, trong giọng nói tràn đầy tự tin, trong lòng cũng là thoáng an thần, nói, đã như vậy, vậy thì cảm ơn đại sư. Đông Phương Sóc gật đầu nói, ừ, bói quẻ đã xong, ngươi đi ra ngoài đi. Diệp Thần hiếm có xem bói cơ hội, tự nhiên chẳng muốn nhanh như vậy liền rời đi, nói. Đại sư, ta còn muốn lại xem bói một quẻ. Đông Phương Sóc nói, ngươi còn muốn coi là cái gì? Ta nói cho ngươi, ngươi đã bói một quẻ, lại bói một quẻ mà nói, vậy giá phải trả to lớn. Diệp Thần nói, ta muốn tính một chút, cùng đại lộ tranh phong bắt đầu, ta bao lớn cơ hội đoạt cúp. Có thể sẽ gặp hung hiểm gì? Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, có thể nói là hoành đẩy thần đạo cảnh vô địch. Nếu như đơn đả độc đấu, hắn sẽ không sợ hãi bất kỳ một người. Nhưng đến lúc đó đại lộ tranh phong bắt đầu, những thiên tài kia cửa, tất nhiên sẽ liên thủ nhằm vào hắn, hắn đối mặt tình huống, tuyệt sẽ không ung dung. Diệp Thần rất muốn biết, ở đó vậy dưới cục diện, bản thân có bao lớn cơ hội đoạt cúp, lại sẽ đụng phải hạng hung hiểm. Đông Phương Sóc ánh mắt trầm xuống, nói, ngươi là luân hồi chi chủ, muốn suy tính ngươi tương lai, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Diệp Thần nói, xin đại sư ra tay, không biết cần muốn bấy nhiêu thù lao. Đông Phương Sóc trầm ngâm một tí, ánh mắt nhìn về cái này phiến hắc ám không gian xa xa, ngón tay hướng phương xa, nói. Muốn ta ra tay, vậy không phải là không thể. Bất quá, ta muốn thù lao, cũng không phải là cái gì nguyên ngọc tài liêu. Bên kia có một tòa âm dương sinh ma trận, là một cái nữ đế lưu lại trận pháp, có thể cuồn cuộn không ngừng sản sinh ra ma thần quái vật. Nhưng tiếc là, vậy tòa trận pháp, mang theo nhân quả luật, tất cả ma thần quái vật một ra đời, liền sẽ lập tức tự mình hiến tế, trái tự thân, cung phụng hồn thiên đế, từ đầu đến cuối không thể là ta sử dụng, quả thực đáng tiếc. Ta muốn người phá hỏng vậy âm dương sinh ma trận nhân quả luật, như vậy thứ nhất, vậy tòa trận pháp sản sinh ra ma thần quái vật, liền có thể là ta sử dụng. Đây chính là ta mong muốn thù lao. Diệp Thần trong mắt hơi chăm chú, nhìn về phương xa, nói, muốn ta phá trận sao? Đông Phương Sóc nói, không phải phá hoại trận pháp, ta chỉ là muốn ngươi phá hỏng trận pháp kia nhân quả luật. Vậy âm dương sinh ma trận, có thể cuồn cuộn không ngừng ra đời ma vật, là một tòa có thể nói nghịch thiên đại trận, ngươi có thể đừng cho ta hủy diệt, nếu không ta muốn ngươi để mạng lại bổ sung. Nói xong lời cuối cùng, Đông Phương Sóc giọng cũng là đổi được nghiêm nghị, hiển nhiên đối vậy âm dương sinh ma trận, hắn cũng là 10 phần coi trọng. Hắn mong muốn, chỉ là phá hỏng nhân quả luật, từ đó thuận lợi nắm trong tay trận pháp, cũng nắm trong tay từ trong trận pháp sản sinh ra ma vật, ngang hàng là lấy được vô cùng vô tận tài nguyên tài sản. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, đại sư, người trước mang ta đi xem. Vậy âm dương sinh ma trận, nhất định là không phải chuyện đùa, liền Đông Phương Sóc mình cũng không thể phá giải, nếu không, vậy không cần phải ủy thác Diệp Thần. Diệp Thần không có đem lời nói đầy. Hắn dự định trước xem vậy âm dương sinh ma trận, sẽ đi định đoạt. Ừ, người cùng ta tới. Đông Phương Sóc từ trên tế đàn đứng dậy, thân thể lắc lư mấy cái, tựa hồ 10 phần hư dây dưa. Đại sư, không có sao chứ. Diệp Thần chỉ lo lắng hắn không có sức xem bói thứ hai quẻ. Ha ha, không có sao, mới vừa xem bói tiêu hao chút linh khí, nhưng chỉ là vấn đề nhỏ. Đông Phương Sóc cười một tí, trong lúc nói chuyện. Bàn tay một chảo, một cổ cương phong tạo thành vòng xoáy, lại đem chung quanh rất nhiều âm hồn ma phách, cũng hút tới, rồi sau đó toàn bộ chiếm đoạt. Cắn nuốt đại lượng âm hồn Đông Phương Sóc, tinh thần lập tức phấn chấn, hơi thở khôi phục rất nhiều. Diệp Thần thấy vậy, trong lòng có chút phát mao, không biết Đông Phương Sóc rốt cuộc là lai lịch gì.
Đông Phương Sóc mặt mang mỉm cười, rõ ràng không hề thích, mang Diệp Thần một đường đi tới trước, rất nhanh sẽ đến vậy âm dương sinh ma trận trước. Đây là một tòa thật to hắc ám trận pháp, tọa lạc tại cái này mảnh không gian trên bình nguyên, trận pháp phù văn xen lẫn, có chư hơn đường cong phức tạp, lại có rất nhiều nhân quả luật, ảo tưởng quy luật tầng tầng lần lượt thay nhau, biến hóa ra các loại sương mù, mười phần lộng lẫy. Diệp Thần nhìn cái này hắc ám trận pháp, con người một hồi trợn to, chỉ cảm thấy tuyệt diệu tuyệt luân. Cái này âm dương sinh ma trận, mang theo âm dương bát quái, thiên địa tương sinh cao nhất bí ẩn, không ngừng từ ngoại giới hấp thu năng lượng, rồi sau đó đổi thành thành nguyên thủy ma khí, lại bồi bổ ra tất cả ma thần quái vật. Trận pháp bên trong, không ngừng có ma thần quái vật, bị chế sinh ra. Những cái kia ma vật, ở sản sinh ra tới sau đó, liền lập tức tự mình hiến tế, đem tự thân tinh hoa năng lượng, toàn bộ cung phụng cho hồn thiên đế. Chỉ muốn trận pháp này vẫn tồn tại, vậy cho dù chư thiên vạn giới, tất cả hắc ám tín đồ đều chết sạch, vậy hồn thiên đế vậy có thể được cung phụng tế tự, ý chí bất diệt. Thật là tinh diệu trận pháp. Bày trận pháp này người, rốt cuộc là ai? Diệp Thần khen ngợi, hết sức tò mò. Tinh diệu như vậy trận pháp, coi như là giống vậy thiên đế chủ thần, cũng bố trí không ra. Đông Phương Sóc cười nói, luân hồi chi chủ, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, trận này nhân quả luật, ngươi nhưng có phương pháp phá giải. Bởi vì có nguyên nhân quả luật tồn tại, từ trận pháp sinh ra ma vật, toàn bộ bị hiến tế hết, thành hồn thiên đế chất dinh dưỡng. Ở Đông Phương Sóc trong mắt xem ra, đây không thể nghi ngờ là tổn thất to lớn. Hắn muốn phá hỏng nhân quả luật, nắm trong tay trận pháp này, từ đó khống chế tất cả ma vật. Diệp Thần ánh mắt nặng nề, trận pháp này như vậy tuyệt diệu, hắn muốn phá giải nói, sợ rằng khó hơn lên trời. Thậm chí, Diệp Thần hoài nghi, coi ngoặc như Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ tới, cũng chưa chắc có thể phá giải. Dựa vào bạo lực nghiền nát trận pháp, đó là dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu là chỉ phá giải nhân quả luật, không bị thương đạt tới trận pháp căn cơ, vậy ngang hàng là ở trên mũi đao khiêu vũ, mười phần khó khăn. Đông Phương Sóc thấy Diệp Thần diễn cảm, nhất thời bất đắc dĩ nói, người vậy không có biện pháp sao? Hắn đã từng triệu tập qua không thiếu cường giả, muốn phá giải âm dương sinh ma trận nhân quả luật, đáng tiếc đều thất bại. Hắn suy nghĩ Diệp Thần là luân hồi chi chủ, có lẽ khác có diệu pháp. Nhưng hiện tại, xem Diệp Thần hình dáng, hiển nhiên cũng là mười phần khó giải quyết. Diệp Thần trong mắt chuyển động, trầm tư hồi lâu, vẫn còn là không nhìn ra phương pháp phá giải. Đang muốn thản nói, lại nghe luân hồi mộ địa bên trong, độc thủ dược thần nói. Mộ chủ, dùng chém hồn đao thử một chút. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói chém hồn đao. Độc thủ dược thần nói, đúng vậy, người lấy chém hồn đao đánh ra, có lẽ có thể phá giải trận này nhân quả luật. Diệp Thần vội hỏi, tiền bối, người có phải hay không biết một ít bí mật? Trận pháp này, rốt cuộc là ai bố trí? Là cái đó thủy mẫu đế cơ sao? Độc thủ dược thần nghe Diệp Thần truy hỏi, nhưng là than thở, nói, có một số việc, người sau này sớm muộn sẽ biết, hôm nay trước rõ ràng trận nói sau. Diệp Thần gặp độc thủ dược thần, từ đầu đến cuối không chịu tiết lộ, cũng không có hỏi tới nữa, liền hướng Đông Phương Sóc nói. Đại sư, ta có thể thử nghiệm rõ ràng trận, nhưng không xác thực định có thể thành công hay không. Nghe vậy, Đông Phương Sóc đại hỉ, nói, được, nếu là ngươi có thể thành công. Ta lập tức giúp ngươi xem bói, ha ha. Diệp Thần hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, trực tiếp mở luân hồi nguyên thể, nham đồ đằng bùng nổ, rồi sau đó sử dụng chém hồn đao, cầm đao nơi tay, sải bước đi nhập âm dương sinh ma trận bên trong. Đông Phương Sóc gặp Diệp Thần bộ dáng như lâm đại địch, cũng là khẩn trương, mắt nhìn không chớp. Diệp Thần bước vào âm dương sinh ma trận, lập tức liền gặp phải rất nhiều ma vật vây công. Tất cả ma vật ở trong trận pháp sản sinh ra tới sau đó, bởi vì có người ngoại lai xông vào, chúng cũng không có lập tức hiến tế tự thân, mà là xem người được máu tươi cá mập vậy, điên cuồng hướng Diệp Thần nhào tới giết. Thiên đế chém hồn. Diệp Thần thong thả, một đao vung ra, chém hồn đao cuồng bạo ma khí bùng nổ, hình thành đợt sóng cuộn sạch ra. Phía trước mấy đầu ma vật, bị Diệp Thần một đao chém chết, còn thừa lại ma vật, chính là sợ hãi kêu tứ tán tránh lui. Con người đều là mang vô cùng sợ hãi thần sắc, nhìn Diệp Thần trong tay chém hồn đao. Chém hồn đao mang theo hồn thiên đế ý chí chập chờn, đối phó thông thường ma vật, nhưng là có cường đại khắc chế hiệu quả.
Diệp Thần một đao bùng nổ, những cái kia ma vật cũng không dám lại tàn phá bừa bãi. Đông Phương Sóc thấy một màn này, cũng là âm thầm gật đầu, bội phục Diệp Thần thủ đoạn. Dù sao nếu như là hắn mà nói, là tuyệt đối cầm không vững chém hồn đao. Thanh đao kia, ma khí quá kinh khủng, Diệp Thần chỉ là vô lượng cảnh 9 tầng trời, là có thể chấp trường, có thể nói kỳ tích. Đang ép lui ma vật sau đó, Diệp Thần tỉnh táo lại, nhắm mắt lại, cẩn thận bắt trong trận pháp đủ loại quy luật. Hắn bắt được rất nhiều ảo tưởng quy luật, tạo vật quy luật vân. Vân, còn có vậy ẩn giấu ở sau lưng, một món vô cùng mịt mờ nhân quả luật pháp thì. Vậy một món nhân quả luật pháp thì, giống như là một món mắt thường không thấy được ngọn lửa màu đen, để tâm mắt mới có thể thấy được. Mỗi tương ứng có ma vật ra đời, ngọn lửa màu đen liền cháy, nhân quả luật phát động. Thúc giục dùng ma vật tự mình hiến tế, cung phụng hồn thiên đế. Bày trận pháp này người, nhất định là hồn thiên đế vô cùng trung thành tín đồ. Diệp Thần không nhìn thấu sau lưng người bày trận thân phận, nhưng hắn có thể bắt được vậy một món nhân quả luật ngọn lửa. Chém hồn đao, tan biến đi. Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra, vậy đóa nhân quả luật ngọn lửa màu đen, đã từ hắn trước mắt nổi lên. Hắn nắm chặt cán đao, một đao hướng vậy ngọn lửa màu đen chém tới. Đông Phương Sóc vô cùng khẩn trương nhìn, liền thấy Diệp Thần chém ra một đao sau đó, suy đích một tiếng, nước chảy mây trôi, liền đem vậy đóa ngọn lửa màu đen, trực tiếp chém chết. Ngọn lửa màu đen tán loạn, tràn ngập ở trong trận pháp nhân quả luật, cũng là tan thành mây khói. Những cái kia đản sanh ra ma vật, thật giống như lập tức mất đi người đáng tin cậy vậy, như du hồn dã quỷ vậy, bắt đầu đi bốn phía khắp nơi bồng bềnh đi. Lại nữa tự mình hiến tế, lại nữa hy sinh cung phụng hồn thiên đế. Cái này một tí, Đông Phương Sóc muốn bắt tóm chiếm đoạt những cái kia ma vật, thì trở nên được dễ như trở bàn tay, ngang hàng có vô cùng vô tận tài nguyên bổ sung. Ha ha ha, rất tốt, rất tốt. Đông Phương Sóc vui mừng quá đổi, trong mắt tinh mang chớp động, kích động hướng Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, người quả nhiên lợi hại, liền thủy mẫu đế cơ bày ra nhân quả luật, đều có thể phá hỏng. Đây chính là cả ngày đế chủ thần, cũng thúc thủ vô sách tồn tại. Diệp Thần có thể phá giải nhân quả luật, nhưng thật ra là dựa vào chém hồn đao, cũng không phải là dựa vào man lực, là mượn hồn thiên đế ý chí. Thủy mẫu đế cơ, nàng là người nào? Diệp Thần nghe được Đông Phương Sóc nói tới thủy mẫu đế cơ, nội tâm nhất thời đại động, trong sâu thẳm, tựa như thấy được một cái người Mỹ phụ bóng người. Cái đó người Mỹ phụ, vẫn bộ dạng thướt tha, tư thái thướt tha. Người mặc vào cạn màu đen áo lụa, dáng vẻ nở nang động lòng người. Rồi sau đó đạo thân ảnh này, lại đang Diệp Thần đầu óc bên trong vặn vẹo, hoàn toàn bể tan tành, cuối cùng lần nữa hội tụ, lại hóa thành kỳ lâm hình dáng, giống như là truyền thừa cùng tân sinh. Một màn này có vẻ ly kỳ, Diệp Thần trong lòng kinh ngạc không thôi, mơ hồ cảm thấy cái này thủy mẫu đế cơ, sau này sẽ cùng mình luân hồi trận doanh, sinh ra thiên ti vạn lũ quan hệ. Đông Phương Sóc sắc mặt trầm xuống, lắc lắc đầu nói, thủy mẫu đế cơ, đó là một cái cấm kỵ vậy tồn tại, ngươi còn chưa muốn nghe. Luân hồi chi chủ, ta vì ngươi xem bói, ngươi là muốn suy tính đại lộ tranh phong kết quả chứ? Đông Phương Sóc hình như là sợ Diệp In Thần hỏi tới, lập tức bắt đầu xem bói. Hắn cầm ra bộ kia mờ u rùa, nhẹ nhàng lay động, mờ u rùa ở giữa đồng tiền, phát ra rào rào tiếng vang. Bốn phương tám hướng. Rất nhiều âm hồn thét lên, tất cả âm hồn cùng ma thần, thân thể cháy, hóa thành khói đen, thành Đông Phương Sóc xem bói coi quẻ tế phẩm. Mới vừa Diệp Thần giải khai liền âm dương sinh ma trận, vừa vặn cho Đông Phương Sóc trợ lực. Đông Phương Sóc trong miệng nói lẩm bẩm, xem bói một hồi, đem mờ u rùa đồng tiền sắp hàng trên mặt đất. Đồng tiền tổng cộng có 10 cái, 10 cái đồng tiền toàn bộ mặt trái hướng lên. À, 10 phần chết chắc. Đây là cứu cực đại hung khí tượng. Đông Phương Sóc quát to một tiếng, sắc mặt ở ngay tức thì đổi được tái nhợt. Xem bói quái tượng, lấy cửu tử nhất xanh hơi lớn hung, nhưng cửu tử nhất xanh, còn không phải là cứu cực điểm xấu. Đáng sợ nhất điểm xấu, là 10 phần chết chắc, trình một chút sức sống cũng không thấy được. 10 phần chết chắc. Diệp Thần thấy vậy quái tượng, ra mặt vậy rung một tí, bắt được vô tận hung hiểm. 10 phần chết chắc. Đây là vận mệnh ngươi. Do thiên định vận mệnh. Đông Phương Sóc ánh mắt như đuốc, ngắm nhìn Diệp Thần. Diệp Thần có đại khí vận cường thịnh hung hãn, có thể trực tiếp nghiền ép thiên sát tinh, vô địch hết sức, có
coi như là cửu tử nhất sanh cục diện, Đông Phương Sóc cũng tin tưởng hắn có thể nghịch chuyển. Nhưng bây giờ quái tượng, nhưng là 10 phần chết chắc, là phải chết cục diện, quá đáng sợ. 10 phần chết chắc, có như thế hung hiểm sao? Diệp Thần cau mày, có chút không dám tin tưởng. Đông Phương Sóc trong tay nặn quyết, thiên cơ diễn hóa, trước mặt cấp tốc lướt qua từng bức họa. Đó là Diệp Thần tương lai hình ảnh. Diệp Thần ngưng xem chút, ở đó tương lai trong hình, thấy từng cái đáng sợ kết cục, toàn bộ là hắn chết kết cục. Cùng đại lộ tranh phong bắt đầu, lớn Chu gia tộc Chu Võ Hoàng, Hùng Bá gia tộc, Cổ Tinh Môn Lệ Xích Sư, Thánh Nữ San Hô Cung Mưa, Cửu Thiên Phục Long Giáo Vân Thương Chủng, Thiên Đan Tháp Thanh Phù Trần. Còn có đảm nhiệm thiên nữ. Còn có hoa tổ mới thu thiên tài đệ tử, lại là thiên tốc tinh chuyển thế, cũng là một cái cường địch. Nhiều người như vậy, liên hiệp, giết ngươi 10 lần cũng đủ. Đông Phương Sóc nhìn vậy một bức bức thiên cơ hình ảnh, không tìm được Diệp Thần bất kỳ có thể còn sống. Nếu như là đơn đả độc đấu mà nói, vô thời ý không trẻ tuổi đồng lứa thiên tài, hoàn toàn không phải Diệp Thần địch thủ, đều phải bị hắn nghiền ép. Nhưng nếu như, những thiên tài này nhân vật, toàn bộ liên hiệp, vậy đủ để tạo thành đáng sợ liên minh, không phải Diệp Thần có thể chống lại. Chí ít, Đông Phương Sóc không nhìn thấy Diệp Thần sức sống, đều là chết tuyến. Diệp Thần sắc mặt cũng là hoàn toàn ngưng trọng xuống, thật sâu cảm thấy nguy hiểm. Đông Phương Sóc trầm giọng nói, cái này đại lộ tranh phong, đối ngươi mà nói, quá nguy hiểm. Ngươi nếu như không muốn chết, liền ở lại ta nơi này đi, đừng đi tham gia. Ta có một đạo cơ duyên, cùng hồn thiên đế có liên quan, tạo hóa to lớn, có thể cho ngươi từ từ tiêu hóa, chỉ cần ngươi đừng đi chịu chết. Diệp Thần giúp hắn giải quyết âm dương sinh ma trận phiền toái, hắn tâm lý vậy 10 phần cảm kích, không muốn nhìn thấy Diệp Thần đi chết. Hơn nữa, hắn trên đầu, nắm giữ một đạo động trời cơ duyên, và hồn thiên đế có liên quan. Cái này đạo cơ duyên, liền đệ tử của hắn thiên sát tinh Diệp Thu, cũng không cách nào nắm trong tay, chỉ có Diệp Thần, mới có cơ hội tiêu hóa. Tiền bối, đa tạ. Nhưng, mạng ta do ta. Coi như đại lộ tranh phong nguy hiểm đi nữa, ta cũng nhất định phải đi. Diệp Thần nắm quyền một cái, ánh mắt lóe lên chiến ý cùng ý chí chiến đấu. Mặc dù do thiên định vận mệnh, muốn hắn chết, nhưng hắn không hề khuất phục. Hắn tin tưởng, mình vận mệnh, nắm ở trong tay mình, vô luận như thế nào, hắn đều phải phá cái này một quẻ, bắt lại đạo tông thi đấu hạng nhất. Đông Phương Sóc nhìn Diệp Thần ánh mắt kiên định, cũng bị chấn động, yên lặng hồi lâu, thở dài một tiếng nói. Thôi, ngươi cố ý phải đi, ta cũng không cản ngươi. Nếu như ngươi thật có thể phá quẻ, đánh vỡ vận mạng tử cục, đến lúc đó, ngươi có thể lần nữa trở lại ta nơi này, ta như cũ có thể đem vậy đạo đại cơ duyên, tặng cho ngươi. Diệp Thần nói, tiền bối, không bằng ngươi hiện tại liền cho ta. Đông Phương Sóc khoát khoát tay, nói, ha ha, ta cái này đạo đại cơ duyên, nhưng mà cùng hồn thiên đế có liên quan, rất chân quý, nếu là cho liền ngươi, ngươi lại chết ở đạo tông trên thi đấu, đây chẳng phải là lãng phí. Vận mệnh ngươi, nhưng mà 10 phần chết chắc. Nếu là ngươi thật có thể phá vận mệnh trói buộc, ta lại đem cơ duyên cho ngươi cũng không muộn. Nghe vậy, Diệp Thần cũng là không biết làm sao, nhún vai một cái nói, được rồi. Vậy, tiền bối, ta cáo từ. Đông Phương Sóc gật đầu nói, ngươi đi đi. Hắn bấm ngón tay tính toán, Cổ Tinh Môn Lệ Xích Sư, ở bên ngoài mai phục ngươi, bày ra ngàn kiến thực cốt trận, ha ha. Đây chính là độc thủ dược thần lưu lại trận pháp, hắn muốn ngươi chết. Ngươi dọc theo điều này tinh không cổ đạo rời đi đi, có thể để tránh cho cùng hắn tiếp xúc. Vừa nói, Đông Phương Sóc vung tay lên, cắt kim loại hư không, hóa ra một cái tinh không cổ đạo, muốn đưa Diệp Thần rời đi. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, quả nhiên là bắt được Lệ Xích Sư sát khí, còn có thần tuyết giao cơ bóng dáng. Vậy ngàn kiến thực cốt trận, cũng không phải là Lệ Xích Sư tất cả. Mà là thần tuyết giao cơ cho hắn, lúc ban đầu là độc thủ dược thần trận đồ. Ha ha, tiền bối, không cần, chính là một cái ngàn kiến thực cốt trận, còn giết không chết ta. Diệp Thần cười một tí, không hề lo lắng. Nếu Lệ Xích Sư đang mai phục hắn, vậy hắn dứt khoát tương kế tự kế, trực tiếp giết ngược. Nếu như có thể ở chỗ này, giải quyết hết Lệ Xích Sư, cũng có thể là sắp đến đạo tông thi đấu, giảm bớt điểm áp lực. Đông Phương Sóc sửng sốt một chút, nói, đây chính là độc thủ dược thần lưu lại độc trận, ngươi không sợ sao? Diệp Thần lắc lắc đầu nói,
không sao, tiền bối không cần lo lắng, ta cáo từ trước. Dứt lời, Diệp Thần liền hướng Đông Phương Sóc chắp tay tạm biệt, rời đi cái này phiến hắc ám không gian, đi ra bên ngoài. Diệp Thu, đi theo luân hồi chi chủ, chú ý hắn xảy ra chuyện. Đông Phương Sóc trầm giọng kêu lên. Không gian vặn vẹo, thiên sát tinh Diệp Thu bóng người xuất hiện, nghe được Đông Phương Sóc phân phó sau đó, lập tức cung kính lĩnh mệnh nói, dạ, sư phụ. Hắn liền dẫn hai cái cao cấp cao thủ, lặng lẽ đi theo Diệp Thần, lấy đứng ra bảo đảm bảo vệ. Diệp Thần biết Diệp Thu đang lặng lẽ bảo vệ mình, trong lòng cảm kích. Hắn lần nữa hồi đến đại sảnh bên trong, lại hướng Độc Cô Già La tạm biệt, Già La cô nương, ta phải rời đi trước. Độc Cô Già La trong mắt mang một chút không thôi, nói, ừ, luân hồi chi chủ, vậy chúng ta ở đạo tông trên thi đấu gặp lại. Diệp Thần cười nói, ừ. Hắn lập tức ra Diệu Linh Sơn, mấy cái người làm cung kính đem hắn đưa ra ngoài. Diệp Thần rời đi Diệu Linh Sơn chỗ ở chấm nhỏ biển, đi ra bên ngoài hư không. Ngoại giới nhìn như bình tĩnh hư không sau lưng, nhưng cất giấu một chút ý định giết người. Diệp Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, đánh hơi được một chút kịch độc mùi. Mộ chủ, chú ý, người đã đạp vào ngàn kiến thực cốt trận phạm vi, cần ta trợ lực sao? Ha ha, sư muội ta vẫn là bận tâm ta, ta năm đó đưa cho nàng trận đồ, nàng lại lưu tích chữ đến nay. Tuy nói năm tháng mài mòn, trận kia độ uy lực đã thật to hạ xuống, nhưng đối với ngươi mà nói, vẫn là cái to lớn uy hiếp, ta tới giúp ngươi phá trận. Luân hồi mộ địa bên trong, độc thủ dược thần phát ra âm thanh, đã cảm nhận được chung quanh quỷ dị. Diệp Thần cười nói, không cần, tiền bối, cái này độc trận, ta có thể phá. TTT, bóng tối trong hư không, truyền tới từng trận nhỏ vụn thanh âm, rồi sau đó không gian vặn vẹo, từng cái kịch độc trận văn xuất hiện, cấu trúc thành một cái trận pháp thật to kết giới, trực tiếp đem Diệp Thần bao phủ đi vào. Thiên thiên vạn vạn chỉ màu đen độc kiến, từ trận pháp kết giới bên trong nhô ra, như nước thủy triều hướng Diệp Thần vào tới. Những thứ này độc kiến, mỗi một chỉ đều có cỡ quả đấm, răng như dao nhọn vậy, lộ ra hàn mang. Cả người mơ hồ hiện lên một tầng xanh thẫm ánh sáng màu, đó là vô cùng kịch liệt độc tố năng lượng. Vô số chỉ độc kiến xuất hiện, ùn ùn kéo đến vọt tới Diệp Thần trước mặt, há miệng ra khí muốn gặm nhấm hắn huyết nhục, từng luồng kịch độc nồng chua, từ vậy độc kiến khẩu khí trung lưu chảy ra, mang theo mãnh liệt ăn mòn hiệu quả, mùi gay mũi hết sức. Ngay tức thì, Diệp Thần liền bị ngàn vạn chỉ độc kiến chìm ngập. Cho dù là một cái thần đạo cảnh đỉnh cấp tu sĩ, ở nơi này ngàn kiến thực cốt trận bao phủ hạ, sợ rằng chỉ có hóa thành mù kết quả. Ha ha ha, thằng nhóc, ngươi liền chết như vậy sao? Độc thủ dược thần lưu lại trận pháp, quả nhiên lợi hại à, ha ha ha. Một hồi tiếng cười lớn vang lên. Không gian vặn vẹo, chỉ gặp Lệ Xích Sư, mang rất nhiều cổ tinh môn cường giả, từ trong bóng tối nổi lên, thấy Diệp Thần đã bị vô số độc kiến chìm ngập, tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. Nhưng mà, bọn họ vẻ vui mừng, cũng không có kéo dài quá lâu, diễn cảm liền đóng lại xuống. Bởi vì bọn họ thấy, chìm ngập Diệp Thần rất nhiều độc kiến, từng mảnh từ Diệp Thần trên mình rơi xuống, hóa thành bụi bặm. Diệp Thần bóng người, chưa từng đếm độc kiến bao phủ hạ, lần nữa hiện lên. Chỉ gặp hắn thân thể, hiện lên một tầng tinh thuần ma khí. Nhìn kỹ lại, vậy ma khí thật ra thì không là ma đạo hơi thở, mà là từng luồng kịch độc hơi thở. Hội tụ mà thành. Bàn về kịch độc, vậy vô số chỉ độc kiến, lại có thể kém hơn Diệp Thần một người. Diệp Thần tựa như chính là kịch độc hóa thân, từ trên người hắn tản mát ra khí độc, để cho được Lệ Xích Sư các người, đều cảm thấy lòng rung động. Tất cả người trợn mắt hốc mồm, Lệ Xích Sư ngơ ngác nói cái này. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần khóe miệng mang ác liệt nụ cười, nói các ngươi cái này độc trận, khí độc vậy coi là tinh thuần. Vừa vặn cho ta hấp thu. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ gặp Diệp Thần thân thể, tựa như biến thành một cái đáng sợ lỗ xoáy đen, đang không ngừng hấp thu chung quanh khí độc. Vậy vô số chỉ độc kiến, trong cơ thể ẩn chứa kịch khí độc tức, toàn bộ bị Diệp Thần hấp thu, ép khô. Một phiến phiến độc kiến, rào rào hóa thành bụi bẩm, đánh mất hội diệt. Diệp Thần hấp thu đại lượng khí độc, toàn bộ đổi thành thành năng lượng tinh thuần, hội tụ đến đan điền ma chủng bên trong. Hắn tu luyện đạo tâm loại ma quyết, đan điền thực nuôi ra ma trùng, đã khá cái sức lửa, giống vậy kịch độc, hoàn toàn không tổn thương được hắn, ngược lại sẽ biến thành hắn chất dinh dưỡng.
đây chính là hắn chỗ sức mạnh. Coi như đối mặt ngàn kiến thực cốt trận, Diệp Thần cũng sẽ không có chút nào sợ, bởi vì trận pháp này cũng không thể thương tổn tới hắn, ngược lại sẽ bị hắn hấp thu. Cái này không thể nào. Lệ Xích Sư sợ ngây người, liền thấy toàn bộ ngàn kiến thực cốt trận, khí độc đã hoàn toàn bị Diệp Thần hấp thu ép khô, tất cả độc kiến chết đi, từng cái trận văn hội diệt, cuối cùng toàn bộ trận pháp cũng tan vỡ tản đi. Thần Tuyết Giao Cơ, mau ra đây! Mau ra đây giết thằng nhóc này! Thằng nhóc này là yêu nghiệt à! Lệ Xích Sư kinh hoàng kêu to lên, vậy ngàn kiến thực cốt trận khí độc, liền hắn mảnh đất này cuồng tinh chuyển thế, thần đạo cảnh đỉnh cấp tồn tại, cũng không dám đụng chạm. Nhưng Diệp Thần, nhưng là trực tiếp hấp thu. Một màn này, thật là quá kinh khủng, hoàn toàn đánh xuyên Lệ Xích Sư ý chí chiến đấu. Ở hắn trong mắt, Diệp Thần đơn giản là yêu nghiệt cùng ma quỷ, hắn không dám lại đối kháng, đành phải gọi Thần Tuyết Giao Cơ hạ xuống. Nhưng mà, hắn tiếng kêu, không có được bất kỳ đáp lại. Bốn phía hư không bình tĩnh, cũng không có gì Thần Tuyết Giao Cơ bóng người. Diệp Thần có thể cảm giác được, Thần Tuyết Giao Cơ liền che giấu ở vùng lân cận, nhưng tựa hồ có cái gì cố kỵ, cũng không có phát hiện thân. Hắn cảm giác đều không sai, Thần Tuyết Giao Cơ đúng là che giấu. Nàng che giấu ở một phiến trong hư không, thấy Diệp Thần phá hư ngàn kiến thực cốt trận, thậm chí trực tiếp hấp thu, trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng biểu tình kinh ngạc. Là đạo tâm loại ma quyết, hắn làm sao sẽ? Chẳng lẽ, hắn lấy được người kia truyền thừa? Thần Tuyết Giao Cơ tự lẩm bẩm, muốn xông ra chất vấn, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, không có phát hiện thân. Đi, đi mau. Lệ Xích Sư gặp Thần Tuyết Giao Cơ không có phát hiện thân, trong lòng cảm thấy sợ hãi sâu đậm, quát to một tiếng, liền mang theo người thủ hạ cấp tốc thoát đi. Muốn đi. Đạo tâm ma chủng, cho ta xuyên qua. Diệp Thần ánh mắt run lên, nơi nào không thể bỏ mặc cho Lệ Xích Sư rời đi. Hắn há mồm miệng, một viên đen nhánh hạt giống, từ hắn đan điền bên trong bay ra. Đó chính là hội tụ vô số kịch độc hơi thở ma trùng. Suy, ở Diệp Thần linh khí bơm vào hạ, viên này ma trùng, liền giống như một viên xuyên qua thế giới sao rơi, lấy tốc độ đáng sợ, trong nháy mắt phá vỡ hư không, bót đích một tiếng, đánh trúng Lệ Xích Sư đầu. Lệ Xích Sư cặp mắt trợn to, hắn là cuồng tinh chuyển thế, thân xác lực lượng mạnh mẽ, coi như đầu bị người chặt xuống, hắn đều có thể sống lại. Nhưng, Diệp Thần đạo tâm ma trùng, nhưng mang theo đặc biệt đáng sợ kịch khí độc tức. Đậm đà kịch độc nguyên thế chấp, như rửa nát ngàn năm bùn nát, xâm nhập Lệ Xích Sư trong đầu, sau đó nhanh chóng lan tràn hắn toàn thân. Phốc! Lệ Xích Sư đầu, tại chỗ bị kịch liệt độc chất, hoàn toàn ăn mòn hòa tan. Hóa thành vô số bẩn thỉu máu loãng, dòng nước chảy xuống. Hắn thân thể, da hắn, bắp thịt, xương cốt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng mục nát tan vỡ đi xuống, suy suy bốc khói. Cũng chính là mấy hơi thở thời điểm, mới vừa vẫn là mạnh như rồng như gọp Lệ Xích Sư, máu thịt xương hoàn toàn hòa tan, hóa thành một bãi tanh hôi thi nước, trôi lơ lửng ở trong hư không. Trên người hắn nơi có thời gian tuyến, toàn bộ hội diệt. Không có bất kỳ sống lại có thể. Thấy một màn này, toàn trường cổ tinh môn cường giả, toàn đều sợ ngây người, rợn cả tóc gáy. Phải biết, Lệ Xích Sư nhưng mà cuồng tinh chuyển thế, là thần mộ bảng hạng thứ 5 tồn tại, nhưng lại có thể trong chớp mắt, liền bị Diệp Thần độc giết. Từng trận tiếng thét chói tai, từ rất nhiều cổ tinh môn cường giả trong cổ họng phát ra, bọn họ sợ hãi chạy trốn tứ tán đi, hoàn toàn không dám lại đối mặt Diệp Thần, sợ mình cũng bị độc chết. Những thứ này cổ tinh môn cường giả bên trong, thật ra thì có bữa nguyên cảnh tồn tại, nhưng mắt thấy Diệp Thần độc giết Lệ Xích Sư thủ đoạn, tất cả mọi người đều luống cuống, nơi nào còn dám đối mặt Diệp Thần, cũng chỉ lo chạy trốn. Mộ chủ, người thật đúng là hung mãnh. Xem ra, ta xem thường ngươi, người đạo tâm ma trùng, nội tình đã đủ, có thể tu luyện ta độc thuật. Luân hồi mộ địa bên trong, độc thủ dược thần khen ngợi không dứt. Hắn vốn đang kế hoạch. Cùng Diệp Thần bước lên thần sau đó, lại truyền thụ hắn chân chính độc thuật, miễn được hắn gặp cắn trả. Nhưng bây giờ nhìn lại, Diệp Thần nội tình quá thâm hậu, coi như chỉ có vô lượng cảnh 9 tầng trời, vậy nhưng lại thu luyện hắn độc thuật thần thông. Diệp Thần khẽ mỉm cười, thu hồi đạo tâm ma trùng, giải quyết hết một cái Lệ Xích Sư, vậy tương lai đạo tông thi đấu, hắn áp lực chí ít sẽ nhẹ nhõm một chút. Mà lúc này, trên hư không... Cổ xưa hắc thiết ánh sáng bung ra,
một đạo to lớn bảng danh sách bia đá xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Đó là thần mộ bảng hạng bảng danh sách. Thần mộ bảng trên, xếp hạng đệ nhất, vẫn là Chu Võ Hoàng. Thanh Sam Ngạn xếp hạng thứ hai, Đêm Mạnh Mẽ thứ ba. Xếp hạng thứ tư, là một cái kêu là Đới Húc Người, lại là chín đại thiên cương tinh bên trong, thiên tốc tinh chuyển thế. Đã hóa thành thi nước Lệ Xích Sư, xếp hạng thứ năm. Mà Diệp Thần, thì xếp hạng tên thứ 10. Bảng danh sách bên trên, Lệ Xích Sư tên chữ, hoàn toàn không rõ ràng đi xuống, mất đi tất cả ánh sáng. Trước kia bị Diệp Thần giết chết Đêm Mạnh Mẽ, tên chữ vậy đã sớm mở đi. Nhưng kỳ quái chính là, Diệp Thần hạng, còn ở ghế chót, không có tăng, không có lấy thay bọn họ. Đây là thần mộ bảng. Làm sao ta tên chữ, còn ở ghế chót? Diệp Thần chau mày, theo lý mà nói, hắn đánh chết Lệ Xích Sư, cũng có thể cướp lấy, chiếm cứ đối phương chỗ ngồi. Nhưng hiện tại, tên của đối phương, chỉ là Chờ Tối, cũng không có bị thay thế. Hắn tên chữ, nhưng còn ở lại ghế chót. Mộ chủ, xem ra người tương lai vận mệnh, quả nhiên là 10 phần chết chắc. Thiên địa tạo hóa quy luật, vậy cho rằng ngươi là người sắp chết, cho nên không có lại ban cho ngươi thần mộ bảng chúc phúc. Độc thủ dược thần ngưng trọng nói. Thần mộ bảng là thiên địa tạo hóa bảng danh sách, có thể bước lên bảng người, đều là đạt được thiên địa công nhận tồn tại. Nhưng Diệp Thần thực lực, rõ ràng là nghiền ép thần đạo cảnh vô địch. Hắn còn xếp hạng ghế chót, vậy thì tỏ rõ, hắn đã bị thiên địa từ bỏ. Thiên địa tạo hóa, tương lai vận mệnh, định trước hắn là một người chết. Phải không, thật là thiên địa đều phải ta chết. Diệp Thần nhếch mép, nhưng cũng không cam tâm, nắm quyền một cái nói. Mạng ta do ta cũng không tin, ta thật sẽ chết ở lớn đạo tranh phong phía trên. Độc thủ dược thần thở dài nói, mộ chủ, ta môn công pháp này, ngươi có thể thử nghiệm tu luyện một tí, tăng lên thực lực, tranh thủ ở đạo tông trên thi đấu sống sót. Hắn sử dụng một phiến ngọc giản, giao cho Diệp Thần. Ngọc giản bên trên, khắc tiên thiên độc long khí năm chữ. Đây là độc thủ dược thần tự nghĩ ra độc công, có thể hội tụ khí độc, diễn hóa thành hắc ám độc long, lực sát thương đặc biệt khủng bố. Đa tạ. Diệp Thần nhận lấy ngọc giản, bất quá bây giờ không phải là lúc tu luyện. Dưới mắt thế cục càng ngày càng phức tạp, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hàn Diễm quái tượng, đã coi là rõ ràng, Đông Phương Sóc bảo đảm nói không có nguy hiểm, thậm chí Hàn Diễm còn sẽ có được đại cơ duyên. Diệp Thần phát ra đóng kín một cái phi kiếm truyền thư, truyền đi thiên đao thế giới, hướng đao thiên đế báo cáo nguyên nhân, kêu hắn không cần quá lo lắng. Không biết Hoàng Lão thế nào? Diệp Thần nhớ tới Hoàng Lão thay thế hắn đi gặp thẩm phán chủ. Không biết kết quả như thế nào. Hắn lúc này ngồi Titan thần hạm, hướng thần kiếm đế quốc đi tới. Chạy đến nửa đường, Diệp Thần nhưng nhận được Hoàng Lão ý niệm. Thằng nhóc, ta trở về, ngươi đến đây đi. Bị Hoàng Lão truyền niệm sau đó, Diệp Thần trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, như vậy xem ra, Hoàng Lão hẳn là không sao. Hắn tăng thêm tốc độ, khởi động Titan thần hạm, nhanh chóng trở lại thần kiếm đế quốc. Lái vào thần kiếm đế quốc lãnh thổ, Diệp Thần dưới ánh mắt ý thức nhìn về trong đế quốc tim, cổ kiếm hoang mộ phương hướng. Cổ kiếm hoang mộ, là kiếm tử tiên trần lãnh địa, cũng là thiên nữ ở địa phương đó. Diệp Thần nhưng mơ hồ cảm thấy, thiên nữ hơi thở, đặc biệt yếu ớt, thật giống như sắp chết. Chẳng lẽ kiếm tử tiên trần nhanh như vậy, thì phải cầm nàng nhúng kiếm sao? Diệp Thần trong lòng âm thầm chấn động. Ha ha ha, thằng nhóc, ngươi trở về. Đây là, một đạo sơ lãng tiếng cười lớn, đem Diệp Thần suy nghĩ kéo trở lại. Chỉ gặp Hoàng Lão mang mấy cái người làm, đích thân tới nghênh đón Diệp Thần. Diệp Thần vui vẻ nói, Hoàng Lão, người đi gặp thẩm phán chủ, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Hoàng Lão vui vẻ cười to, nói, không có, là ta quá lo lắng. Chính là một cái nguyên mạch, còn không tư cách kinh động thẩm phán chủ. Nàng nhưng thật ra là muốn gặp ngươi một lần. Cùng ngươi đi sâu vào trò chuyện một chút trung cực trật tự vấn đề. Một cái nguyên mạch, người nuốt liền nuốt, không có gì lớn không được, quay đầu ta đi thiên bảo điện, giúp ngươi bồi thường điểm nguyên ngọc, chuyện này cứ tính như vậy. Nghe vậy, Diệp Thần cũng là thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt, ta còn lấy là vậy thẩm phán chủ, lớn hơn động can qua. Hoàng Lão khoát tay một cái nói, sẽ không, là chúng ta hiểu lầm nàng,
hì hì, nàng trả lại cho ngươi một phần lễ ra mắt. Vừa nói, Hoàng lão móc ra một bộ trục cuốn, giao cho Diệp thần. Diệp thần nói, đây là cái gì? Hoàng lão nói, là đạo tông chú binh thuật trước tầng 3 bí quyết, nàng nói ngươi là luân hồi chi chủ, là đặc thù tồn tại, đạo tông chú binh thuật tầng 9 bí pháp, đều có thể tu luyện. Bất quá, cân nhắc đến ngươi tu vi chỉ có vô lượng cảnh, cho nên nàng chỉ cho ngươi trước tầng 3 bí quyết, sợ ngươi không chịu nổi phía sau sát khí. Diệp thần mở ra trục cuốn, gặp trục cuốn phía trên, quả nhiên ghi lại đạo tông chú binh thuật trước tầng 3 bí pháp, nhất thời đại hỉ, nói, thẩm phán chủ đối với ta thật là tốt. Hắn thân phận, chỉ là nói tông đệ tử ký danh, vốn là không tư cách tu luyện đạo tông chú binh thuật, nhưng thẩm phán chủ ngoại lệ đem bí thuật ban cho hắn, đây là kết duyên ý. Hoàng lão nói, ngươi là luân hồi chi chủ, luân hồi trật tự, quan hệ đến trung cực, nàng dĩ nhiên quan tâm. Hi hi, chỉ bất quá, thẩm phán chủ đại khái còn không nghĩ tới, ta đã tác phẩm nghĩ ra trung cực hoàn mỹ trật tự, ngươi luân hồi thiên quốc, đã không có ý nghĩa. Diệp thần cười khổ một tí, hắn ngược lại là rất muốn biết, Hoàng lão nói hoàn mỹ trật tự, rốt cuộc là cái gì? Nếu như liền luân hồi thiên quốc, ở đó hoàn mỹ trật tự trước mặt, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì mà nói, đó thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Hoàng lão quan sát Diệp thần một mắt, đột nhiên cau mày nói. Đợi một chút, đỉnh đầu ngươi trên, làm sao bao phủ một tầng tử khí? Đây là điềm đại hung. Hắn cong ngón tay tính toán. Rồi sau đó à một tiếng thét kinh hãi, nói, mười phần chết chắc. Vận mệnh ngươi, làm sao luân lạc tới như vậy bước? Cùng đại lộ tranh phong bắt đầu, những thiên tài kia cửa, lại là muốn toàn bộ liên hiệp, đem ngươi giết chết. Hoàng lão mơ hồ cảm nhận liền tương lai, Diệp thần kết cục, chính là bị rất nhiều thiên tài, liên thủ cắt chi. Diệp thần nắm quyền một cái, cười nói, không tới một khắc cuối cùng, sống chết thành bại, ai có thể quyết định? Nhìn Diệp thần như vậy không câu chấp tự tin hình dáng, Hoàng lão cũng có chút động dung. Hắn trầm ngâm một hồi, nói, ngươi cầm luân hồi thiên kiếm lấy ra. Diệp thần nói, làm sao? Lập tức sử dụng luân hồi thiên kiếm. Hoàng lão gật đầu một cái, nói, ừ, ngươi hôm nay vận mệnh, quá nguy hiểm, cùng đạo tông thi đấu bắt đầu, ngươi nhất định sẽ bị nhầm vào. Ta nhận được tin tức, Hoa tổ mới thu một người học trò, kêu đới húc, là thần mộ bảng thứ tư nhân vật. Cũng là thiên tốc tinh chuyển thế. Người này thân pháp tốc độ cực nhanh, thẳng như quỷ mị, hắn là người to lớn uy hiếp. Còn nữa, thiên nữ, Chu Võ Hoàng, cửu họa thương long đệ tử Vân Thương Trùng, người người đều là cao cấp thiên kiêu, không một cái là dễ trêu. Người thằng nhóc này, làm sao đắc tội nhiều người như vậy? Diệp thần cười nói, đắc tội thì đắc tội, lần này đạo tông thi đấu, ngược lại là một cái tuyệt hảo cơ hội. Hoặc là bọn họ giết ta, hoặc là ta cầm bọn họ giết hết, không còn một mống. Hoàng lão nói, nhiều thiên tài như vậy, ngươi lại làm sao có thể đối kháng. Hôm nay ngươi, trước hay là nghĩ biện pháp còn sống nói sau. Ngươi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta mang ngươi đi gặp kiếm tử Tiên Trần, để cho hắn giúp ngươi rèn luyện luân hồi thiên kiếm, tăng lên ngươi binh khí uy lực. Kiếm tử Tiên Trần tinh thông đạo tông chú binh thuật, tu vi thành tựu thậm chí vượt qua tầng 9 cực hạn, đạt tới siêu phẩm bước. Là thế gian mạnh nhất đúc kiếm sư, duy nhất một có tư cách đúc siêu phẩm thiên kiếm tồn tại. Nếu như đơn thuần bàn về đúc kiếm mà nói, cả ngày Khải Chí Tôn, cũng không sánh bằng kiếm tử Tiên Trần. Kiếm tử Tiên Trần cả đời này, cũng chỉ đúc kiếm, cho tới bây giờ không đúc những binh khí khác. Cổ kiếm hoang mộ thiên thiên vạn vạn kiếm khí, đều là đích thân hắn chế tạo. Hiện tại, Hoàng lão liền muốn kêu kiếm tử Tiên Trần ra tay, giúp Diệp thần nhúng kiếm. Tăng lên luân hồi thiên kiếm uy lực. Như vậy thứ nhất, cùng đạo tông thi đấu bắt đầu, Diệp thần có một cái thần binh lợi khí, ít nhất có mạng sống cơ hội. Chỉ cần có thể còn sống sót, lấy Diệp thần đại khí vận, tùy thời cũng có thể giết ngược. Diệp thần kỳ dị nói, kiếm tử Tiên Trần lại làm sao có thể thay ta nhúng kiếm. Trước đây hắn cùng thiên nữ, ở U thần ma quật bên trong tranh đấu, coi như là đắc tội kiếm tử Tiên Trần. Mà thiên nữ, bị kiếm tử Tiên Trần dành cho kỳ vọng rất lớn, hắn muốn để thiên nữ tham gia đạo tông thi đấu, tranh đoạt vô địch khen thưởng thiên đế thần nguyên. Vậy sắp đến đạo tông thi đấu, Diệp thần và thiên nữ, chính là kẻ địch, kiếm tử Tiên Trần lại làm sao có thể giúp hắn. Hoàng lão cười hắc hắc, đem Diệp thần trong tay luân hồi thiên kiếm lấy tới, nhẹ nhàng bắn một tí,
tựa hồ cảm nhận được liền hắn trung thần bí, con người híp lại, nói. Người đây liền không hiểu, kiếm tử tiên trần là tốt đúc kiếm, cái này cầm luân hồi thiên kiếm, khéo léo tuyệt vời, hắn thấy sau đó, nhất định là thấy cái mình thích là không nhịn được, ngứa tay ngứa nghề, chỉ cần chúng ta mở miệng, hắn liền sẽ không nhịn được, cái gì thù lao đều không muốn, ra tay giúp chúng ta nhúng kiếm. Diệp Thần ngạc nhiên nói, còn có cái loại này chuyện tốt. Hoàng lão thanh kiếm trả lại cho Diệp Thần, nói, ngươi nghỉ ngơi trước một đêm, sáng mai ta mang ngươi đi cổ kiếm hoang mộ. Diệp Thần nói, được. Đêm đó, Diệp Thần ở thần kiếm đế quốc đô thành, hoàng cung trong tẩm cung nghỉ ngơi. Nếu u thần ma quật nhân quả, đã giải quyết, vậy Diệp Thần vậy không do dự nữa, đem tiểu cấm yêu lưu lại nửa cái nguyên mạch, trực tiếp nuốt hết. Vậy nửa cái nguyên mạch, dư thừa 9 tầng trời tức những tinh tinh hoa, toàn bộ bị Diệp Thần chiếm đoạt luyện hóa. Năng lượng bàng bạc hơi thở, ở Diệp Thần trong cơ thể tan ra, hắn luân hồi nguyên thể, nham đồ đằng cũng thay đổi được càng sáng chói lóng lánh, liên quan tự thân tu vi, vậy sắp đột phá. Cùng Diệp Thần tu luyện nửa đạo tông chú binh thuật tầng thứ 3, còn có tiên thiên độc long khí nghĩa sâu xa, rất nhiều cảm ngộ thêm thân, hắn cảnh giới tu vi. Vậy rốt cục thì nước chảy thành sông đột phá. Chưa từng tính cảnh 9 tầng trời sơ giai, đột phá đến trung cấp bước. Rất tốt, tu vi vừa nhỏ nhỏ đột phá một bước, nếu như luân hồi thiên kiếm, cũng có thể được rèn luyện tăng lên, vậy đại lộ tranh phong phần thắng, vậy sẽ gia tăng mấy phần. Ta cũng không tin, ta sẽ chết ở nơi đó. Diệp Thần nắm quyền một cái, cảm thụ mình trong cơ thể mênh mông lực lượng, lòng tin đầy đủ. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, mạng ta không do trời, thiên định trước hắn phải chết, vậy hắn liền nghịch chuyển hết thảy các thứ này. Nghỉ ngơi một đêm, đến lúc sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần thật sớm tỉnh lại. Hắn đẩy ra tẩm cung cửa, hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ, ngắm nhìn trời xanh, chợt cảm thấy, bầu trời phương xa, truyền tới một cổ không tầm thường năng lượng ba động. Cổ ba động kia, đầu tiên là như động đất lũ quét vậy, ùng ùng vang dội. Rồi sau đó liền hóa thành nghiêng thiên hải khiếu, hào hùng linh khí gào thét tới, cuộn sạch mưa gió. Toàn bộ thần kiếm đế quốc, từ vạn dặm sơn hà chấn động, cây cối lay động, chim thú vật bị giật mình, bụi bặm nổi lên bốn phía. Đế quốc các con dân, từ sáng sớm trong giấc mộng tỉnh lại, thấy phương xa xuất hiện vô cùng khoáng đạt, vô cùng nguy nga cảnh tượng. Diệp Thần ngây dại, hắn thấy cổ kiếm hoang mộ bên kia, có một đạo sáng chói thần mang, bùng nổ vạn nặng tinh hy. Phóng lên cao, thẳng tắp như thần trụ, ngân hà phù văn xen lẫn, vô số trời trăng sao sản sinh ra tới, vây quanh cái này đạo thẳng chùm tia sáng, chậm rãi xoay tròn. Đó là, Diệp Thần thấy chùm tia sáng bên trong, dần dần hiển hóa ra một cái cự kiếm. Thanh cự kiếm kia, không biết có nhiều ít vạn trượng dài, đỉnh thiên lập địa, nguy nga như chư thiên thần chủ thần binh, cuồng bạo hung mãnh kiếm khí mũi nhọn, cứ như muốn chém ngang cả thế giới. Từng tầng một nhân quả luật, phù văn cấm chế, quy luật xích thần, trói buộc thanh cự kiếm kia, không có để cho cự kiếm mũi nhọn, phá giết ra tới. Nếu không, toàn bộ thần kiếm đế quốc, sợ rằng đều phải tan thành mây khói, sẽ không có bất kỳ sinh linh có thể sống sót. Thanh kiếm kia, chẳng lẽ chính là kiếm tử tiên trần muốn chế tạo siêu phẩm thiên kiếm? Diệp Thần mắt nhìn thanh cự kiếm kia, hô hấp cũng hít thở không thông. Như vậy mũi nhọn lộ ra. Kinh thiên động địa kiếm, tuyệt đối là siêu phẩm tồn tại, vượt qua thế gian hết thảy binh khí. Thần kiếm như vậy, một khi đúc luyện thành công, lực sát thương tuyệt đối là bao trùm chư thiên, đủ để vượt qua thiên tội cổ kiếm mũi nhọn. Vậy cầm siêu phẩm thiên kiếm, đã kém không nhiều đúc luyện thành công, chỉ kém một bước cuối cùng. Nhúng kiếm. Thanh kiếm này, còn không có rèn luyện qua, trên thân kiếm còn có rất nhiều dữ tợn sát phạt lệ khí. Vậy lệ khí tồn tại. Để cho được thanh kiếm này, người bất kỳ đều không cách nào chấp trưởng. Phải đi qua nhúng kiếm, vuốt lên lệ khí, sẽ ở trên thân kiếm, thành lập ổn định trật tự, mới có chấp trưởng có thể. Diệp Thần thấy siêu phẩm thiên kiếm xuất hiện, trong lòng chỉ muốn, chẳng lẽ kiếm tử tiên trần, ngày hôm nay liền muốn động thủ, cầm thiên nữ ném nhập hỏa lò, bắt đầu nhúng kiếm sao? Thần kiếm đế quốc bên trong, rất nhiều con dân tỉnh lại, nhìn phương xa nguy nga cự kiếm, xì xào bàn tán. Chỉ trỏ, tất cả người đều là kinh hoàng mạc định, không cách nào theo dõi kiếm tử tiên trần ý đồ. Một khi thanh kiếm này, rèn luyện thất bại, chỉ là bạo tiết ra một chút xíu kiếm khí, là có thể nghiền diệt toàn bộ đế quốc.
À à à. Bỗng nhiên, một hồi vô cùng nhọn, vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ cổ kiếm hoang mộ phương hướng truyền tới. Diệp thần vừa nghe, nhất thời rợn cả tóc gáy. Đó là thiên nữ tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm kia, là như vậy thê lương chói tai, cơ hồ muốn biến dạng linh hồn người. Bất kỳ nghe được thanh âm này người, cũng có thể cảm nhận được, phát ra gào thảm người, là thống khổ bực nào, tuyệt vọng, sợ hãi. Diệp thần sợ ngây người, hắn ấn tượng bên trong, thiên nữ là đặc biệt người quật cường. Nhưng hiện tại, gần đây quật cường thiên nữ, nhưng phát ra vô cùng chói tai kêu thê lương thảm thiết. Diệp thần từ nàng tiếng kêu bên trong, có thể cảm nhận được nàng mãnh liệt thống khổ, khắc cốt sợ hãi, vô biên tuyệt vọng, còn có. Tức giận. Diệp thần nhìn trời nữ, vốn là khá là thống hận, nhưng nghe đến cái này kêu thảm thiết sau đó, hắn lại động một chút lòng trắc ẩn, dĩ vãng hận ý vậy tan rã rất nhiều. Bởi vì, cái này kêu thảm thiết quá thê thảm, làm người ta bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động. Có thể tưởng tượng, hôm nay thiên nữ, nhất định là thừa nhận khó mà hình dung tàn khốc hành hạ. Không, ta không thể chết được. Cầm ta trí nhớ, trả cho ta. Thiên nữ thê lương mà tức giận tiếng kêu, từ phương xa cổ kiếm hoang mộ truyền tới. Diệp thần thậm chí có thể tưởng tượng được, thiên nữ hiểu điệu thân thể, ở thịnh mãn cuồn cuộn nham thạch nóng chảy liệt hỏa hỏa lò bên trong, không ngừng sôi trào dẫy dụa hình ảnh, cuối cùng bị nham thạch nóng chảy hoàn toàn nuốt mất. Cái này kêu thê lương thảm thiết, không biết kéo dài bao lâu, mới dần dần chìm xuống. Vậy nguy nga sáp thiên cự kiếm, vậy uyển như mộng ảo bọt nước vậy, dần dần ở trong hư không tiêu trừ, phảng phất từ tới không có xuất hiện qua. Diệp thần phục hồi tinh thần lại, sống lưng đã bị mồ hôi ướt đẫm, mặt trời chẳng biết lúc nào, đã chuyển qua giữa trời, lúc đầu một cái buổi sáng đều đi qua, đã là buổi trưa. Nhúng kiếm thất bại sao? Diệp thần trong lòng trầm xuống, nếu như kiếm tử tiên trần, nhúng kiếm thành công, siêu phẩm thiên kiếm ra đời, vậy hẳn là có động trời đại khí tượng. Nhưng hiện tại, cũng không có bất kỳ khí tượng bùng nổ. Thất bại khí tượng cũng không có. Vậy siêu phẩm thiên kiếm, rốt cuộc là rèn luyện thành công, vẫn là thất bại, Diệp thần không biết được. Thiên nữ hơi thở, hắn vậy bắt không tới, sống chết không biết. Đây là, hoàng lão sắc mặt ngưng trọng, đi tới, nói, đi qua thiên nữ chết, nàng trí nhớ, đã bị luyện hóa hết, ngươi phiền toái. Diệp thần ngẩn ngơ, liền vội vàng hỏi, hoàng lão, đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng lão chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn về cổ kiếm hoang mộ phương hướng, trong mắt mang sâu đậm nặng nề, nói. Chính xác mà nói, là kiếm tử tiên trần động thủ, lấy thần kiếm hỏa lò, dung hợp siêu phẩm thiên kiếm kiếm khí, chặt đứt thiên nữ đi qua nhân quả, luyện hóa hết nàng trong trí nhớ, tất cả ân oán tình cừu. Thiên nữ tương đương với lại lấy được cuộc đời mới, dục hỏa niết bàn, đạo tâm đổi được so thủy tinh còn tinh khiết, lại cũng không có một chút ân oán tình cừu nghĩ bậy. Nàng trí nhớ còn ở, không có thiếu sót, nhưng đi qua ân oán tình cừu, toàn bộ bị chém nứt hòa tan, nàng liền như nhìn thấu hồng trần, đạo tâm tinh khiết, không có thể tưởng tượng. Nàng nắm giữ thần thuật, mơ ước một lòng lưu, uy lực sợ rằng sẽ thành được vô cùng khủng bố. Người muốn cùng nàng tranh phong, vậy thì khó khăn. Kiếm tử tiên trần bước cờ này, thật để cho ta không nghĩ tới à, hắn cứ như vậy tin tưởng thiên nữ, nhận định nàng có thể chịu đựng đáng sợ như vậy chui luyện. Diệp thần nhất thời kinh ngạc, hoàng lão mà nói, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Nếu như đơn đả độc đấu, ta cùng thiên nữ, ai lợi hại hơn? Diệp thần hỏi. Hoàng lão suy nghĩ một chút, nói, hẳn vẫn là ngươi lợi hại hơn, nhưng ngươi đã không có biện pháp lại ung dung nghiền ép nàng, nàng nếu như lại liên hiệp những thiên tài khác, ngươi một thân một mình, tuyệt khó đối kháng. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, nói, vậy chúng ta còn muốn đi gặp kiếm tử tiên trần sao? Hoàng lão nói, dĩ nhiên, thừa dịp tâm tình hắn tốt, đi gặp hắn một chút, để cho hắn giúp ngươi nhúng kiếm, muốn đến vậy thần kiếm hỏa lò còn không tắt, hôm nay nhúng kiếm chính là thời cơ, đi. Nói xong, hoàng lão sử dụng cửu khúc ống tiêu, linh quyết một nặn, vậy cửu khúc ống tiêu thì trở nên lớn, lục quang yêu kiều, như phi kiếm vậy treo để ngang giữa không trung. Hắn mang Diệp thần, ngự trước cửu khúc ống tiêu, đi cổ kiếm hoang mộ bay đi. Cổ kiếm hoang mộ là một phiến địa phương hết sức vắng vẻ, cắm một cái cầm đổ nát cổ xưa kiếm, khí tức âm lãnh tràn ngập, liền ánh mặt trời cũng chiếu không đi vào. Nơi này một phiến tĩnh mịch, người ở thưa thớt, Diệp thần nhìn xuống đi xuống,
chỉ thấy một ít phụ trách nuôi kiếm kiếm nô. Nhưng cổ kiếm hoang mộ trải qua năm tháng, chân thực quá mức bể dâu, mặc dù có nuôi bảo vệ, thậm chí có nô lệ máu tươi nuôi, vậy rất nhiều kiếm khí, cũng là không thể nghịch chuyển đổi được cổ xưa cùng đổ nát, một phiến thê lương. Hoàng lão mang Diệp Thần, từ bầu trời hạ xuống, đi tới cổ kiếm hoang mộ một tòa thật to nhà đá trước. Nhà đá cửa đóng chặt, trước nhà chất đống rất nhiều quáng vật, còn có chưa từng đúc thành hình kiếm khí. Ở bên tay trái, chính là một nơi vườn, bên trong trồng trò trái cây rau, còn nuôi chút linh thú súc vật. Đây là nguyên phiến cổ kiếm hoang mộ, duy nhất có sinh cơ địa phương. Chỉ gặp một cô gái, ăn mặc tuyết sắc quần áo, ở trong vườn khom người hái rau. Nàng dáng vẻ yểu điệu, hình dáng nhẹ nhàng, da thịt trắng như tuyết, tóc xanh như suối, mắt ngọc mày ngài, sinh được 10 phần tươi đẹp động lòng người, lại chính là đảm nhiệm thiên nữ. Diệp Thần thấy thiên nữ, thất kinh. Hôm nay thiên nữ, so với trước, lại trẻ một ít, giống như cái 14-15 tuổi thanh thông thiếu nữ, đi qua kiêu ngạo, quật cường, ý chí chiến đấu, ở trên người nàng, đã không thấy được, ánh mắt trong suốt mà nhu hòa. Diệp Thần rất chấn động, trước đây không lâu hắn còn nghe được thiên nữ kêu thê lương thảm thiết, cho rằng nàng đều phải chết, kia muốn cho tới bây giờ thiên nữ, lại một bộ năm tháng yên tĩnh tốt hình dáng, ở trong vườn hái rau. Ồ, các ngươi là ai à? Muốn tìm sư phụ ta sao? Thiên nữ thẳng người tới, đầu ngón tay gỡ vuốt rủ xuống ở ngạch tiền sợi tóc, nụ cười yêu kiều nhìn về Diệp Thần và Hoang lão. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói thiên nữ, ngươi không nhớ ta sao? Thiên nữ trên dưới quan sát Diệp Thần một mắt, nhà kêu một tiếng, rồi sau đó lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, nói. Ta nhớ, ngươi kêu Diệp Thần có phải hay không? Ngươi là luân hồi chi chủ. Ừ, chúng ta đã từng có một đoạn cảm tình, người còn thân hơn qua ta. À, sau đó, chúng ta lại thành cừu nhân, là ta sai, ta luôn muốn xưng bá gọi tôn, không tiếc chặt đứt nơi có tình cảm, à, trước kia hơn lầm, tranh danh trục lợi. Bất quá, những chuyện này, đều đi qua, ta hôm nay một lòng quy theo thiên đạo, chỉ cùng sư phụ nhúng kiếm, giúp ta thăng thiên giải thoát, thoát khỏi vô vô thờ ý không cái này bể khổ. Diệp Thần nghe thiên nữ một phen tiếng nói, tim lại vô hình quặn đau liền một tí, nói thiên nữ, ngươi điên. Ngươi không phải đảm nhiệm thiên nữ. Thiên nữ như nhà bên cạnh cô gái vậy thanh uyển ôn nhu, nói ta dĩ nhiên là đảm nhiệm thiên nữ, làm sao phải không? Khách ầm ầm. Đây là, nhà đá cửa mở ra, một người mặc kiếm bào, râu tóc bạc trắng ông già, từ bên trong đi ra, nói. Ta chặt đứt thiên nữ trước kia. Để cho nàng từ vô tận ân oán tình cừu bể khổ bên trong, đi ra ngoài. Luân hồi chi chủ, từ nay về sau, thiên nữ sẽ không lại hận ngươi, chẳng lẽ ngươi còn chưa hài lòng sao? Ông già chính là kiếm tử Tiên Trần. Hoàng lão chắp tay một cái, diễn cảm có chút phức tạp, hành lễ nói kiếm bên trái dùng, vẫn khỏe chứ? Diệp Thần suy nghĩ hết sức phức tạp, không lời chống đỡ. Hôm nay thiên nữ, trước kia chém hết, hai người kia ân oán. Chỉ như vậy hóa giải sao? Thiên nữ nhìn kiếm tử Tiên Trần, cười nói, sư phụ, ta hôm nay chỉ là bước đầu giải thoát, muốn lấy được chân chính siêu thoát, còn được dựa vào lão nhân gia ngài hỗ trợ. Kiếm tử Tiên Trần nói, ừ, chờ ngươi bắt được đại lộ tranh phong hạng nhất, luyện hóa thiên đế thần nguyên, hẳn liền xong hết rồi. Đến lúc đó, ta biết lái lò nhúng kiếm, giúp ngươi thăng thiên quy về nói, hoàn toàn giải thoát. Thiên nữ vui vẻ nói, tạ sư phụ. Diệp Thần tâm tình hết sức phức tạp, nhìn bầu trời nữ hình dáng, nàng còn thật muốn đi chết, để cầu siêu thoát. Như vậy một lòng muốn chết, không có kháng cự, vậy kiếm tử Tiên Trần nhúng kiếm tỷ lệ thành công, cũng có thể thật to tăng lên. Diệp Thần khó hiểu cảm thấy rợn cả tóc gáy, kiếm tử Tiên Trần hao phí thủ đoạn, thay thiên nữ chặt đứt trước kia, vậy chẳng qua là muốn để cho nàng cam tâm chịu chết, tốt để cho chính hắn thuận lợi nhúng kiếm. Thiên nữ nha đầu. Người tiếp tục xử lý vườn rau. Luân hồi chi chủ, hoang tự tại, các ngươi đi vào. Kiếm tử Tiên Trần hướng Diệp Thần và Hoang lão ngoắc ngoắc tay, mình xoay người tiến vào nhà đá. Thiên nữ nói, dạ, sư phụ, liền tiếp tục xử lý vườn rau, một bộ khôn khéo nghe lời hình dáng, nơi nào còn có ngày xưa kiêu ngạo quật cường. Diệp Thần khó hiểu cảm thấy bi thương, và Hoang lão cùng nhau tiến vào nhà đá. Nhà đá bên trong đại sảnh. Bố trí đơn sơ, chỉ có một cái bàn và mấy tờ băng đá, bên tường chất đống một ít đúc kiếm vật liệu,
còn có nhóm lửa gỗ. Không biết nói, còn lấy là chỗ này, là phổ thông thợ rèn chỗ ở, nào nghĩ tới lại là đại danh đỉnh đỉnh, kiếm tử tiên trần địa phương. Ngồi. Kiếm tử tiên trần làm một động tác tay mời, để cho Diệp Thần và Hoang Lão ngồi xuống, cho bọn họ rót một ly chọc trà. Diệp Thần tay cầm ly trà, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Kiếm tử tiên trần nói, luân hồi chi chủ, người không phải rất thống hận thiên nữ sao? Nàng không lâu sau, sẽ bị ta ném nhập lò lửa, chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao? Đừng quên, nhưng mà ngươi phái người đem nàng đưa tới. Diệp Thần im lặng, không lời chống đỡ, đang trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói. Ta trước kia muốn nàng chết, nhưng hôm nay thiên nữ, giống như quên mất trước kia, đi qua ân oán tình cừu toàn bộ buông xuống, Diệp Thần nhớ tới nàng mới vừa trong suốt ôn hòa ánh mắt, tâm tình liền hết sức phức tạp. Kiếm tử tiên trần ha ha cười một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, người tim gông xiềng đã sớm chặt đứt, chẳng lẽ bước vào vô vô thời ý không sau đó, lại tư sinh ra nghiệt chướng. Diệp Thần trong lòng rét một cái, cầm ly trà tay xít chặt chặt. Hoang Lão nói, thằng nhóc, đừng để ý cái gì thiên nữ, hôm nay trọng yếu nhất, chính là chuẩn bị đại lộ tranh phong, người nhất định phải lấy được hạng nhất. Diệp Thần nghe Hoang Lão mà nói, trong lòng trấn tĩnh lại, nói, ừ. Kiếm tử tiên trần cười nói, Hoang tự tại, cái này hạng nhất là ta nhất định phải để cho thiên nữ bắt được thiên đế thần nguyên, nếu không nàng thân xác tinh hoa không đủ, ta nhúng kiếm có thể phải thất bại. Một điểm này, ta hy vọng các ngươi rõ ràng, có thể đừng nghĩ cùng ta cướp. Luân hồi chi chủ, chỉ cần ngươi không tranh hạng nhất, ta có thể giúp ngươi đoạt được hạng nhì, phần thưởng kia vậy phong phú rất. Như ngươi muốn tranh thứ nhất, vậy thì thật 10 phần chết chắc. Nói xong lời cuối cùng, kiếm tử tiên trần trong mắt, cũng là toát ra nồng nặc xâm nghiêm ý, hiển nhiên hắn vậy nhìn ra, Diệp Thần tương lai vận mệnh, hung hiểm vô cùng, muốn tranh hạng nhất, đó là 10 phần chết chắc. Hoàng tự tại cười ha ha một tiếng, nói, đúng dịp, kiếm bên trái dùng, chúng ta cũng muốn cầm hạng nhất, đây có thể như thế nào cho phải. Kiếm tử tiên trần cười nói, vậy như vậy, không có biện pháp, ta đã giúp thiên nữ chặt đứt trước kia, nàng đạo tâm lại không bụi bẩm. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, tuy nói so với luân hồi chi chủ, vẫn là kém một chút điểm. Nhưng, chỉ cần nàng tùy tiện liên hiệp mấy cái thiên tài, muốn chấn giết luân hồi, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Đơn đả độc đấu mà nói, Diệp Thần đã là thần đạo cảnh vô địch tồn tại, nghiền ép hết thảy. Cho dù thiên nữ thực lực đột nhiên tăng mạnh, trước kia chém hết, đó cũng không phải là Diệp Thần địch thủ, dẫu sao Diệp Thần quá yêu nghiệt. Nhưng, đại lộ tranh phong bên trong, thiên tài cường giả rất nhiều, phần lớn đều là Diệp Thần kẻ địch. Thiên nữ chỉ cần cùng người liên hiệp, là có thể ngược lại áp chế Diệp Thần. Hoàng Lão nói, đúng vậy, Diệp Thần thằng nhóc này kẻ thù quá nhiều, thật là không dễ xử lý. Kiếm bên trái dùng, ta ngày hôm nay tới đây, chính là muốn để cho ngươi ra tay, giúp hắn rèn luyện binh khí, tốt để cho hắn tăng tiến chút thực lực, đừng như vậy dễ dàng liền bị người giết chết. Nói xong. Hoàng Lão hướng Diệp Thần ánh mắt tỏ ý. Diệp Thần liền lấy ra luân hồi thiên kiếm, bày trên bàn, không nói gì, yên lặng nhìn kiếm tử tiên trần. Kiếm tử tiên xuất trần diễn cảm, lại là vào giờ khắc này, đọng lại đứng lên. Hắn ánh mắt nhìn về phía luân hồi thiên kiếm, giống như là thấy được tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật vậy, hai tròng mắt tách thả ra tinh mang. Đây là, luân hồi thiên kiếm. À, lại mang theo luân hồi thiên đế cốt, cái này đúc công nghệ. Thật là hay à. Kiếm tử tiên trần già nua bàn tay, run rẩy kịch liệt, nhẹ nhàng cầm lên luân hồi thiên kiếm, vuốt ve thân kiếm, động tác ôn nhu được giống như một cái thiếu niên, lần đầu tiên vuốt ve da thịt của tình nhân. Diệp Thần cái này cầm luân hồi thiên kiếm, lúc ban đầu là do kiếm thần lão tổ Tiêu Tinh Hà đúc, sau đó bị Thiên Khải Chí Tôn rèn luyện qua, tấn thăng không vô thần khí. Lâu dài tới nay, thanh kiếm này một mực bồi bạn Diệp Thần. Diệp Thần tinh khí thần, đã hoàn toàn cùng thiên kiếm hòa làm một thể. Cho nên, hôm nay luân hồi thiên kiếm, tràn đầy linh tính, mang theo luân hồi trật tự quy luật, coi như đem thanh kiếm này, vứt xuống vô vô thời ý không tối tăm nhất trong vực sâu, ở luân hồi trật tự dưới sự che chở, vậy đủ để bảo đảm vạn thế bất hủ. Đây chính là luân hồi chi đạo mạnh mẽ, cũng là luân hồi thiên kiếm có khác biệt tại cái khác kiếm mấu chốt một trong những nguyên nhân. Thiên Khải Tinh rèn luyện qua thanh kiếm này, có phải hay không? Kiếm tử tiên trần ánh mắt như điện, nhìn thẳng Diệp Thần, hỏi.
Diệp Thần gật đầu. Kiếm tử Tiên Trần nói Thiên Khải Tinh, dĩ nhiên chính là Thiên Khải Chí Tôn. Hoàng lão vui vẻ cười to, nói kiếm bên trái dùng, tuy nói bàn về luyện khí tu vi, Thiên Khải Chí Tôn ngạo thị vô vô thời ý không thứ nhất, nhưng nếu như đơn thuần lấy đúc kiếm mà nói, hắn nhưng là kém hơn ngươi. Ta và Diệp Thần ngày hôm suốt nay tới đây, chỉ là muốn mời ngươi ra tay, hỗ trợ rèn luyện thanh kiếm này. Như thế hoàn mỹ kiếm khí, hi hi, chắc hẳn ngươi vậy rất nhiều năm không có đụng phải liền chứ. Có phải hay không ngứa tay? Kiếm tử Tiên Trần thân thể run rẩy, hắn đích xác là ngứa tay, muốn giúp Diệp Thần nhúng kiếm. Nhưng, nếu là giúp Diệp Thần nhúng kiếm, vậy thì đồng nghĩa với biến hình tăng lên Diệp Thần sức chiến đấu, đối hắn rất bất lợi. Hoàng tự tại, các ngươi xuống một tay tốt cờ, muốn để cho ta trắng giúp không, nơi nào có như thế dễ dàng. Kiếm tử Tiên Trần cắn răng nghiến lợi, nhưng hai tay còn đang nắm luân hồi thiên kiếm, bỏ không được buông ra. Hoàng lão vui vẻ cười to, tựa hồ hết thảy đều ở đây bày mưu lập kế bên trong, nói kiếm bên trái dùng, ta đây là đưa ngươi cơ duyên. Ngươi hỗ trợ rèn luyện thanh kiếm này, cũng có thể tăng lên mình đúc kiếm bản lãnh, tương lai ngươi rèn luyện siêu phẩm thiên đế, thành công cơ hội cũng có thể tăng lên không thiếu. Kiếm tử Tiên Trần hừ một tiếng, nói các ngươi muốn cùng ta tranh đoạt thiên đế thần nguyên, ta không thể nào giúp các ngươi. Thiên nữ nha đầu, tới à, tiễn khách. Lại là tại chỗ ra lệnh trục khách, tay run run, tuy hết sức không bỏ, nhưng vẫn là đem luân hồi thiên kiếm, ném hồi cho Diệp Thần. Diệp Thần nhìn Hoang lão một mắt, thiên nữ lúc này vào nhà, cảm nhận được bên trong nhà bầu không khí khẩn trương, kêu một tiếng, sư phụ. Hoang lão cười hắc hắc, nói kiếm bên trái dùng, danh kiếm khó khăn được, người thật bất tâm động sao. Kiếm tử Tiên Trần ánh mắt lại nhìn chằm chằm luân hồi thiên kiếm, gương mặt lay động, thân thể run rẩy, nhưng cuối cùng khẽ cắn răng, nói. Các ngươi cố ý muốn cùng ta tranh đoạt thiên đế thần nguyên, vậy cũng không có gì đáng nói, cho ta cút đi. Hắn ngứa nghề được lợi hại, khó mà áp chế, dứt khoát đem tay phải đặt ở trên bàn đá, tay trái rút ra một cây đoản kiếm, hung hăng cắm vào, phốc xích một tiếng, mũi kiếm từ mờ u bàn tay cắm vào, lòng bàn tay xuyên ra, còn xuyên qua bàn đá, toàn bộ tay phải đều bị đóng đinh ở trên bàn, máu tươi nhất thời ồ ồ chảy ra. Hắn tình nguyện tự hủy hoại, cũng không thay Diệp Thần nhúng kiếm. Đây cũng là hắn thái độ. Sư phụ, thiên nữ thấy một màn này, bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Diệp Thần và Hoang lão thấy vậy, cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới kiếm tử Tiên Trần như thế tàn bạo. Hoang lão ra mặt run lên, con người híp lại, nói kiếm bên trái dùng, tại sao phải khổ như vậy? Kiếm tử Tiên Trần hừ một tiếng, lại nữa lời nói. Diệp Thần và Hoang lão nhìn nhau, đến tình cảnh này, vậy không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là từ đừng rời đi. Ra cổ kiếm hoang mộ, Diệp Thần hỏi, Hoang lão, hôm nay nên làm như thế nào? Hoang lão trầm giọng nói, ta đây là không nghĩ tới, kiếm tử Tiên Trần như vậy hung liệt, tình nguyện tự hủy hoại cũng không chịu ra tay, xem ra hắn là sợ ngươi luân hồi thiên kiếm mũi nhọn tăng lên, sẽ chảm phá vận mệnh hạn chế, nghịch chuyển sống chết. Thật đoạt lấy hạng nhất, ngày trước đế thần nguyên, thì phải rơi vào trên tay ngươi. Đại lộ tranh phong chân quý nhất phần thưởng, chính là trời đế thần nguyên. Ngày trước đế thần nguyên, chiếm đoạt luyện hóa sau đó, cũng lớn lớn tăng lên thân xác tinh hoa, đan điền linh khí, tu vi năng lượng, còn có thể đánh hạ vững chắc cơ sở, sau này chỉ cần không chết, sớm muộn có thể tấn thăng thiên đế chủ thần cảnh giới. Hơn nữa, không phải phổ thông thiên đế, mà là cao cấp thiên đế. Chân quý như vậy thiên đế thần nguyên, kiếm tử Tiên Trần dĩ nhiên muốn để cho thiên nữ bắt vào tay, như vậy thứ nhất, tương lai hắn nhúng kiếm cũng có thể đạt được thiên đại lợi nhuận, tỷ lệ thành công thật to tăng lên. Nhưng Diệp Thần, cũng muốn thiên đế thần nguyên, vậy hắn cùng kiếm tử Tiên Trần, lại không thể điều hòa. Hoàng lão ngưng thần suy tư một hồi, trầm ngâm nói, ta đây là nhớ, đạo tông còn có một vị đúc binh thiên tài, tên hắn kêu Mạc Ngọc, đúc binh thiên phú không có ở đây kiếm tử Tiên Trần dưới. Nhưng sau đó, hắn chẳng biết tại sao, gãy một cánh tay, hơn nữa lại bị đạo tông lưu đày đi thiên tuần đảo. Nếu là có người này trợ lực, người luân hồi thiên kiếm, tất có thể đạt được rèn luyện tăng lên. Hơn nữa người đạo tông chú binh thuật, vậy sẽ mạnh mẽ mấy phần, lớn như vậy đạo tranh phong phần thắng vậy sẽ gia tăng. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Hoang lão, vậy ngươi muốn mời Mạc Ngọc xuất thủ không?
Hoàng lão lắc lắc đầu nói, Mạc Ngọc bị lưu đày đi Thiên Tuần đảo, chỗ đó là đạo tông lưu đày tội phạm nơi hung hiểm, có bữa hình điện vệ binh trấn thủ. Ta không có phương tiện đi qua, nhưng ngươi có thể tới. Diệp Thần nói, ta. Hoàng lão bấm ngón tay suy diễn, nói, đúng vậy, ta suy tính thiên cơ, hôm nay cái đó Mạc Ngọc, rất có thể là phá cuộc mấu chốt. Như vậy đi, ta lưu đày ngươi đi Thiên Tuần đảo, ngươi tự nghĩ biện pháp, tìm Mạc Ngọc. Diệp Thần mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nói, ngươi muốn lưu đày ta. Hoàng lão nói, ngươi trước đây không lâu tư nuốt nguyên mạch, đây không phải là có tội sao? Ha ha, vừa vặn có mượn cớ lưu đày ngươi đi qua. Ta sẽ đối người bên ngoài nói, chỉ là muốn ở lớn đạo tranh phong trước, mài mài ngươi tâm trí, cũng không phải là thật vĩnh cửu lưu đày. Diệp Thần khóe miệng kéo một cái, luôn cảm giác Hoàng lão biện pháp này, không quá đáng tin. Hắn đã bắt được Thiên Tuần đảo hơi thở, đó là vô cùng là hung hiểm lưu đày, trên đảo sống động vô số tội phạm, chỗ đó, tràn đầy giết hại, hỗn loạn, cướp bóc, lăng nhục, ăn trộm, thế gian nhất không có chắc sợi tội ác, ở đó một trên đảo, đạt được sâu sắc tách thả ra. Cái này Thiên Tuần đảo, vẫn là đạo tông đại chủ tể, đặc biệt tạo ra địa phương. Đại chủ tể một mực đang đeo đuổi hoàn mỹ trật tự, từ đầu đến cuối không có thành công, hắn liền muốn xem. Hỗn loạn nhất trật tự là dạng gì? Vậy Thiên Tuần đảo, chính là một phiến hỗn loạn sát lục chi địa. Diệp Thần chỉ sợ mình rơi vào Thiên Tuần đảo sau đó, liền cũng không đi ra được nữa. Hoàng lão lông mày khều một cái, nói, làm sao, ngươi sợ? Diệp Thần hai tròng mắt ngược lại là không có sợ hãi chút nào, nói, vậy ta lên đảo sau đó, như thế nào tìm cái đó Mạc Ngọc? Tìm được hắn sau đó, làm sao kêu hắn xuất thủ trợ giúp? Hoàng lão nhún vai một cái, nói, đây chính là chuyện ngươi, ta chỉ là cho ngươi cái đầu mối. Cái này thế gian, có thể giúp ngươi rèn luyện luân hồi thiên kiếm, trừ kiếm tử Tiên Trần và Thiên Khải Chí Tôn bên ngoài, chỉ còn lại cái này Mạc Ngọc. Đại lộ tranh phong sắp tới, đây cũng là thì ngươi cuối cùng khả năng có được cơ duyên. Diệp Thần ánh mắt chuyển động, trầm tư hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, nói, được, ta liền đi một chuyến Thiên Tuần đảo. Lưu đày Thiên Tuần đảo thủ tục, tương đương nhanh gọn. Hoàng lão là đạo tông bát tổ một trong, hắn trực tiếp mở miệng, nói Diệp Thần tư nuốt nguyên mạch, phạm vào sai lầm, hắn quyết định đem Diệp Thần lưu đày đi Thiên Tuần đảo tự kiểm điểm, cũng là vì ở đạo tông thi đấu trước, chui luyện hắn tâm trí. Đạo tông Thiên Hình Điện, ở sau khi nhận được tin tức, lập tức phái mấy người chấp sự tới đây, mang đi Diệp Thần, ngồi một chiếc phi thuyền, hướng Thiên Tuần đảo bay đi. Không cần thiết đã lâu. Diệp Thần liền bị Thiên Hình Điện chấp sự, dẫn tới Thiên Tuần đảo. Chỗ tòa này Thiên Tuần đảo, tọa lạc tại một phiến mênh mông chấm nhỏ trên biển, hòn đảo diện tích khá là bát ngát, rừng mưa nhiệt đới phân bố toàn bộ hòn đảo, từng bụi cây cối chọc trời cắm mây, khí hậu ấm. Diệp Thần ở phi thuyền bên trên, còn không hạ xuống, liền cảm thấy rừng mưa nhiệt đới oi bức hơi thở. Luân hồi chi chủ, hì hì, Hoàng lão nói muốn rèn luyện ngươi tâm trí. Lại có thể cầm ngươi vứt xuống Thiên Tuần đảo, hắn là muốn ngươi chết à? Cái này Thiên Tuần đảo, đầy đất cùng hung cực ác tội phạm, trong đó không thiếu cường đại tồn tại, bọn họ cũng không sẽ bị cái gì thiên đao thể hẹn hạn chế, ngươi nếu là bước lên hòn đảo này, chỉ sợ là không thể nào còn sống đi ra. Ở lớn đạo tranh phong bắt đầu trước một ngày, chúng ta sẽ tới đón ngươi rời đi, nhưng chỉ sợ đến lúc đó, ngươi đã mất mạng, ha ha. Đi xuống đi, chúc ngươi may mắn. Vậy mấy cái Thiên Hình Điện chấp sự, mang trên mặt cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm, liền đem Diệp Thần đẩy xuống phi thuyền. Thiên Tuần đảo tồn tại 5 tháng, đặc biệt rất xưa, sớm nhất có thể truy tố đến mạt pháp thời đại mới vừa lúc kết thúc. Ở rất dài trong 5 tháng, có vô số tội phạm, bị lưu đày tới Thiên Tuần đảo, bọn họ ở chỗ này kịch liệt chém giết, tranh đấu, không bao giờ ngừng nghỉ. Mỗi ngày đều có người chết đi, sau đó có mới tội phạm bị đưa vào. Nơi này, có thể nói là toàn bộ vô thời không, nhất là địa phương hỗn loạn một trong. Vậy mấy cái Thiên Hình Điện người, không hề cho rằng, Diệp Thần có thể sống đi ra. Diệp Thần lăng không phi hàng, rơi vào Thiên Tuần đảo rừng mưa nhiệt đới bên trong. Rừng mưa nhiệt đới rậm rạp, ở từng bụi đại thụ che trời nổi bật hạ, Diệp Thần thân hình, lộ vẻ được vô cùng nhỏ bé. Chỗ này, đích xác có chút khí tức cường đại. Diệp Thần ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Gương mặt khá là ngưng trọng. Mơ hồ tới giữa,
hắn bắt được một ít khí tức cường đại, xa xa vượt qua thần đạo cảnh, đủ để đem hắn nghiền ép. Nếu như ở bên ngoài, những cái kia cường đại tồn tại, bởi vì cố kỵ thiên đao thể ước và luân hồi trận doanh trả thù, cũng không dám trực tiếp hướng Diệp Thần động thủ. Nhưng ở thiên tuần đảo, những cái kia tu vi cường hãn, cùng hung cực ác tội phạm, có thể sẽ không có cái gì cố kỵ. Hoàng lão không có lý do kêu ta đi tìm cái chết, hắn là âm thầm phái người bảo vệ ta sao? Diệp Thần ánh mắt chuyển động, nhưng lại không bắt được cái gì che chở hơi thở. Lắc đầu một cái, Diệp Thần quyết định gặp đi bộ bước, đem tự thân hơi thở, hoàn toàn thu liếm, ở rừng mưa nhiệt đới bên trong thận trọng tiến về phía trước. Hắn tinh thần, duy trì bén nhạy, trong lòng tích chữ múa mặc ngọc hai chữ. Nếu như cái đó núp binh thiên tài mặc ngọc, ngay tại hắn vùng lân cận nói, hắn có thể bắt được thiên cơ. Diệp Thần lại câu thông luân hồi mộ địa, hướng độc thủ dược thần hỏi, tiền bối, ngươi có thể từng nghe qua mặc ngọc người này. Độc thủ dược thần lắc đầu nói, chưa từng nghe qua, ta ở mạt pháp thời đại sau khi kết thúc không lâu, liền bị hoa tổ giết chết, cái này cái gì mặc ngọc, hẳn là sau đó sinh ra nhân vật, cũng hoặc là hắn dùng một ít thủ đoạn che giấu thân phận. Diệp Thần nói, phải không? Liền độc thủ dược thần, cũng chưa từng nghe qua mặc ngọc, vậy muốn tìm đối phương mà nói, chỉ có thể dựa vào Diệp Thần mình. Rừng mưa nhiệt đới hoàn cảnh tồi tệ, không khí ấm, khắp nơi là đáng sợ độc con muỗi, độc trùng, trên đất lá cây khô thật dày chất đống, tản mát ra chướng khí, một khi bị chướng khí vào cơ thể nói, vậy sợ rằng phiền toái không nhỏ. Thật may, Diệp Thần luân hồi nguyên thể, đang thức tỉnh nham đồ đằng sau đó, thể chất đã đổi được vô cùng cường đại, thiên tuần đảo rừng mưa nhiệt đới tồi tệ hoàn cảnh, cũng không có đối hắn tạo thành chút nào tác dụng phụ. Nơi này thật giống như có thứ bảy hồn tộc hơi thở, mộ chủ, người cẩn thận một chút. Đột nhiên, độc thủ dược thần cảnh cáo nói. Thứ bảy hồn tộc. Diệp Thần trong lòng rét một cái, ở rất nhiều hắc ám hồn tộc bên trong, hắn đã tiếp xúc qua thứ chín hồn tộc và thứ tám hồn tộc. Thứ chín hồn tộc, toàn thân tu ma, toàn thân đều là ma khí, tại tất cả hắc ám hồn tộc bên trong, coi như là bình thường nhất tồn tại, những thứ khác hồn tộc chi nhánh, đều là 10 phần cực đoan tồn tại. Ví dụ như thứ tám hồn tộc, tu ma nhúng tim, đặc biệt tu luyện tâm bẩn, đem ma khí toàn bộ bơm vào đến trong tim, đối hồn thiên đế cung phụng, vậy không giữ lại chút nào, tín ngưỡng điên cuồng nhất đáng sợ. Mà đây thứ bảy hồn tộc, Diệp Thần nhưng chưa có tiếp xúc qua. Độc thủ dược thần suy tính chốc lát, liền nói cái này thứ bảy hồn tộc, tu luyện ma công, đặc biệt đem ma khí hội tụ đến tay phải, bọn họ thủ lãnh liền được gọi là ác ma hữu thủ. Từng lấy một cái tay phải, bóp vỡ vô số thần minh cường giả. Không nghĩ tới chỗ này, lại có thể nhốt trước ác ma hữu thủ, đó là cùng cửu họa thương long ngang sức ngang tài đáng sợ tồn tại. Người phải chú ý, ngàn vạn không nên trêu chọc cái này ác ma hữu thủ, nếu không thì coi là có ta ở đây, người cũng có rơi xuống nguy hiểm. Nói xong lời cuối cùng, độc thủ dược thần giọng cũng là tràn đầy ngưng trọng phòng bị ý. Coi như là hắn đỉnh cấp thời điểm. Cũng không dám nói có thể trực tiếp chân áp ác ma hữu thủ, đây chính là thứ bảy hồn tộc lãnh chúa. Diệp Thần trong lòng có vẻ chấn động, ác ma hữu thủ hắn không có gặp qua, trước kia vậy chưa từng nghe qua. Nhưng độc thủ dược thần lại nói, cái này ác ma hữu thủ, thực lực cùng cửu họa thương long tương đương, đây chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dạng, tuyệt đối không phải Diệp Thần có thể chống lại. Độc thủ dược thần thở dài nói, đạo tông thật đúng là lợi hại à. Lúc nào lại có thể bắt được ác ma hữu thủ, còn cầm hắn tù khốn đến trên hòn đảo này. Ta năm đó đã từng và ác ma hữu thủ giao chiến qua, hắn chém chết liền ta chưa thời gian giải tuyến, ta cũng ở trên tay phải của hắn mặt, xuống kịch độc, hắn muốn giải độc, trừ phi là cầm tay phải chém. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên, nói kia ác ma hữu thủ, hắn tay phải còn ở sao? Độc thủ dược thần lắc đầu nói, ta không biết, năm đó hắn cùng ta đánh một trận sau đó. Liền mất tích, ta không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này lần nữa bắt được hắn hơi thở. Hắn hình như là ở cái phương hướng này, mộ chủ, người đi bên kia, không nên tới gần hắn, nếu không ta và ngươi hơi thở, cũng sẽ bại lộ. Hắn tuyệt đối là trên cái đảo này, kinh khủng nhất tồn tại. Độc thủ dược thần chỉ hướng phía bắc, đó là ác ma hữu thủ ở địa phương đó, nhất là nguy hiểm. Diệp Thần nếu như không muốn chết, tuyệt đối không thể đi phía bắc. Thấy độc thủ dược thần ngưng trọng như thế hình dáng, Diệp Thần vậy cảnh giác, liền quay đầu đi về phía nam vừa đi. Đi ra không bao xa, Diệp Thần lại nghe được sau lưng,
truyền tới một hồi dồn dập tiếng kêu cứu. Cứu mạng, cứu mạng, tiểu huynh đệ, cứu mạng. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, nhưng thấy một người đàn ông, trong ngực cất mấy bụi dược thảo, đang bỏ mạng chạy. Ở phía sau nam tử, có mấy cái thần sắc dũng mãnh võ giả, đang đuổi giết. Vậy mấy cái võ giả, đều là thân mặc áo đen, tất cả mọi người tay phải, cũng lượn lờ một tầng ma khí, lóe lên đen nhánh hy mang, đặc biệt chói mắt. Là thứ bảy người hồn tộc. Diệp Thần con ngươi hơi co lại, thiên cơ thấy rõ dưới, hắn đã nhìn ra, vậy mấy cái võ giả, tay phải tràn đầy ma khí, cả người ma công tu vi, vậy toàn bộ hội tụ bên tay phải phía trên, 10 phần cực đoan. Cái đó kêu cứu nam tử, hướng Diệp Thần vọt tới, muốn Diệp Thần xuất thủ cứu hắn. Nhưng ở Thiên Tuần đảo chỗ này, khắp nơi đều là tội phạm, không có một cái người tốt, Diệp Thần tự nhiên sẽ không lạm phát hảo tâm, cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Hắn cũng không có quản nam tử kia kêu cứu, lạnh nhạt tại chỗ đứng. Nam tử kia chạy để gặp, bị một nhánh cây vấp ngã, ngã nhào trên đất. Một cái thứ bảy hồn tộc võ giả, nhanh chóng xông lên, hắc ám vươn tay phải ra, phốc đích một tiếng, ngón tay như câu đao vậy, cắm thẳng vào nhập nam tử kia đầu. Đỏ thẫm máu cùng với trong đầu hết thảy thấm ra, nam tử kia khoảnh khắc toi mạng, nơi có thời gian tuyến, đều bị bóng tối ma khí xâm nhập diệt. Dám trộm lấy ta Tu La hồn cung dược liệu, thật là không muốn sống nữa. Vậy hồn tộc võ giả lộ ra vô cùng dữ tợn diễn cảm, ngẩng đầu thấy Diệp Thần, trong mắt lướt qua một chút cảnh giác cùng che lấp, nói. Ngươi là người nào, dám xông vào ta Tu La hồn cung địa bàn, tự tìm cái chết. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền rút ra tay phải, dậm chân ra tay hướng Diệp Thần đầu đâm đi. Bóng tối tay phải, ma khí nhô lên, sát khí đặc biệt nồng nặc, tràn đầy cuồng bạo chập chờn. Mấy cái khác hồn tộc võ giả, trao đổi một tí ánh mắt, cũng là không nói lời nào hung hãn giết ra. Ở Thiên Tuần đảo rất nhiều tội phạm bên trong, thứ bảy hồn tộc tội phạm, bởi vì tín ngưỡng giống nhau, công pháp tướng thông, cho nên ký kết thành thế lực, đối vậy một người tội phạm mà nói, đơn giản là nghiền ép vậy đả kích. Nhưng, Diệp Thần cũng không phải người bình thường. Hắn lui về phía sau một bước, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Những thứ này hồn tộc võ giả, đều là thần đạo cảnh tầng dưới chót tồn tại, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, hoàn toàn có thể ung dung giết ngược. Chỉ bất quá, giết bọn họ, sợ rằng phải kinh động toàn bộ thứ bảy hồn tộc, sẽ đưa tới ngập trời phiền toái. Trong chớp mắt, Diệp Thần phúc tới tâm linh, nghĩ tới phương pháp phá cuộc, hét lớn. Chớ động thủ, ta là người mình. Hắn tiếng nói rơi xuống, vậy mấy cái hồn tộc võ giả, nhưng là sửng sốt một tí, dừng lại, đem Diệp Thần vây quanh. Một cái hồn tộc võ giả hỏi, cái gì người mình? Ngươi cũng là ta thứ bảy hồn tộc con dân. Diệp Thần khẽ mỉm cười, mở quyết tử ma nhãn, nhưng chỉ thả ra cấp 5 tả hữu khí tượng, cũng chưa hoàn toàn bùng nổ. Ta kêu Trần Dạ, tuy không phải thứ bảy hồn tộc, nhưng cũng cùng hồn thiên đế có thiên ti vạn lũ sâu xa, mọi người đều là người mình, không nên động thủ tổn thương hòa khí. Ngày hôm nay ta mới vừa bị lưu đày tới đây, xin chư vị huynh đệ chiếu cố nhiều hơn. Diệp Thần cười nói, quyết tử ma nhãn là hắc ám hồn tộc đặc thù thần thông, rất nhiều hắc ám hồn tộc con dân, cũng tu luyện qua. Diệp Thần mở ra quyết tử ma nhãn, trực tiếp ngụy trang thành hắc ám hồn tộc con dân. Vậy mấy cái hồn tộc võ giả, chố mắt nhìn nhau. Thiên Tuần đảo quy luật hỗn loạn, thiên cơ mờ mịt, bọn họ không cách nào phán định Diệp Thần lời nói thật giả. Ai biết ngươi nói có phải là thật hay không? Như vậy đi, ngươi cùng chúng ta trở về gặp cung chủ đại nhân, là thật là giả, cung chủ đại nhân một mắt liền biết. Vậy mấy cái hồn tộc võ giả, duy trì độ cao cảnh giác, cũng không có tùy tiện tin tưởng Diệp Thần. Dẫu sao ở Thiên Tuần đảo chỗ này, bất kỳ khinh thường nào cũng có thể đưa đến tử vong. Diệp Thần nơi nào chịu cùng bọn họ trở về, hắn biết, bọn họ nói cung chủ đại nhân, chính là thứ bảy hồn tộc lãnh chúa, ác ma hữu thủ. Coi như Thiên Tuần đảo quy luật lại hỗn loạn, lấy ác ma hữu thủ tu vi, hắn chỉ muốn chính mắt thấy được Diệp Thần, đã biết hiểu hết thảy nhân quả, Diệp Thần không thể nào giấu giếm được. Ác ma hữu thủ đại nhân tu vi thông thiên, ta chỉ là một nhân vật nhỏ, là không dám đi gặp hắn, sợ bị hù bể mật, ha ha. Diệp Thần cười một tí, tỉnh bơ. Vậy mấy cái hồn tộc võ giả, sắc mặt đổi được âm trầm xuống, một người trong đó nói. Ngươi không dám cùng chúng ta đi gặp cung chủ đại nhân, đó chính là chột dạ. Động thủ,
làm thịt hắn. Một lời không hợp, bọn họ lại thì phải lần nữa ra tay. Chậm! Diệp Thần không nghĩ tới, bọn họ lại có thể như vậy hung hãn, lập tức cầm ra chém hồn đao, lớn tiếng nói. Hồn Thiên Đế đại nhân vũ khí ở chỗ này, các ngươi cũng quỳ xuống cho ta. Thấy Diệp Thần lấy ra chém hồn đao, vậy mấy cái hồn tộc võ giả, toàn đều ngẩn ra, lập tức dừng tay, trên mặt lộ ra khiếp sợ sùng bái thần sắc. Đây là... À, thanh đao này, là Hồn Thiên Đế đại nhân răng biến thành. Là vô cùng cao quý thánh hồn khí à. Thằng nhóc, người từ nơi nào được tới đây món vũ khí? Vậy mấy cái hồn tộc võ giả, trong mắt lại toát ra thần sắc tham lam, nhưng lại không dám cứng rắn cướp. Bởi vì, ở bọn họ nhận biết bên trong, có thể chấp trưởng chém hồn đao, chính là lấy được Hồn Thiên Đế đồng ý, thậm chí có cơ hội và Hồn Thiên Đế câu thông. Diệp Thần hừ một tiếng, một đao nơi tay, sát khí ngất trời, nói các ngươi còn không mau một chút quỳ xuống. Chém hồn đao ở chỗ này, như Hồn Thiên Đế đại nhân đích thân tới. Nghe được Diệp Thần mà nói, vậy mấy cái hồn tộc võ giả, thân thể lập tức run rẩy. Chém hồn đao tản ra bàng bạc uy áp, để cho bọn họ nội tâm sợ hãi, thật giống như xuất hiện ảo giác, thấy Diệp Thần hóa thân thành Hồn Thiên Đế vậy, uy mãnh vô địch. Đại nhân tha mạng, nhỏ mắt bị mù, không biết ngài lại chấp trưởng thánh hồn khí, thứ tội, thứ tội. Đám người quỳ xuống, run lẩy bẩy, thái độ thay đổi thật nhanh. Ở chém hồn đao uy áp bao phủ hạ, bọn họ hoàn toàn không có mới vừa phách lối hình dáng. Diệp Thần mừng thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn là tỉnh bơ, nói. Ta đang điều tra một người rơi xuống, người kia tên Mạc Ngọc, cũng ở đây Thiên Tuần đảo trên. Các ngươi có biết hay không hắn ở nơi nào? Thiên Tuần đảo cương vực bát ngát, Diệp Thần không có chút nào đầu mối, muốn tràn đầy không mục đích tìm Mạc Ngọc, đặc biệt khó khăn. Cho nên, hắn muốn từ mấy cái này hồn tộc võ giả trong miệng, hỏi dò Mạc Ngọc rơi xuống. Mấy người kia nghe Diệp Thần mà nói, nhất thời ngây ngẩn. Một người nói, Trần Dạ đại nhân, ngươi là muốn tìm cung chủ đại nhân sao? Diệp Thần sửng sốt một chút, nói cái gì? Người kia nói, ách, Mạc Ngọc danh tự này, thật là cung chủ đại nhân đã từng là dùng tên giả, ngươi là muốn tìm hắn sao? Diệp Thần nghe lời này, nội tâm chấn động, tiến lên trước một bước, nói, ngươi nói gì sao? Mạc Ngọc chính là ác ma hữu thủ. Người nọ gặp Diệp Thần biểu tình biến hóa lớn như vậy, cười khan một chút nói, đại nhân, ngươi không phải ta thứ bảy người hồn tộc, có thể không biết, Mạc Ngọc chính là cung chủ đại nhân dùng tên giả. Hắn năm đó dùng tên giả Mạc Ngọc, lẻn vào đạo tông, âm thầm tu luyện chú binh thuật, đáng tiếc sự việc bại lộ, cuối cùng bị đại chủ tể chém tới liền tay phải, lưu đày tới Thiên Tuần đảo. Chúng ta thứ bảy người hồn tộc, cũng đuổi theo cung chủ đại nhân. Tu La Hồn Cung chính là hắn thiết lập. Cái này Thiên Tuần đảo phía trên, trừ chúng ta Tu La Hồn Cung bên ngoài, còn có một cái thế lực lớn, chính là Nguyên Thần Cung. Hai chúng ta thế lực lớn, chiếm cứ Thiên Tuần đảo tài nguyên nhiều nhất, hi hi, nếu là người khác dám cùng chúng ta tranh đoạt, đó chính là chết. Nghe vậy, Diệp Thần hoàn toàn bối rối, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, mình muốn tìm kiếm Mạc Ngọc, lại chính là thứ bảy hồn tộc lãnh chúa. Tu La Hồn Cung cung chủ, ác ma hữu thủ. Thiên cơ thấy rõ, nhân quả phù hợp, Diệp Thần có thể xác định, Mạc Ngọc chính là ác ma hữu thủ chính là Mạc Ngọc, không có sai. Mạc Ngọc là ác ma hữu thủ, sự việc trọng yếu như vậy, Hoàng lão không có thể không biết. Hắn cố ý giấu giếm ta. Hắn là muốn khảo nghiệm ta, nhưng cái này khảo nghiệm, không khỏi quá hung hiểm một ít. Diệp Thần khẽ cắn răng. Nội tâm thoáng qua vô số ý niệm. Hắn mơ hồ đoán được, Hoàng lão nhưng thật ra là biết chân tướng, chỉ bất quá không có nói cho hắn. Vậy hồn tộc võ giả nói, Trần Dạ đại nhân, người muốn gặp cung chủ, chúng ta có thể mang người đi qua. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nếu là đi gặp ác ma hữu thủ, hắn rất có thể sẽ bại lộ. Nhưng ác ma hữu thủ, chính là hắn muốn tìm Mạc Ngọc, không thấy nói, hắn luân hồi thiên kiếm. Cũng không có rèn luyện cường hóa có thể, ngang hàng là một chuyến tay không. Thấy Diệp Thần rơi vào tình cảnh lưỡng nan, độc thủ Dược Thần suy nghĩ một chút, nói. Mộ chủ, người đi gặp cái này ác ma hữu thủ cũng không sao. Lúc đầu hắn chính là Mạc Ngọc, ha ha, ngược lại là ra ta dự liệu. Bất quá, nếu hắn tay phải, đã bị trộm tông đại chủ tể chặt đứt, vậy cũng không cần sợ nữa hắn. Có ta ở đây, ta có thể che chở ngươi chu toàn.
Nếu như Mạc Ngọc tay phải còn ở, độc thủ dược thần không chắc chắn trực tiếp đối mặt, nhưng đối phương tay phải đã bị chém đứt, hắn dĩ nhiên là không cần lại cố kỵ. Nghe được độc thủ dược thần có thể che chở, Diệp Thần trong lòng thoáng an thần, lại suy nghĩ cân nhắc một phen sau đó, hắn cuối cùng có quyết định, hướng vậy mấy cái hồn tộc nhân đạo. Ta muốn gặp gặp ác ma hữu thủ, các ngươi dẫn đường đi. Diệp Thần lại như nước chảy, sử dụng một ít hoàng kim nguyên ngọc, coi là ban thưởng, cho vậy mấy cái hồn tộc người. Mấy người kia đại hỉ, càng cảm thấy Diệp Thần thủ đoạn thông thiên, bị lưu đày còn có thể mang nhiều tài nguyên như vậy đi vào. Đại nhân, mời. Bọn họ liền dẫn Diệp Thần, một đường đi về hướng Bắc. Diệp Thần gật đầu một cái, đi theo mấy người kia phía sau, nghĩ đến mau muốn gặp được Mạc Ngọc, tâm tình vừa là khẩn trương, lại có chút mong đợi cùng kích động. Một đường đi tới trước, dần dần, Diệp Thần thấy cây cối chung quanh, đổi được thưa thớt, dần dần xuất hiện dấu vết người. Phía trước, một tòa rừng mưa nhiệt đới ở giữa thành phố, to lớn tường thành đường danh, chiếu vào Diệp Thần trong mắt. Trên đầu tường, treo một tấm bảng, phía trên in tội chi thành ba chữ. Tội chi thành, các ngươi tu La Hồn Cung Sơn Môn, ngay tại trong thành sao? Diệp Thần có chút hiếu kỳ hỏi. Một cái hồn tộc người nhìn một cái chung quanh, rồi sau đó giải thích, không phải, cái này tội chi thành, là phổ thông các tội phạm tụ cư thành phố, ta hồn tộc Sơn Môn, còn muốn vượt qua tòa thành này, mới có thể đến. Bất quá, mấy ngày nay thời gian, cung chủ đại nhân đều không ở trong cung, hắn ngay tại tội chi thành nghỉ ngơi. À, mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày, cung chủ đại nhân độc tổn thương phát tác, nhất định phải dựa vào hút người sống não tủy, mới khá thoáng chậm tách ra. Diệp Thần nói, phải không? Hắn tinh thần âm thầm câu thông luân hồi mộ địa, hướng độc thủ dược thần nói, tiền bối, chẳng lẽ vậy ác ma hữu thủ, chúng ngươi độc hậu, đến ngày hôm nay cũng không có hết bệnh. Độc thủ dược thần ha ha cười một tiếng, nói ta xuống độc, cũng không phải là tốt như vậy chỉ tận gốc. Năm đó hắn trong tay phải độc, vốn là quyết định thật nhanh, tráng sĩ đoạn cổ tay, lập tức cầm tay phải chém hết, là có thể tránh độc tính lan tràn. Nhưng, hắn hẳn là làm trễ nãi thời cơ, coi như sau đó đại chủ tể chém nứt hắn tay, vậy không còn kịp rồi, độc tính ắt phải lan tràn toàn thân. Ta đánh hơi được xác thối giữa nát vụn cốt tàn mùi, không sai, ha ha, đó chính là ta năm đó trồng kịch độc, có thể đem người xương cũng mục nát hết. Diệp Thần trong lòng run lên, mơ hồ bắt được thiên cơ hình ảnh, là ác ma hữu thủ Mạc Ngọc sau khi trúng độc, độc phát hình ảnh. Mạc Ngọc che trúng độc tay phải, tê tâm liệt phế gầm thét kêu gào, thống khổ đến ngũ quan đều vặn vẹo, liều mạng đụng tường, lại liều mạng đánh lăn co quắp, đều không cách nào chậm tách ra chút nào. Độc thủ dược thần độc dược thủ đoạn, chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dạng, coi như là Mạc Ngọc này cùng cao cấp thiên đế chủ thần, đều không cách nào hóa giải. Một khi trúng độc, chỉ có thể ở vô biên vô tận thống khổ bên trong vùng vẫy, cho dù năm tháng lưu chuyển, vậy kịch độc như cũ khắc cốt ghi tâm, không bao giờ phai mờ. Tiền bối, người vẫn là đem hơi thở ẩn nặc, ta sợ bị Mạc Ngọc phát hiện, hắn có thể sẽ nổ tung. Diệp Thần cười khổ một tí, độc thủ dược thần và Mạc Ngọc ân oán, như vậy sâu, một khi chạm mặt, rất có thể nổ tranh đấu. Độc thủ dược thần nói, yên tâm. Vậy mấy cái hồn tộc người không phải đã nói rồi sao? Mấy ngày nay, ác ma hữu thủ độc tổn thương phát tác, hắn lật không dậy nổi cái gì sóng. Hắn cũng không có tận lực che giấu mình hơi thở, càng biết ác ma hữu thủ tình trạng gần đây, hắn nội tâm càng an thần, biết mình năm đó xuống xác thối giữa nát vụn cốt tán, còn hành hạ đối phương. Diệp Thần thấy vậy, cũng chỉ được trông đợi ác ma hữu thủ Mạc Ngọc không có ngất trời thủ đoạn. Hắn đi theo vậy mấy cái hồn tộc người. Tiến vào tội chi thành. Tội chi thành bên trong, tràn ngập đè nén bầu không khí, đường phố trên đầu người, đại đa số uống rượu, rút ra thuốc phiện, một bộ sống mơ mơ màng màng hình dáng. Thỉnh thoảng có giết người cướp bóc, bang phái tranh đấu tình huống phát sinh, thậm chí còn có những người này ngoài đường phố đốt giết chết thi, bất quá cái này ở tội chi thành bên trong, đều là rất thường gặp sự việc. Diệp Thần mắt lạnh bên cạnh xem, mà vậy mấy cái hồn tộc người. Vậy là một bộ thấy có lạ hay không hình dáng. Mà tội chi thành bên trong người, tựa hồ cũng biết hồn tộc lợi hại, không người nào dám tiến lên trêu chọc, Diệp Thần theo dự đoán phiền toái không có phát sinh. Xem ra, cho dù là ở Thiên Tuần Đảo, ở nơi này tội chi thành bên trong, cũng không phải hoàn toàn hỗn loạn, như cũ có phép tắc tồn tại. Luật rừng. Mạnh hiếp yếu, người mạnh là vua.
chỉ cần đủ cường đại, sẽ không sợ bị khi dễ. Thứ bảy hồn tộc chính là vô cùng cường đại bộ tộc, người bình thường hoàn toàn không dám chọc. Vậy mấy cái hồn tộc người, mang Diệp Thần một đường bảy rẽ tám cong, xuyên qua từng cái hỗn loạn bẩn thỉu đường phố, cuối cùng đi tới trước một tòa phủ đệ. Phủ đệ cửa khép hờ, thỉnh thoảng có người sống tiếng cầu xin tha thứ và tiếng kêu thảm thiết, từ bên trong truyền tới. Mùi máu tanh gay mũi, liền Diệp Thần cũng đánh hơi được. Ác ma hữu thủ ở nơi này. Độc thủ Dược Thần ánh mắt anh ánh, kiên quyết nói. Diệp Thần tim cũng là tăng tốc độ nhảy lên, rốt cuộc có thể thấy Mạc Ngọc. Mạc Ngọc chính là ác ma hữu thủ, nếu như gặp mặt, sẽ có chuyện gì phát sinh, Diệp Thần cũng không cách nào dự liệu, hắn chỉ có thể gặp đi bộ bước. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, muốn cường hóa luân hồi thiên kiếm mà nói, vậy chỉ có dựa vào Mạc Ngọc. Đại nhân, ở nơi này chờ một chút, chúng ta đi vào truyền đạt một tiếng. Vậy mấy cái hồn tộc người, hướng Diệp Thần cung kính khom người, liền chuẩn bị vào bên trong truyền đạt. Nhưng lúc này, một đạo thanh âm tang thương, nhưng là từ bên trong phủ đệ truyền ra. Không cần, các ngươi ở giữ cửa, để cho luân hồi chi chủ mình đi vào, chú ý nguyên thần cung tạp trùng, đừng để cho bọn họ tới quấy rầy ta. Vậy mấy cái hồn tộc người, nghe được cái này thanh âm sau đó, nhất thời lộ ra kinh ngạc kinh hãi thần sắc, đồng loạt quỳ xuống đất. Vậy thanh âm tang thương, chính là Tu La Hồn Cung cung chủ, ác ma hữu thủ Mạc Ngọc thanh âm. Bái kiến cung chủ đại nhân. Vậy mấy cái hồn tộc người dập đầu thi lễ, vừa kinh ngạc tại mới vừa Mạc Ngọc nói. Bọn họ ánh mắt bắn về phía Diệp Thần, cho đến giờ phút này, mới biết Diệp Thần là luân hồi chi chủ. Thiên tuần đảo ngăn cách với đời, ngoại giới rất nhiều tình huống, trên đảo tội phạm không cách nào cảm nhận, chỉ có thể nghe cái khác mới tới tội phạm kể lể. Mà tất cả người nhắc tới nhiều nhất tên chữ, chính là Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Luân hồi chi chủ nghe nói vượt cấp thực lực cực kỳ mạnh mẽ, huyết mạch lại là kinh khủng bực nào. Không thiếu thiên tài và vô thời y không cường giả, chết tại trong tay người này. Ừ, các ngươi thật tốt trông nom. Luân hồi chi chủ, ngươi vào đi. Vậy thanh âm tang thương nói. Vậy mấy cái hồn tộc người cùng nói, Diệp Thần gặp thân phận mình đã bị thấy rõ, trong đầu nghĩ cái này Mạc Ngọc, đích xác là lợi hại. Coi như hắn hết sức che giấu, cũng không gạt được đối phương theo dõi. Lại có thể như vậy, Diệp Thần cũng sẽ không giấu giếm, đẩy ra phủ đệ khép hờ cửa, sải bước đi vào. Tòa phủ đệ này, hơi thở mười phần âm u, ánh mặt trời đều không cách nào chiếu vào, bên trong phủ đệ bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc vụ. Mang theo cổ xưa ma khí, lại có từng trận vô cùng là mùi máu tanh gai mũi, không ngừng nhào tới. Diệp Thần khẽ cau mày, dọc theo mới vừa Mạc Ngọc thanh âm phát ra địa phương, cất bước đi tới trước. Ở xuyên qua mấy chỗ sâu thẳm đình viện sau đó, cuối cùng, Diệp Thần thấy được một nơi phòng giam vậy kiến trúc. Ở đó phòng giam bên trong, ánh sáng u ám, buộc chặt mười mấy người, những người đó đã toàn bộ chết, đầu bị người dùng ngón tay vạch trần. Óc não tủy hòa lẫn máu tươi bắn ra lưu ra, nhìn thấy mà đau lòng. Một người mặc màu mực trường bào ông già, đang ngồi xếp bằng ở trên đất, không ngừng hô hấp thổ nạp. Diệp Thần có thể cảm giác được, những cái kia chết đi tội phạm, bọn họ não tủy cùng máu tươi sức sống, đều bị cái này ông già nuốt hết. Ông già ma khí khoáng đạt, tu vi hiển nhiên là thập phần cường đại, trên mình nhấp nhô từng cái ma đạo quy luật dây xích, sau lưng ẩn nhiên lại có trời trăng sao lên xuống khí tượng hiện lên. Cổ xưa thiên đế khí cuồn cuộn như nước thủy triều, khá là nguy nga. Nhưng mà, ông già cũng chỉ có một cánh tay. Hắn cánh tay phải, bị tận gốc chặt đứt, tay phải tay áo trống rỗng. Người tới, luân hồi chi chủ. Ông già mở mắt ra, từ hắn trong ánh mắt, có thể thấy núp ở chỗ sâu vô tận thống khổ, đau khổ, cừu hận vân tâm trạng. Tiền bối chính là ác ma hữu thủ Mạc Ngọc. Diệp Thần hỏi. Ông già gật đầu nói. Là ta, đáng tiếc ta tay phải, liên quan nguyên cái cánh tay phải, cũng sớm bị chém đứt. Hắn giọng hơi có chút tự diễu. Diệp Thần im lặng, suy tính muốn làm sao mở miệng. Mạc Ngọc nói, vận mệnh chiêu kỳ ngươi đến, ta lắng nghe đến hồn thiên đế đại nhân thanh âm, hắn kêu ta giết ngươi. Diệp Thần nghe Mạc Ngọc giọng bình tĩnh, cũng không mang chút nào sát ý, cười nói tiền bối, vậy ngươi muốn động thủ giết ta sao? Mạc Ngọc lắc lắc đầu nói, không. Từ trên mình ngươi, ta thấy được vận mạng chuyển cơ. Ta sẽ không giết ngươi.
chí ít, hiện tại sẽ không. Diệp Thần cười nói, vậy là ngươi muốn vi phạm hồn thiên đế ý chí. Mạc Ngọc yên lặng một tí, lại lắc đầu nói, ta có ta dự định, thực không dám giấu giếm, ta đã từng trêu chọc một cái người rất đáng sợ. Hắn tên thật, ta không biết, chỉ biết là hắn đến từ nguyên sơ thế giới, tinh thông độc thuật, danh hiệu là Độc Thủ Dược Thần. Ta đúng là điên, năm đó còn muốn bắt Độc Thủ Dược Thần, muốn cầm hắn làm tế phẩm, đi cung phụng hồn thiên đế đại nhân. Kết quả kia, dĩ nhiên là thê thảm. Bàn về sức chiến đấu, ta so Độc Thủ Dược Thần hơi cao một nước, cùng hắn giao chiến lúc đó, ta chém chết liền hắn chưa thời gian giải tuyến, nhưng hắn độc thuật, nhưng là xuất thần nhập hóa, không thể tưởng tượng nổi, hắn ở ta trên tay phải, gieo vô cùng đáng sợ sát thối giữa nát vụn cốt tán, đó là đủ để cầm ta tay phải trực tiếp mục nát rơi khủng bố độc dược. Nói tới chuyện cũ, Mạc Ngọc thanh âm mang vô hạn hối hận, còn có chút hận ý, nhưng càng nhiều hơn chính là thống khổ cùng không biết làm sao. Luân hồi mộ địa bên trong, Độc Thủ Lệnh Dược Thần cười hắc hắc, nói, xem ra hắn còn không phát hiện ta tồn tại, chặc chặc, một đời hồn tộc lãnh chúa, lại có thể luân lạc tới như vậy bước, liền ta hơi thở đều không cách nào phát hiện. Diệp Thần gặp Mạc Ngọc không có phát hiện Độc Thủ Dược Thần, trong bụng an ổn rất nhiều, vậy ở Mạc Ngọc trước mặt, hắn thì có một tấm ẩn núp lá bài tẩy, cũng không sợ đối phương trở mặt. Đó là chuyện bao lâu rồi? Diệp Thần hỏi. Mạc Ngọc ánh mắt lóe lên, tựa hồ lâm vào nhớ lại bên trong, trên mặt vẻ thống khổ càng sâu, nói. Vậy là đặc biệt lâu đời chuyện, ta nhớ hẳn kém không nhiều sắp đến mạt pháp thời đại. Ta trong tay phải độc, đáng tiếc ta không có tráng sĩ đoạn cổ tay dũng khí, không có thời gian đầu tiên đem tay phải chém hết, khiến cho độc tính lan tràn toàn thân, chịu đựng khó có thể tưởng tượng cự thống khổ lớn cùng hành hạ. Diệp Thần nói, tiền bối, các ngươi thứ bảy hồn tộc, chính là tu luyện tay phải, một thân công phu cũng bên tay phải phía trên, làm sao bỏ phải đem tay phải chặt đứt. Mạc Ngọc gật đầu nói, đúng là như vậy, ta lúc ấy trúng độc, độc tính lan tràn, hao phí giá cực lớn, mới tạm thời trấn áp độc tính, giữ được tánh mạng. Ta muốn cúi đầu nhận sai, cầu Độc Thủ Dược Thần giúp ta giải độc, nhưng lúc đó mạt pháp thời đại đã hạ xuống, thiên địa đại loạn, ta lại cũng bắt không tới hắn tin tức. Nghe nói hắn sau đó thật giống như chết. Vì giải độc, ta che giấu thân phận, dùng tên giả Mạc Ngọc, gia nhập đạo tông. Nghe đến chỗ này, Diệp Thần mới biết, Mạc Ngọc gia nhập đạo tông, là vì giải độc. Tiền bối, vậy ngươi tên thật là gì? Diệp Thần lại hỏi. Mạc Ngọc ngẩn ngơ, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nói ta quên mất, có rất nhiều chuyện, ta đều quên, kịch độc mang tới thống khổ, để cho ta trí nhớ mài mòn liền rất nhiều. Lưu lại trí nhớ, cũng cùng xác thối giữa nát vụn cốt tán này đều có liên quan. Ta nghe nói đạo tông có một môn thuật pháp, kêu lên tông chú binh thuật, ta liền muốn tu luyện vậy chú binh thuật, đem mình thân thể, làm là vũ khí vậy chế tạo nền, luyện hóa hết trong cơ thể kịch độc. Khi đó chính gặp mạt pháp thời đại, hết thảy cũng rất hỗn loạn, ta thuận lợi lẻn vào đạo tông. Ta cầm đạo tông chú binh thuật, tu luyện đến tầng thứ 9 bước, bị người dự là đúc binh thiên tài. Đứng sau kiếm tử tiên trần, nhưng tiếc là, ta độc tính sâu nặng, coi như là tầng thứ 9 đạo tông chú binh thuật, cũng không cách nào hóa giải trong cơ thể kịch độc, chỉ có thể thoáng chậm tách ra. Muốn hoàn toàn trị tận gốc, trừ phi ta cầm đạo tông chú binh thuật, tu luyện tới kiếm tử tiên trần cái đó bước, vượt qua tầng 9, nhưng cái này là không thể nào. Diệp Thần bừng tỉnh, biết Mạc Ngọc có thể kéo dài hơi tàn đến nay, nhưng thật ra là bởi vì học thành liền đạo tông chú binh thuật. Nếu như không phải là dựa vào đạo tông chú binh thuật, chậm tách ra kịch độc, hắn đã sớm độc phát bỏ mình. Tiền bối, vậy sau đó ngươi là thân phận bại lộ, bị lưu đày tới nơi này? Diệp Thần hỏi. Mạc Ngọc nói, đúng vậy, thẩm phán chủ thiên pháp lộ tháng, nàng khám phá ta thân phận, phải đem ta xử tử, cuối cùng là đại chủ tể ra mặt, tha ta một mạng, chỉ chặt đứt ta tay phải cánh tay phải, đem ta lưu đày đến đây. Diệp Thần nói, đại chủ tể ngược lại là nhân từ. Mạc Ngọc lắc đầu nói, không phải nhân từ, hắn là vì cản tay Nguyên Thần Cung. Lúc ấy, Nguyên Thần Cung ở Thiên Tuần Đảo, một nhà độc quyền, là bá chủ vậy tồn tại, thành lập nghiệp bá trật tự. Nhưng, đại chủ tể mong muốn, là hỗn loạn, hắn muốn xem một cái thế giới hỗn loạn, một cái chỉ có giết hại và cường quyền thế giới, rốt cuộc là như thế nào hình dáng. Cho nên, hắn cầm ta lưu đày tới Thiên Tuần Đảo, chính là vì ngăn được Nguyên Thần Cung. Như hắn mong muốn, ta thành lập Tu La Hồn Cung, cùng Nguyên Thần Cung đối kháng,
vì tranh đoạt tài nguyên, chém giết thảm thiết. Nguyên thần cung năm đó thiết lập trật tự, vậy hoàn toàn sụp đổ, tội chi thành hỗn loạn cảnh tượng, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy. Diệp thần gật đầu, biết vậy nguyên thần cung, chính là thiên tuần đảo khác một thế lực lớn, nhưng cái này cùng hắn không liên quan, hắn chỉ muốn cường hóa luân hồi thiên kiếm. Tiền bối, có thể cho ta xem ngươi độc tổn thương sao? Diệp thần hỏi. Mạc Ngọc nói, có thể, vận mệnh chiêu kỳ ngươi đến, ta biết, ngươi có lẽ có biện pháp, có thể thay ta giải độc. Vừa nói, Mạc Ngọc tay trái nắm chặt quyền, cánh tay trái áo quần nát hết. Diệp thần thấy hắn cánh tay trái cùng tay trái, một phiến đen nhánh, kịch độc sâu nặng. Thế nhưng tay trái bên trên, lại hàm chứa hùng hồn bá đạo thiên ma sát khí. Hiển nhiên, cho dù là người chúng kịch độc, Mạc Ngọc cũng không có bỏ lại tu vi, như cũ ở chuyên cần luyện khổ tu. Hắn tay phải đã không có, vậy thì đi tu luyện tay trái. Ngày xưa ác ma hữu thủ, hôm nay cả người tu vi, toàn bộ hội tụ đến phía trên tay trái, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người. Diệp thần ngưng mắt nhìn Mạc Ngọc cánh tay trái cùng tay trái, có thể thấy hắn trên da mặt, có từng cái nhàn nhạt độc văn. Làm Diệp thần đưa tay tới, đụng chạm Mạc Ngọc ra, liền có thể cảm nhận được, hắn dưới da, ẩn giấu đáng sợ khí độc, giống như ngàn vạn điều thật nhỏ độc trùng vậy, đang không ngừng ngọa nguậy, theo huyết dịch hắn chảy hướng toàn thân. Ừ, người độc tổn thương rất nghiêm trọng. Diệp thần sắc mặt ngưng trọng, vậy không chắc chắn giải độc, tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, hướng độc thủ dược thần nói. Độc thủ tiền bối, sợ rằng phải ngươi tự mình ra tay. Độc thủ dược thần ha ha cười một tiếng, nói, không cần, cái này xác thối giữa nát vụn cốt tán nhìn lợi hại, nhưng thực muốn giải độc, vậy rất đơn giản. Ngươi thi triển ta dạy ngươi tiên thiên độc long khí, có thể đem trong cơ thể hắn kịch độc, toàn bộ hấp thu tới đây. Hi hi, trong cơ thể hắn kịch độc, vừa vặn có thể trở thành ngươi chất dinh dưỡng. Diệp thần cau mày nói, phải không? Hắn có chút không dám tin tưởng, chẳng lẽ chỉ là dựa vào tiên thiên độc long khí, là có thể đem Mạc Ngọc trên mình kịch độc, hoàn toàn rút ra lấy sạch sẽ. Suy nghĩ một chút, Diệp thần liền hướng Mạc Ngọc nói, tiền bối, ta có thể thử nghiệm giúp ngươi giải độc. Nhưng, ngươi phải đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Mạc Ngọc nghe được có giải độc cơ hội, nhất thời kích động, giọng nói cũng khẽ run đứng lên, nói tự nhiên, như ngươi có thể thay ta giải độc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp thần nư một tiếng, đem luân hồi thiên kiếm lấy ra, nói ta muốn ngươi giúp ta cường hóa thanh binh khí này. Thấy luân hồi thiên kiếm, Mạc Ngọc sắc mặt nhất thời biến đổi, cảm nhận liền rất nhiều nhân quả. Hắn một tay nhẹ nhàng cầm lấy thanh kiếm này, ánh mắt ngắm nhìn thân kiếm, kinh dị thở dài nói, thanh kiếm này, đúc thủ pháp có thể nói là khéo léo tuyệt vời, Thiên Khải Chí Tôn từng ra tay đúc luyện qua. Diệp thần nói, đúng vậy. Mạc Ngọc nói, thanh kiếm này nguyên vật liệu bên trong, có ngươi luân hồi thiên đế cốt. Diệp thần nói, đúng vậy. Mạc Ngọc lộ ra thần sắc khó khăn, nói, như vậy danh kiếm thần khí, muốn rèn luyện cường hóa, tuyệt không phải chuyện dễ, coi như ta độc tổn thương hết bệnh, tu vi khôi phục, chỉ sợ cũng cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Dẫu sao ta chú binh thuật, còn không có kiếm tử tiên trần như vậy xuất thần nhập hóa. Diệp thần nói, tiền bối, đại lộ tranh phong sắp tới, ta hôm nay đang cần một cái thần binh lợi khí, xin ngươi hãy xuất thủ tương trợ. Mạc Ngọc trầm tư hồi lâu, quyết định sau cùng nói, giúp ngươi cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể thay ta giải độc. Nhưng, ngươi phải biết, ta hắc ám hồn tộc, và các ngươi luân hồi trận doanh, nhất định là kẻ địch. Ngày hôm nay, chúng ta chỉ là ngắn ngủi hợp tác, được cái mình muốn, sau này ra thiên tuần đảo, giang hồ gặp lại, chúng ta liền là địch nhân. Diệp thần nói, ta biết, vậy thì được cái mình muốn. Mạc Ngọc không câu chấp cười một tiếng, nói, rất tốt, đáng tiếc ngươi ta trận doanh không cùng, nếu không, ta đây là muốn kết giao ngươi người bạn này. Diệp thần khẽ mỉm cười, nói tiền bối như chịu bỏ tối theo sáng, quy thuận ta luân hồi trận doanh, ta cũng đặc biệt hoan nghênh. Mạc Ngọc đem luân hồi thiên kiếm đưa cho Diệp thần, lắc lắc đầu nói, cái gì là minh, cái gì là ám, lại nơi nào có như thế dễ dàng kết luận. Thôi, ngươi trước thay ta giải độc nói sau. Nếu như ta cái phim này độc, ngươi ngày hôm nay không hóa giải được, vậy ngươi cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Nói xong lời cuối cùng, Mạc Ngọc giọng lộ ra vẻ uy nghiêm. Hắn thân là thứ bảy hồn tộc lãnh chúa, Tu La hồn cung cung chủ, tự nhiên không phải thiện cùng hạng người. Nếu như Diệp thần thật có thể giúp hắn giải độc,
hắn có thể phụng Diệp Thần là chỗ thượng khách. Nhưng nếu như, Diệp Thần cái gì cũng làm không tới, vậy hắn liền sẽ để cho Diệp Thần xem, cái gì gọi là chân chính hắc ám cùng khủng bố. Diệp Thần diễn cảm rửng rưng, nói yên tâm, tiền bối, ta dám bước vào nơi đây, tự nhiên là có thành coi là chắc chắn. Nói xong, Diệp Thần móc ra mười mấy cây ngân châm, đâm vào Mạc Ngọc cánh tay cùng bàn tay huyệt khiếu trên. Những ngân châm này, có thể đem Mạc Ngọc toàn thân độc tố, cũng hội tụ đến trên cánh tay mặt, như vậy có thể thuận lợi Diệp Thần rút ra lấy hấp thu. Ngân châm này phương pháp, là Diệp Thần trước kia y thuật thủ đoạn, hiện tại dùng, vẫn là muốn gì được nấy. Ồ, mộ chủ, y thuật của ngươi ngược lại là tuyệt diệu rất. Độc thủ Dược Thần thấy vậy, cũng không nhịn được khen ngợi một tiếng. Diệp Thần vẻ mặt ngưng trọng, tập trung tinh thần, nhìn chăm chú Mạc Ngọc cánh tay. Mạc Ngọc toàn thân độc tố, toàn bộ hội tụ tới tay cánh tay sau đó, hắn cánh tay, đã đen nhánh đến một cái đáng sợ bước, giống như là mực đọng lại mà thành. Hắn ở dưới da mặt, có thể thấy ngọa nguậy bắp thịt, bên trong thật giống như có dấu ngàn vạn điều thật nhỏ côn trùng. Kịch độc hội tụ, vậy để cho Mạc Ngọc rơi vào to lớn thống khổ bên trong, trán hắn thấm ra mồ hôi lạnh, cắn răng cố nén. Diệp Thần cảm nhận được trên cánh tay hắn kịch độc, cũng không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà. Như vậy nồng nặc độc chất, hắn rất là hoài nghi, mình có thể hay không hấp thu, thậm chí nói không chừng hấp thu sẽ xảy ra chuyện. Cẩn thận để gặp, Diệp Thần hít sâu một hơi, dùng một đạo khí lưu đem Mạc Ngọc cánh tay, rạch ra một cái chỗ rách, bóng tối máu độc chảy ra. Diệp Thần đè Mạc Ngọc vết thương, vận chuyển tiên thiên độc long khí thần thông, bắt đầu hấp thu. Dĩ nhiên. Hắn không dám hấp thu số lớn, sợ thân thể không chịu nổi, chỉ là hấp thu một phần nhỏ. Cái này một phần nhỏ độc chất, hấp thu vào cơ thể, Diệp Thần chỉ cảm thấy thật giống như có một cái kịch độc năng lượng tạo thành trường giang sông lớn, hung mãnh tụ vào mình trong cơ thể. Coi như chỉ là số nhỏ độc chất, đối Diệp Thần mà nói, cũng là vô cùng mãnh liệt tồn tại. Hơn nữa vậy độc chất bên trong, lại có rất nhiều tạp chất, không thể trực tiếp hấp thu. Nếu không đại lượng tạp chất mảnh giấy vụn vào cơ thể, sẽ đưa tới đáng sợ cắn trả. Diệp Thần vận chuyển hóa thiên đại pháp, đem vậy tạp chất luyện hóa, cuối cùng đem lưu tồn một chút tinh thuần độc chất, hấp thu vào cơ thể. Tinh này thuần độc chất, chỉ là rất yếu ớt một chút, nhưng Diệp Thần hấp thu vào cơ thể sau đó, chỉ cảm thấy khí độc bàng bạc, tràn ngập toàn thân. Hống ra, một hồi động trời tiếng rồng ngâm, từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra. Chỉ gặp Diệp Thần cả người khí độc gào thét, một cái màu đen độc long, từ phía sau nổi lên. Hắc long trông rất sống động, dương nanh múa vuốt, cả người quấn vòng quanh kịch độc hơi thở, chính là tiên thiên độc long khí ngưng tụ ra độc long. Cái này tiên thiên độc long khí thần thông, có thể hấp thu khí độc, hội tụ độc long, triệu hoán độc long tới công kích địch nhân, uy lực 10 phần hung mãnh. Diệp Thần chỉ là hấp thu từng tia tinh thuần độc chất, liền trực tiếp hội tụ ra một cái độc long. Có thể gặp Mạc Ngọc trong cơ thể kịch độc thâm hậu. Tiên thiên độc long khí. Cái này thần thông, ngươi làm sao sẽ? Độc thủ Dược Thần là ngươi người nào? Mạc Ngọc thấy Diệp Thần sau lưng hiện ra độc long, nhất thời sắc mặt cuồng biến. Diệp Thần cười một tí, nói tiền bối, mỗi cái người đều có bí mật. Có một số việc, ngươi biết vậy không có chỗ gì hay. Tóm lại, hiện tại ta sẽ thay ngươi giải độc, mà ngươi... chỉ cần giúp ta cường hóa luân hồi thiên kiếm là được. Chúng ta trận doanh không cùng, sau này nhất định là kẻ địch. Nhưng hiện tại, chỉ ít chúng ta là bạn. Nghe Diệp Thần mà nói, Mạc Ngọc trầm mặc xuống, cuối cùng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Bỏ mặc trước kia ân oán như thế nào, cũng không để ý sau này ân oán, hiện tại trọng yếu nhất là hắn muốn giải độc. Cái khác nơi có ân oán, đều có thể tạm thời buông xuống. Diệp Thần tiếp tục vận chuyển tiên thiên độc long khí, rút ra lấy hấp thu Mạc Ngọc trong cơ thể độc tố. Nhưng, Mạc Ngọc trong cơ thể độc tố, chân thực quá sâu dày kinh khủng. Diệp Thần rút lấy nửa giờ, đem trong cơ thể hắn 100% độc tố, rút ra lấy ra một thành. Cái này một thành độc tố, Diệp Thần hấp thu luyện hóa sau đó, trực tiếp ngưng hóa ra trên 100 cái độc long, dương nanh múa vuốt, gầm thét nhìn bằng nửa con mắt, 10 phần nguy nga. Mà đây một thành độc tố sau khi hấp thu, Diệp Thần thân thể vậy đến cực hạn, không cách nào hấp thu nữa đi xuống, nếu không rất có thể phải căng bể thân thể. Hô, hôm nay tới đây thôi đi. Tiền bối, bên trong cơ thể ngươi độc tố, ta
ta hóa giải một thành. Muốn toàn bộ hóa giải nói, chỉ ít cần 10 ngày thời gian. Diệp Thần thư ra một hơi, yên lặng đem trên trăm cái dữ tợn cuồng vũ độc long, cũng thu hồi trong cơ thể, hướng Mạc Ngọc nói. Độc tố bị hóa giải một thành, Mạc Ngọc cánh tay, vậy đen thui như mực màu sắc, rõ ràng nhạt đi một ít, đây là độc tố biến mất dấu hiệu. Hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy thân thể thư thái liền rất nhiều, thần thái sáng láng, vui vẻ nói. Được, luân hồi chi chủ, người thần thông quả nhiên được, lại có thể như thế ung dung, là có thể hóa giải cái này xác thối giữa nát vụn cốt tàn kịch độc. Cái phim này độc như phụ cốt chi thư, hành hạ ta vô số kỷ nguyên, nếu có thể giải độc, ta vô cùng cảm kích. Diệp Thần cười một tí, thật ra thì hắn cũng không thoải mái. Chính xác mà nói, hắn không phải giúp Mạc Ngọc giải độc, mà là đem trong cơ thể hắn kịch độc, rút ra lấy ra, hấp thu được trên người mình. Quá trình này, hung hiểm vô cùng, một khi Diệp Thần không có đem kịch độc tạp chất, dọn dẹp sạch sẽ, hoặc là hắn hấp thu quá liều, cũng có thể đưa đến thân thể xảy ra chuyện, thậm chí có thể tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bất quá ở Diệp Thần tinh xảo vận hành hạ, hắn bề ngoài mới nhìn như thế ung dung thôi. Tiền bối, người trên cánh tay ngân châm, cái này 10 ngày cứ tiếp tục ghim, miễn được độc tính chảy trở về đến toàn thân, vậy thì phiền toái. Cùng 10 ngày trôi qua, còn lại cần 10 ngày thời gian, giúp người điều dưỡng thân thể, phòng ngừa tái phát. Diệp Thần tính toán một chút thời gian, muốn hoàn toàn trị tận gốc Mạc Ngọc kịch độc, cũng để cho hắn thân thể khôi phục, ít nhất cũng phải 20 ngày thời gian. Mạc Ngọc nói, đại lộ tranh phong sắp tới, thời gian tới kịp sao? Hắn sợ Diệp Thần giúp hắn giải độc, không đuổi kịp đại lộ tranh phong ngày tháng. Diệp Thần nói, không sao, vừa vặn tới kịp, bất quá cái này 20 ngày thời gian, người tu phải giúp ta cường hóa tốt luân hồi thiên kiếm. Đem kiếm đưa cho Mạc Ngọc. Hắn sát phí khổ tâm giúp Mạc Ngọc giải độc, tự nhiên không phải làm không công. Mạc Ngọc nắm luân hồi thiên kiếm, cua múa mấy cái. Trong cơ thể hắn độc tố hóa đi một thành, động tác vậy lợi rơi xuống. Có thể, 20 ngày thời gian, vậy là đủ rồi. Nhưng cái này luân hồi thiên kiếm, khéo léo tuyệt vời, là hiếm có danh kiếm thần khí, muốn cường hóa, tuyệt không phải chuyện dễ. Ta cần rút ra lấy ta tu La Hồn Cung địa mạch năng lượng, hao phí giá cực lớn, mới khá rèn luyện kiếm này, cường hóa thành công. Nhưng chỉ cần ngươi có thể thay ta giải độc, giá cao hơn nữa, ta đều nguyện ý bỏ ra. Mạc Ngọc nói, ý nói, chính là Diệp Thần nhất định phải giúp hắn giải độc thành công, nếu không, hắn tuyệt đối muốn trở mặt. Bởi vì rèn luyện cường hóa luân hồi thiên kiếm, hắn cần phải hao phí khó có thể tưởng tượng giá thật lớn, cũng không dễ dàng. Diệp Thần con ngươi híp lại, cười nói, tự nhiên. Mạc Ngọc gật đầu nói, ừ, như vậy, ta liền dẫn ngươi hồi tu La Hồn Cung. Nhưng, ta đúc kiếm lúc đó, địa mạch năng lượng bị thật to tiêu hao, địa mạch bảo vệ trở nên yếu, Nguyên Thần Cung nhất định nhân cơ hội đánh tới, thậm chí Giang Cửu Tiêu cũng có thể ra tay, vậy cũng rất phiền toái. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, Giang Cửu Tiêu là Nguyên Thần Cung cung chủ sao? Mạc Ngọc nói, đúng vậy, cái này Giang Cửu Tiêu, có thể nói là ta địch thủ cũ. Ta và hắn tranh đấu không biết nhiều ít kỷ nguyên, nếu là ta tu La Hồn Cung địa mạch bảo vệ trở nên yếu. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Diệp Thần khẽ cau mày, mơ hồ tới giữa, hắn lại là bắt được, cái này Nguyên Thần Cung, còn có Giang Dường Như Ư cùng Nguyên Thiên Đế, có mật thiết nhân quả Cửu Tiêu, liên lạc. Giang Cửu Tiêu là lai lịch gì, hắn là Nguyên Thiên Đế người. Diệp Thần không nhịn được hỏi. Mạc Ngọc nói, luân hồi chi chủ, người ánh mắt quả nhiên cay độc, đã dòm ra thiên cơ sao? Ha ha, cái này Giang Cửu Tiêu. Đã từng là Nguyên Thiên Đế thủ hạ đệ tử, nhưng sau đó, hắn phản bội Nguyên Thiên Đế. Diệp Thần nói, phản bội sao? Mạc Ngọc nói, đúng vậy, hắn là bị Nguyên Thiên Đế, ủy thác đạo tông bắt, lưu đày tới Thiên Tuần đảo lên. Bất quá, hắn một mực không cảm giác được mình có tội, từ đầu đến cuối lấy chính nghĩa khí thế lớn tự cho mình là. Bởi vì, năm đó hắn phản bội Nguyên Thiên Đế, là bởi vì là thấy Nguyên Thiên Đế dã tâm. Nguyên Thiên Đế muốn đánh vào tinh không bờ bên kia, bỏ mặc thành bại, cũng sẽ đưa đến đại lộ sụp đổ, làm cho ngày tận thế hạ xuống, chư thiên vạn giới, có thể hủy trong chốc lát. Giang Cửu Tiêu khổ khuyên không có kết quả sau đó, liền lựa chọn phản bội, đem Nguyên Thiên Đế muốn đánh vào tinh không bờ bên kia tin tức, hoàn toàn tung ra ngoài.
Thậm chí, hắn còn liên lạc thẩm phán chủ thiên pháp lộ tháng, muốn dựa vào thiên pháp lộ tháng tay, ngăn cản nguyên thiên đế. Sau cùng kết quả, người cũng nhìn thấy, thiên pháp lộ tháng phát động thẩm phán, tuy không có thể giết chết nguyên thiên đế, nhưng cũng cho nguyên thiên đế không thiếu tổn thương, trực tiếp đưa đến nguyên thiên đế đánh vào thất bại. Một lần kia đánh vào thất bại, nguyên thiên đế trọng thương ngủ say, cùng hắn sau khi tỉnh lại, thời gian đầu tiên liền ủy thác đạo tông, bắt Giang Cửu Tiêu, đem hắn lưu đày đến đây. Diệp Thần nghe xong đoạn này chuyện cũ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, vậy cũng không trách được Giang Cửu Tiêu. Nguyên thiên đế võng cố chư thiên sinh linh, vì bản thân chi tâm, cưỡng ép đánh vào tinh không bờ bên kia, đích xác là quá phận. Giang Cửu Tiêu lựa chọn phản bội, gieo rắc tin tức, vậy dễ hiểu. Mạc Ngọc nói, không, nguyên thiên đế là chủ, vậy Giang Cửu Tiêu là thần. Coi như chủ thượng phạm vào cái gì sai lầm, thân vi thần tử, tối đa chỉ có thể khuyên can, quyết không thể phản bội. Thiên địa quân thân sư, đây chính là trật tự, là quy củ, cũng không thể không vâng lời lạm quyền. Ngươi phải biết, vô vô thời ý không khắp nơi đều là hỗn loạn cùng hắc ám, nếu như không có quy củ trật tự, thế giới liền lộn xộn. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không đồng ý Mạc Ngọc quan niệm, nhưng vậy lười được phản bác, nói. Tiền bối, vậy chờ ngươi đúc kiếm bắt đầu, Giang Cửu Tiêu đem người xâm phạm, nên làm như thế nào? Giang Cửu Tiêu nhưng mà nguyên thiên đế đệ tử, thực lực cùng Mạc Ngọc tương đương, hắn nếu là dẫn người xâm phạm, vậy cũng rất nguy hiểm. Mạc Ngọc trầm ngâm một tí, nói ta tu La Hồn Cung, có rất nhiều bảo vệ đại trận, luân hồi chi chủ, chỉ cần ngươi ra tay chủ trì, lấy ngươi luân hồi máu năng lượng, tăng cường đại trận, coi như địa mạch bảo vệ trở nên yếu, cũng có thể ngăn cản nguyên thần cung một đoạn thời gian. Bất quá ngươi muốn chú ý, bất kể như thế nào, đều không thể chủ động xuất chiến, chỉ có thể phòng thủ. Giang Cửu Tiêu nhân phẩm là có thể, nhưng thủ hạ hắn nguyên thần cung người, toàn bộ là một đám cùng hung cực ác tội phạm. Rác rưởi, nếu là rơi vào bọn họ trong tay, ngươi chỉ có bị lột da tháo xương kết quả. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói vậy ta chỉ phòng thủ là được. Mạc Ngọc nói, vậy chúng ta ngày mai liền hồi tu La Hồn Cung. Thương nghị đã định, Mạc Ngọc thu xếp ổn thỏa Diệp Thần, hai người ở nơi này trong phủ ở một đêm, đến lúc sáng sớm ngày thứ hai, liền lên đường chạy về tu La Hồn Cung. Ở xuyên qua tội chi thành sau đó. Diệp Thần và Mạc Ngọc các người, lại đi tiếp ước chừng trên trăm dặm, trên đường gặp phải không thiếu rừng mưa nhiệt đới hung thú, trải qua một phen trắc trở sau đó, cuối cùng là trở lại Tu La Hồn Cung. Cái này Tu La Hồn Cung, là một phiến thật lớn cụm cung điện rơi, từng ngọn cung điện nguy nga lộng lẫy, lóng lánh sáng chói hà thải thủy khí, hết sức thổ mộc thịnh. Ở thiên tuần đảo như vậy tài nguyên thiếu hụt địa phương, Mạc Ngọc có thể kiến tạo ra hào hùng như vậy cụm cung điện rơi, có thể gặp hắn thủ đoạn cùng bản lãnh. Ở Tu La Hồn Cung bên trong, thật nhiều nô lệ, đang bận rộn làm việc, bọn họ đều là bên ngoài lưu đày tiến vào tội phạm, bị Mạc Ngọc bộ tộc nơi bắt, là được nô lệ. Diệp Thần đến, còn có Mạc Ngọc chuẩn bị mở lò đúc kiếm, tin tức truyền khắp Tu La Hồn Cung, rất nhiều nô lệ lòng người bàng hoàng, lộ ra sợ hãi thần sắc. Rất nhanh, Diệp Thần cũng biết, những nô lệ này tại sao phải sợ hãi. Mạc Ngọc trở về đến Tu La Hồn Cung sau đó. Lập tức ở cung điện quảng trường lớn trên, chuẩn bị một cái lửa to lớn lò, trực tiếp mở lò đốt lửa. Ít nhất có hơn ngàn cái nô lệ, cũng lục tục vứt xuống lò lửa bên trong đi, đảm nhiệm nhúng kiếm vật liệu, tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng. Những nô lệ này, cũng từng là cùng hung cực ác tội phạm, Diệp Thần tự nhiên sẽ không có cái gì thương tiếc chi tâm, mắt lạnh đối đãi. Nhưng, nghe những nô lệ này kêu thảm thiết, hắn tâm lý khó hiểu nghĩ tới thiên nữ. Thiên nữ kết cục sau cùng, chỉ sợ cũng sẽ cùng những nô lệ này như nhau, bị kiếm tử tiên trần vứt xuống lò lửa bên trong nhúng kiếm. Mạc Ngọc đem Diệp Thần ra luân hồi thiên kiếm, đưa vào lò lửa bên trong, lại triệu tập Tu La Hồn Cung rất nhiều cao tầng trưởng lão, ở lò lửa bốn phía khắc vẽ ra một tiêu, cái tụ linh đại trận, đem toàn bộ Tu La Hồn Cung địa mạch năng lượng, cũng điều động tới đây, dùng để cường hóa Diệp Thần luân hồi thiên kiếm. Luân hồi thiên kiếm chính là danh kiếm thần khí. Muốn rèn luyện cường hóa, tự nhiên không phải chuyện dễ, cần phải hao phí đại lượng tài nguyên. Vì giúp Diệp Thần nhúng kiếm, Mạc Ngọc là xuống vốn gốc, chỉ cầu Diệp Thần có thể an tâm giúp hắn giải độc. Tu La Hồn Cung địa mạch năng lượng, bị đại lượng tiêu hao hết, vậy địa mạch bảo vệ, vậy tất nhiên đi theo suy yếu. Vì phòng ngừa nguyên thần cung xâm phạm,
Tu La Hồn Cung tất cả bảo vệ đại trận, toàn bộ mở, tất cả đệ tử tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, Diệp Thần Thành tạm thời nắm giữ, phụ trách thống quản Tu La Hồn Cung phòng vệ. Phòng ngự bí mật la chặt chống chuẩn bị, đến nhúng kiếm bắt đầu sau ngày thứ hai, Diệp Thần trấn giữ tâm trận, đem tự thân luân hồi máu, nhỏ xuống đến tâm trận trên. Trận nhãn này, ở vào cung điện quảng trường bên trái, nối liền Tu La Hồn Cung tất cả đại trận. Mà ở quảng trường một bên kia, Mạc Ngọc toàn bộ tinh thần chăm chú giúp Diệp Thần nhúng kiếm. Hai người một trái một phải, phối hợp chặt chẽ gần xa. Luân hồi năng lượng, thông qua tâm trận, truyền đến rất nhiều bảo vệ đại trận trên, từng ngọn trận pháp tách thả ra kim quang, tầng tầng tinh bích hệ bảo vệ toàn bộ Tu La Hồn Cung. Hu hu hu. Lúc này, phòng bị tiếng kèn lệnh, từ bên ngoài truyền tới. Địch tấn công, Nguyên Thần Cung tới. Có Tu La Hồn Cung chấn thủ người lớn uống. Ngay sau đó, Diệp Thần nghe phía bên ngoài truyền đến như thủy triều tiếng la giết cùng tiếng đánh nhau, rồi sau đó chính là từng trận đao kiếm phá vỡ ra thịt thanh âm, còn có tiếng kêu thảm thiết. Nguyên Thần Cung người, quả nhiên thừa dịp Tu La Hồn Cung địa mạch trở nên yếu, phát động tập kích. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, chấn giữ ở tâm trận trên, không ngừng đem tự thân luân hồi máu, bơm vào đến tâm trận trên, chuyển vận đến tất cả tòa bảo vệ đại trận, tăng lên trận pháp bảo vệ lực. Rất nhiều Nguyên Thần Cung cường giả, muốn xông vào Tu La Hồn Cung, nhưng bị từng tầng một trận pháp tinh bích hệ ngăn trở, không cách nào tiến về trước. Kịch liệt chém giết chiến đấu đang kéo dài, Diệp Thần không có tự mình tham chiến, nhưng trên mình khí huyết không ngừng tiêu hao, cũng là 10 phần mệt nhọc. Một ngày kết thúc, Nguyên Thần Cung không có thể đột phá Tu La Hồn Cung phòng ngự, như nước thủy triều lui đi. Diệp Thần và Mạc Ngọc đều là vô cùng mệt mỏi. Mạc Ngọc nhúng kiếm, cần một cái yên lặng hoàn cảnh, Nguyên Thần Cung điên cuồng xâm chiếm, tiếng la giết không ngừng, kịch liệt chém giết lại nhiễu loạn thiên địa linh khí, đưa đến hắn nhúng kiếm cũng thay đổi được khó khăn. Đến được ngày thứ hai, Nguyên Thần Cung tiếp tục xâm phạm, tấn công một hồi liền thua chạy. Tu La Hồn Cung đệ tử muốn đuổi theo, nhưng Diệp Thần nhớ Mạc Ngọc dạy bảo, không hề tấn công, để tránh có bẫy, chỉ làm phòng thủ. Nguyên Thần Cung dụ công không có hiệu quả, lại không cách nào đột phá Tu La Hồn Cung phòng ngự, hai bên thành rằng có thế, như vậy trước sau đi qua 7 ngày. Cái này 7 ngày thời gian, Diệp Thần và Mạc Ngọc, có thể nói là được đau khổ. Nguyên Thần Cung không ngừng tấn công quấy rầy, để cho được hai người cũng chịu đủ hành hạ. Ban đêm, Diệp Thần cứ theo lẽ thường giúp Mạc Ngọc giải độc. Mạc Ngọc trong cơ thể độc, lại hóa giải một phần, nhưng hắn cũng vẻ mặt không có gì cao hứng. Bởi vì Nguyên Thần Cung không ngừng xâm chiếm, hắn không cách nào an tâm nhúng kiếm, lại kéo dài như vậy nữa, hắn chỉ sợ nhúng kiếm thất bại. Tiền bối, ngươi còn chịu đựng được sao? Diệp Thần có chút lo âu, hắn vậy sợ thất bại. Mạc Ngọc trầm ngâm một hồi, nói, Nguyên Thần Cung không ngừng xâm chiếm, phải cho bọn họ một chút dạy bảo, nếu không bọn họ một mực quấy rầy, nhúng kiếm tất nhiên thất bại. Diệp Thần nói, tiền bối, vậy ngươi muốn đích thân xuất thủ không? Mạc Ngọc nói, muốn trấn áp Giang Cửu Tiêu, đúng là chỉ có thể ta tự mình ra tay, nhưng ta muốn rèn luyện ngươi luân hồi thiên kiếm, nhưng thì không cách nào rút người ra. Diệp Thần nói, thật là làm như thế nào? Giang Cửu Tiêu là Nguyên Thần Cung cung chủ, đỉnh cấp thời điểm là cao cấp thiên đế. Năm đó cũng là Nguyên Thiên Đế đắc lực đệ tử, có thể nói cánh tay phải cánh tay trái. Lớn mạnh như vậy tồn tại, tự nhiên không phải Diệp Thần có thể chống lại. Mạc Ngọc suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, luân hồi chi chủ, người đạo tông chú binh thuật, tu luyện đến tầng thứ mấy? Diệp Thần nói, tầng thứ ba, thế nào? Mạc Ngọc nói, tầng thứ ba, người cái này tu vi, có thể luyện đến tầng thứ ba, đã rất giỏi lắm, nhưng cái này điểm đúc binh cảnh giới. Còn chưa đủ. Ta dự định ngày mai tự mình xuất chiến, chính ngươi tới rèn luyện luân hồi thiên kiếm. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, muốn ta rèn luyện luân hồi thiên kiếm. Sợ rằng, luân hồi thiên kiếm là cao cấp binh khí, lấy Diệp Thần trước mắt đúc binh tu vi, còn chưa đủ để cường hóa thanh kiếm này, nhất định phải Mạc Ngọc tự mình ra tay. Nếu như Diệp Thần mình có thể làm được nói, cũng không cần trăm ngàn cay đắng mời Mạc Ngọc ra tay. Mạc Ngọc nói, yên tâm, ta chỉ cần ngươi duy trì một ngày. Đến khi ngày mai, ngươi chỉ cần không để cho lò lửa bên trong ngọn lửa tắt, liền coi là đại công cáo thành, hậu thiên ta sẽ đón thêm tay trở về. Bất quá, ngươi chú binh thuật tu vi còn chưa đủ,
Đây là đạo tông chú binh thuật tầng thứ tư bí quyết, ngươi thật tốt lĩnh ngộ, nếu là có thể nắm trong tay tầng thứ tư bí quyết, ngày mai ngươi sẽ ra tay nhúng kiếm, vậy thì đơn giản hơn. Nói xong lời cuối cùng, Mạc Ngọc sử dụng một phiến ngọc giản, đưa cho Diệp Thần. Cái này trong ngọc giản thu nhận, chính là đạo tông chú binh thuật tầng thứ tư bí pháp. Đạo tông chú binh thuật, cộng có 9 tầng, một tầng so một tầng thâm ảo khó luyện. Về sau mấy tầng, chỉ là bí quyết bản thân ẩn chứa mạnh mẽ sắc bén hơi thở, cũng đủ để người giết chết, người bình thường vừa tiếp xúc, liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Diệp Thần cầm lấy ngọc giản, tinh thần lực quét nhìn, đạo tông chú binh thuật tầng thứ tư bí quyết, nhất thời như đao kiếm nước lũ vậy, điên cuồng tràn vào hắn đầu óc bên trong. Cái này tầng thứ tư bí quyết, tương đương hung mãnh. Diệp Thần thiên phú lớn lao, tự nhiên có thể lĩnh ngộ, nhưng bí quyết bản thân mang tới tinh thần đánh vào, nhưng để cho được hắn đầu óc đau đớn, như bị biến dạng vậy. Như thế nào? Mạc Ngọc hỏi. Diệp Thần cắn răng nói, có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ nắm trong tay, tầng thứ tư chú binh thuật, chắc là ta cực hạn. Mạc Ngọc đại hỉ, nói, rất tốt, luân hồi thiên phú, quả nhiên lớn lao bất phàm. Vậy ngày mai, người để duy trì lò lửa, bảo đảm ngọn lửa bất diệt. Ta tự mình ra tay, đi gặp vậy Giang Cửu Tiêu. Bất quá, ta tiếp theo còn phải tiếp tục nhúng kiếm, không thể hao phí khí lực quá lớn. Cho nên, luân hồi chi chủ, ta muốn mời ngươi cầm chém hồn đao cho ta mượn. Có chém hồn đao, ta tất có thể ung dung nghiền ép Giang Cửu Tiêu, ha ha. Chém hồn đao là hồn thiên đế Giang biến thành, thanh đao này, đối với hắc ám người hồn tộc mà nói, có thể nói là thánh hồn khí, vô cùng chân quý cường hãn. Mạc Ngọc là thứ bảy hồn tộc lãnh chúa, chém hồn đao nếu như rơi vào trong tay hắn, có thể bộc phát ra kinh thiên vậy hủy diệt uy lực. Diệp Thần nói, có thể. Lúc này lấy ra chém hồn đao, giao đến Mạc Ngọc trong tay. Mạc Ngọc sửng sốt một tí, lại không nghĩ rằng Diệp Thần như thế sảng khoái, hắn ý vị sâu xa cười một tiếng, nói. Luân hồi chi chủ, ngươi thật đúng là sảng khoái, sẽ không sợ ta tư nuốt thanh đao này, không còn đưa ngươi sao. Thậm chí, ngươi không sợ ta chấp trưởng này đao, trực tiếp giết ngược ngươi sao. Diệp Thần cười nói, ngươi không dám. Mạc Ngọc vừa sững sờ liền một tí, rồi sau đó vui vẻ cười to, nói hay, ta còn thật không dám. Hiện tại, hắn còn phải dựa vào Diệp Thần hỗ trợ giải độc, tự nhiên không thể nào tổn thương Diệp Thần. Diệp Thần cũng không tin Mạc Ngọc làm người, nhưng tuyệt đối tin tưởng hắn chỉ số thông minh. Hai người hôm nay là quan hệ hợp tác, dĩ nhiên là mang trong lòng thẳng thắn, chung nhau tiến thối. Hai người sau này có thể sẽ có tranh đấu giết hại, nhưng chí ít, giờ khắc này, hai người là đồng minh. Thương nghị đã định, đến lúc sáng sớm hôm sau, Diệp Thần đi tới cung điện trên quảng trường, điều khiển lò lửa. Lò lửa bên trong, lửa cháy mạnh thiêu hủy, rất nhiều quáng vật vật liệu, còn có rất nhiều nô lệ máu tươi, hòa chung một chỗ, hóa thành một lò dung dịch, tràn đầy năng lượng tinh thuần linh khí. Diệp Thần luân hồi thiên kiếm, ngâm ở lò lửa dung dịch bên trong, không ngừng hấp thu dung dịch linh khí. Rất nhiều tụ linh trận pháp, không ngừng đem tu la hồn cung địa mạch năng lượng, rút ra với tay cầm, vậy chuyển vận đến lò lửa bên trong, không ngừng rèn luyện luân hồi thiên kiếm. Không thể không nói, vì giúp Diệp Thần cường hóa luân hồi thiên kiếm, tu la hồn cung là xuống vốn gốc, không có chút nào keo kiệt. Diệp Thần hít sâu một hơi, thi triển ra đạo tông chú binh thuật, duy trì trong lò lửa ngọn lửa, giữ ngọn lửa bất diệt. Lấy Diệp Thần đạo tông chú binh thuật tu vi, muốn duy trì ngọn lửa bất diệt, cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Lò lửa bên trong ngọn lửa, là địa mạch năng lượng biến thành, không ngừng đốt luyện luân hồi thiên kiếm. Luân hồi thiên kiếm dục hỏa, tự nhiên làm theo tóe ra một cổ mãnh liệt chống lại ý niệm, đang chống cự ngọn lửa thiêu hủy. Ở nơi này vậy chống lại dưới, nhọn ngọn lửa tùy thời đều có tắt nguy hiểm. Một khi ngọn lửa tắt, vậy nhúng kiếm liền dã tràng xe cát. Diệp Thần cắn răng, vận chuyển đạo tông chú binh thuật, không ngừng áp chế luân hồi thiên kiếm chống lại ý niệm. Luân hồi thiên kiếm phát ra kêu rên vậy kiếm minh tiếng, hình như là đang cầu khẩn Diệp Thần, không muốn lại dùng liệt hỏa hành hạ nó. Nhẫn nại ở, ta kiếm, lột sắc đường, luôn là thống khổ. Chờ ngươi chịu đựng đi qua, ngươi là có thể trở thành tuyệt thế thần binh lợi khí. Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ, an ủi luân hồi thiên kiếm. Hu hu hu. Lúc này, tu la hồn cung tiền đồn trận địa, truyền đến phòng bị tiếng kèn lệnh,
Nguyên thần cung người, lại phát động tấn công. Chỉ chốc lát sau, Diệp thần liền nghe được từng cơn kêu giết hò hét thanh âm, rồi sau đó là kịch liệt tiếng đánh nhau. Bất quá cùng mấy ngày trước không cùng, lần này, bầu trời bên trong, ma khí bùng nổ, cuồn cuộn ma khí giống như lửa cháy mạnh vậy thiêu hủy, long trời lở đất, che đậy nửa bên thương khung, trời xanh hóa thành đen nhánh. Từ đen nhánh trên bầu trời, hiển hiện ra một đạo lạnh lùng thân ảnh già nua, cả người ma hy lóe lên, lộ ra một cổ xưa bể dâu ý, chính là ác ma hữu thủ Mạc Ngọc. Mạc Ngọc xuất hiện ở trên trời bên trong, nhất thời để cho được toàn bộ Tu La hồn cung, cũng hoàn toàn phấn chấn, vô số hồn tộc các võ giả, hồ tâu căng chủ huy vũ, tiếng chấn động bát phương. Giang Cửu Tiêu, lăn lên đây đi. Mạc Ngọc thanh âm thê lương, lại mang một cổ uy nghiêm thô bạo, lớn tiếng quát lên. Ở thanh âm hắn rơi xuống không lâu, một đạo nguyên khí thần mang, phóng lên cao. Chỉ gặp một cái râu tóc đều là trắng. Cả người nguyên khí như trời đường vậy thần thánh huy hoàng ông già, xông lên bay đến trên bầu trời, cùng Mạc Ngọc xa xa đối lập. Đó chính là Giang Cửu Tiêu sao, tốt khí thế đáng sợ. Diệp thần duy trì ngọn lửa hơn, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, thấy vậy thần thánh huy hoàng ông già, cũng không khỏi thầm giật mình. Vậy ông già khoáng đạt khí thế lớn, giống như là từ sử thi thần thoại bên trong nhảy ra thiên thần, mà nhìn lại Mạc Ngọc, chính là ma khí lượn quanh hình dáng. Chỉ có một cái đen thui cánh tay trái, giống như ác ma nắm giữ. Hai người một cái quang minh, một cái hắc ám, ở trên trời tạo thành vô cùng mãnh liệt so sánh. Ác ma hữu thủ, ha ha, nghe nói người mời được luân hồi chi chủ, kêu hắn ra tay giúp ngươi giải độc. Thật là không nghĩ tới à, vậy luân hồi chi chủ, tuổi còn trẻ, lại có thể như vậy lợi hại, còn có thể vì ngươi giải độc. Giang Cửu Tiêu cười lên, ánh mắt từ trên trời nhìn xuống, thấy Diệp thần. Cũng không khỏi được phát ra khen ngợi. Diệp thần giúp Mạc Ngọc giải độc, chuyện này kích động thiên cơ, đã sớm truyền ra ngoài, nguyên thần cung bên này, tự nhiên cũng biết. Mạc Ngọc độc, Giang Cửu Tiêu liền hiểu rõ, đã đến không có thuốc nào cứu được bước. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp thần lại có thể cứu chữa, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Mạc Ngọc cười nhạt một tí, nói, Giang Cửu Tiêu, ngươi thừa dịp ta Tu La hồn cung địa mạch yếu kém, thừa cơ mà vào. Không khỏi quá mức hèn hạ. Người ta tới giữa, không có gì đáng nói, ta ngày hôm nay thì phải giết ngươi. Giang Cửu Tiêu vui vẻ cười to, nói tuy nói luân hồi chi chủ, giúp ma là ngược, không phân chia tránh tà, lại muốn vì ngươi cái này ma đầu giải độc. Nhưng, ngươi tay phải sớm bị chặt đứt, đường đường ác ma hữu thủ, lại không có tay phải, thật là buồn cười châm biếm. Ngươi không có tay phải, lấy cái gì cùng ta đánh? Mạc Ngọc cười nói, liền lấy thanh đao này. Tiếng nói rơi xuống, Mạc Ngọc tay trái ma khí đại tác, lòng bàn tay hiện ra một cái đao, đen nhánh mũi nhọn kinh thiên, ông ông tác hưởng, trên thân đao lượn lờ ngàn vạn điều ma hồn, dương nanh múa vuốt gầm thét, mười phần đáng sợ, chính là chém hồn đao. Đây là, hồn thiên đế vũ khí. Giang Cửu Tiêu thấy thanh đao này, trong thoáng chốc sắc mặt cuồng biến, nhân quả thấy rõ, biết thanh đao này thuộc về Diệp thần. Cho mượn liền Mạc Ngọc. Cho ta chết. Mạc Ngọc cười gằn, một đao liền hướng Giang Cửu Tiêu chém tới, kinh thiên ma khí nhô lên, hóa thành cuồn cuộn đao khí đợt sóng, phải đem Giang Cửu Tiêu hoàn toàn chìm ngập. Nguyên thần thiên đường, cho ta ngăn trở. Trong lúc nguy cấp, Giang Cửu Tiêu quát lên một tiếng lớn, hai tay thần quang tách thả ra, hóa thành một phiến thiên đường thế giới. Ngay trước đường thế giới, khắp nơi truyền tới thánh đồ tiếng ngâm sướng, thánh khiết mênh mông. Cái này nguyên thần thiên đường, và Diệp thần luân hồi thiên quốc tương tự, là nguyên thiên đế chế tạo ra, là một cái liên quan tới cuối cùng ảo tưởng thế giới, tượng trưng cho phồn vinh, tốt đẹp, thánh khiết. Giang Cửu Tiêu gọi ra nguyên thần thiên đường, muốn ngăn cản Mạc Ngọc chém hồn một đao. Nhưng, đáng sợ một màn xuất hiện. Mạc Ngọc chém hồn đao trẻ hạ, động trời ma khí đao mang, chỉ là nhất kích, liền chảm phá nguyên thần thiên đường. Tất cả phồn vinh, tốt đẹp, thánh khiết. Ở đó chém hồn ma đao mũi nhọn hạ, giống như giấy vậy yếu ớt, trong nháy mắt ngay tại lưỡi đao hạ hóa thành bụi bầm. Diệp thần mắt thấy Mạc Ngọc một đao, trong lòng ngầm âm thầm chấn động hám, nội tâm lại thêm rất nhiều hiểu ra, đối chém hồn đao vận dụng, hắn hiểu sâu hơn. Phốc xích, Giang Cửu Tiêu tại chỗ máu tươi ói như điên, gương mặt một phiến trắng bệch. Chém hồn đao uy lực, quá kinh khủng. Mạc Ngọc chấp trưởng này đao, đơn giản là không phí nhiều sức. Liền chém chết liền hắn thiên đường đất nước,
đem hắn tổn thương nặng. Đi! Giang Cửu Tiêu thân thể run rẩy, gương mặt như đưa đám, biết Mạc Ngọc lợi hại, lật đật mang Nguyên Thần Cung tất cả đệ tử, chạy mất dạng. Mạc Ngọc cũng không có đuổi theo, thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, thật ra thì hắn vậy chống đỡ không được bao lâu, trình độ cao nhất thi triển chém hồn đao, đối hắn thân thể mà nói, cũng là một cái vô cùng to lớn gánh vác, có thể một không thể lại. Nếu như đánh tiếp nữa, Giang Cửu Tiêu không để ý tánh mạng phản kháng, vậy cục diện có thể thì phải nghịch chuyển. Cung chủ uy vũ, luân hồi uy vũ, Tu La Hồn Cung các đệ tử, thấy Mạc Ngọc chém đánh bại Giang Cửu Tiêu, lớn tiếng hoan hô lên, nhân tâm phấn chấn. Mạc Ngọc gương mặt nhưng hơi mang theo yếu ớt, từ trên bầu trời hạ xuống, đem chém hồn đao đưa cho Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, đao còn đưa ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, một tay duy trì lò thang bên trong ngọn lửa, một tay thu hồi chém hồn đao, nói. Tiền bối, ngươi thật đúng là lợi hại. Mạc Ngọc nói, không phải ta lợi hại, là thanh đao này lợi hại, ngươi có thanh đao này, thật ra thì không cần cường hóa luân hồi thiên kiếm. Diệp Thần cười nói, đây là hồn thiên đế vũ khí, cũng không hoàn toàn thuộc về ta, vẫn là mình kiếm dùng yên tâm. Mạc Ngọc rõ ràng, gật đầu nói, ừ, đúng là như vậy, người cuối cùng không phải ta hồn tộc người trong. Bất quá, cùng luân hồi thiên kiếm cường hóa hoàn thành, thanh kiếm kia, bộc phát ra mũi nhọn, nhất định không kém gì chém hồn đao. Nghe vậy, Diệp Thần vui sướng trong lòng, lại là một hồi mong đợi. Nếu như có thể đem luân hồi thiên kiếm cường hóa đến chém hồn đao trình độ, hắn liền thỏa mãn. Luân hồi thiên kiếm có thể nói là hắn bổn mạng binh khí, nếu như có chém hồn đao như vậy mũi nhọn, hắn tất có thể bộc phát ra hung mãnh hơn uy lực. Tiền bối, vậy ngươi đón lấy trở về đi. Diệp Thần liền muốn để cho Mạc Ngọc tiếp tục đón lấy nhung kiếm. Dù sao lấy Diệp Thần trước mắt chú binh thuật tu vi, chỉ là duy trì lò lửa vận chuyển, liền cần phải hao phí to lớn tinh lực, đặc biệt khó khăn. Mạc Ngọc lắc đầu thở dài nói, không được, ngày hôm nay không được, ta quá mệt mỏi, ngày mai đi. Mới vừa một đao chém bại Giang Cửu Tiêu, Mạc Ngọc cũng là hao phí đại lượng khí lực, hắn cần nghỉ ngơi. Được rồi. Diệp Thần không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục duy trì lò lửa vận chuyển. Mạc Ngọc đi về nghỉ ngơi. Mà Diệp Thần càng gần đến mức cuối, càng cảm thấy khó khăn. Luân hồi thiên kiếm chống lại ý niệm. Mãnh liệt đến khó mà áp chế bước, Diệp Thần cảm thấy toàn bộ lò lửa cũng sắp nổ. Cuối cùng, Diệp Thần mở luân hồi nguyên thể, lại điều động thiên hỏa mệnh tinh mồi lửa năng lượng, mới miễn cưỡng chế trụ. Hắn thiên hỏa mệnh tinh, còn không có thức tỉnh, chỉ có mồi lửa tồn tại. Nếu như có thể thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh mà nói, vậy Diệp Thần thậm chí không cần dựa vào Mạc Ngọc, mình liền có thể hoàn thành cường hóa. Chỉ bất quá, muốn thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh nhưng là vô cùng khó khăn, Diệp Thần trước mắt còn không có thức tỉnh có thể. Cái này chật vật một ngày, cuối cùng là chịu đựng đi qua. Đến lúc ngày thứ hai, Mạc Ngọc tinh thần khôi phục, lần nữa đón lấy nhúng kiếm, Diệp Thần lúc này mới thanh rảnh rỗi. Ngày này, Nguyên Thần Cung không có lại tiếp tục tấn công, hoặc giả là ngày hôm qua, Giang Cửu Tiêu bị đánh bại, đã không dám công kích nữa. Nhưng ra Diệp Thần dự liệu, lại qua một ngày sau, Giang Cửu Tiêu nhưng là phái người tới, bất quá cũng không phải là muốn tranh đấu, mà là phái người đưa tới một phong thư, muốn cùng Diệp Thần đàm phán. Giang Cửu Tiêu là hồi qua mùi, biết Mạc Ngọc cũng không phải thật như vậy vô địch, vậy chém hồn đao uy lực, muốn vận dụng, tuyệt không phải chuyện dễ. Bất quá, Giang Cửu Tiêu cũng không dám tùy tiện tái phát động xâm chiếm. Hắn muốn đàm phán, hơn nữa còn là chỉ cùng Diệp Thần một người đàm phán. Ở nhận được đàm phán sách sau đó, toàn bộ Tu La Hồn Cung, trên dưới một phiến chấn động. Giang Cửu Tiêu cam kết, chỉ cần Diệp Thần có thể giúp hắn một chuyện, hắn có thể dừng lại tấn công, lại nữa quấy rầy Mạc Ngọc nhúng kiếm. Chuyện này, Giang Cửu Tiêu cũng không có nói rõ, chỉ nói cùng Diệp Thần đi tới Nguyên Thần Cung sau đó, sẽ đi nói chuyện. Hắn ở thư bên trong, còn lấy đạo tâm thể, cam kết tuyệt không bị thương Diệp Thần tánh mạng. Cái này Giang Cửu Tiêu còn muốn cùng ta đàm phán. Diệp Thần nhận được thư, mười phần bất ngờ, âm thầm suy tính sau lưng cắt hung. Mạc Ngọc thần sắc vô cùng ngưng trọng, nói, luân hồi chi chủ, người tuyệt không thể đi, vạn nhất Giang Cửu Tiêu lão nhân kia, muốn đối người bất lợi, vậy thì phiền toái. Diệp Thần ánh mắt chuyển động,
tìm nghĩ nếu như có thể đàm phán, đích xác là chuyện tốt. Nếu không, Giang Cửu Tiêu lại tới xâm chiếm quấy rầy, vậy hắn muốn cường hóa luân hồi thiên kiếm, thì có thể thất bại, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bất quá, cẩn thận để gặp, Diệp Thần vẫn là câu thông luân hồi mộ địa, hướng độc thủ Dược Thần hỏi nói. Độc thủ tiền bối, người cảm thấy thế nào? Ta đi hay là không đi? Độc thủ Dược Thần sắc mặt ngược lại là 10 phần bình tĩnh, hai tròng mắt nhắm lại, hồi lâu sau mới mở ra, nói, người đi đi cũng không sao, ta sẽ bảo hộ ngươi. Vậy cái gì Giang Cửu Tiêu, ngày hôm trước bị chém hồn đao gây thương tích, dự đoán thực lực còn không khôi phục, không đủ gây sợ hãi. Còn như Nguyên Thần Cung đệ tử bình thường, đều là chút rác rưởi con kiến hôi, ta còn không coi vào đâu. Diệp Thần trong lòng vui mừng, nói, có tiền bối che chở, vậy ta an tâm. Trong lòng thương nghị đã định, Diệp Thần liền hướng Mạc Ngọc nói. Tiền bối, người an tâm nhúng kiếm, ta đi một chuyến Nguyên Thần Cung, cùng vậy Giang Cửu Tiêu đàm phán là được. Mạc Ngọc kinh hãi, nói, luân hồi chi chủ, người thật muốn một người đi trước. Diệp Thần gật đầu nói, ừ, người yên tâm, ta có bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy, coi như vậy Giang Cửu Tiêu trở mặt, vậy không đả thương được ta. Nghe Diệp Thần tự tin lời nói, Mạc Ngọc thầm giật mình, Tu La Hồn Cung rất nhiều cao tầng các cường giả, cũng là một hồi chấn động, chỉ cảm thấy Diệp Thần nội tình, uyên thâm khó lường, bọn họ hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Mạc Ngọc bàn tư một hồi, thở dài nói, đã như vậy, vậy thì nhờ ngươi, nếu như có thể thích đáng đàm phán, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Hắn mỗi ngày đều bị Nguyên Thần Cung quấy rầy, khổ không thể tả, nếu có thể đàm phán thành công, thương lượng ra cái hai bên cũng có thể tiếp nhận kết quả, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Lập tức, Mạc Ngọc lập tức hướng Giang Cửu Tiêu thơ hồi âm, nói có thể thả Diệp Thần qua đi đàm phán. Nhưng, hắn nhưng là biểu thị, nếu như Giang Cửu Tiêu dám đả thương Diệp Thần, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả thù. Thương nghị sau khi hoàn thành, Mạc Ngọc phái đại lượng cao thủ, hộ tống Diệp Thần đi Nguyên Thần Cung. Đến lúc màn đêm buông xuống lúc, Diệp Thần đoàn người ào ào, đến Nguyên Thần Cung. Nguyên Thần Cung nguy nga lộng lẫy, cung điện trung ương trên quảng trường, đứng sừng sững một tòa pho tượng to lớn, đó chính là Nguyên Thiên Đế pho tượng, hình dáng giống như là già đi Diệp Thần. Nguyên Thần Cung rất nhiều cường giả, chú đóng ở cửa cung, giơ cao cây đuốc, sớm đang đợi. Thấy Diệp Thần đến, tất cả người cảm thấy kính nể, rối rít khom người thi lễ, bái kiến luân hồi chi chủ. Diệp Thần gật đầu một cái, để cho hộ tống hồn của hắn tộc các cường giả, ở lại bên ngoài cung, hắn một thân một mình, sải bước vào Nguyên Thần Cung bên trong. Nguyên Thần Cung rất nhiều cường giả, trong lòng đều là bội phục, không nghĩ tới Diệp Thần thật dám một mình phó sẽ. Ở mấy cái Nguyên Thần Cung vệ sĩ dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần đi tới Nguyên Thần Cung đại điện. Giang Cửu Tiêu đã sớm thiết lập tốt tiệc rượu, và mấy cái cao tầng trưởng lão, đang đợi Diệp Thần. Thấy Diệp Thần tới, tất cả trưởng lão đứng dậy, khom người thi lễ. Giang Cửu Tiêu vui vẻ cười to, cũng là đứng dậy, hướng Diệp Thần mời một ly rượu, nói, luân hồi chi chủ, quả nhiên dũng khí hơn người, ta kính ngươi một ly. Ngưỡng hầu uống cạn, mời ngồi. Diệp Thần ở trên tiệc rượu ngồi xuống, bình tĩnh hỏi, Giang Cung Chủ, lời khách sáo liền không cần phải nói, ngươi kêu ta tới đây, là muốn nói chuyện gì? Giang Cửu Tiêu hí mắt cười một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, ta không nghĩ tới, người đường đường luân hồi trận doanh lãnh chúa, lại có thể sẽ cùng hắc ám hồn tộc cấu kết với nhau làm việc xấu. Lời nói này nói được 10 phần nghiêm trọng, Diệp Thần nghe liền cảm thấy chói tai. Chỉ là ngắn ngủi hợp tác, được cái mình muốn thôi, ta cùng hồn tộc trận doanh, sớm muộn là kẻ địch. Diệp Thần lạnh nhạt nói, cũng không tức giận. Giang Cửu Tiêu cười nói, nếu ngươi có thể cùng hắc ám hồn tộc hợp tác, chắc hẳn cũng có thể và ta hợp tác. Dẫu sao, ta nhưng mà Nguyên Thần trận doanh người, ngươi cùng In Nguyên Thiên Đế sâu xa thâm hậu, chúng ta là bằng hữu. Nguyên Thiên Đế lại kêu Nguyên Thần, hắn trận doanh liền kêu Nguyên Thần trận doanh, tín đồ cùng hậu duệ vô số. Diệp Thần nói, ngươi không phải phản bội Nguyên Thiên Đế liền sao? Giang Cửu Tiêu nghe được phản bội hai chữ, diễn cảm lập tức đọng lại xuống, rồi sau đó có chút không biết làm sao cùng nặng nề nói. Ta cũng là vạn bất đắc dĩ, ta đối Nguyên Thiên Đế đại nhân, trung thành cảnh cảnh, chỉ là hắn năm đó đánh vào tinh không bờ bên kia, võng cố chư thiên sinh linh, thật sự là quá mức tàn nhẫn, à. Bất quá nhắc tới, ta thân là đệ tử của hắn, nhưng hướng thẩm phán chủ, tiết lộ hắn hành tung,
đích xác là phản bội cử chỉ, ta tội nghiệt sâu nặng. Hắn muốn trị ta tội, cầm ta lưu đày tới Thiên Tuần Đảo, ta cũng là tội có cần phải được. Hắn không có giết chết ta, đã là lớn nhất nhân từ. Diệp Thần nghe Giang Cửu Tiêu giọng bên trong, rất có sám hối ý, liền gật đầu một cái, nói, vậy ngươi gọi ta tới đây, là muốn làm gì, giúp ngươi hướng Nguyên Thiên Đế sám hối sao? Giang Cửu Tiêu gương mặt nghiêm nghị, nói, luân hồi chi chủ, ta chính là muốn sám hối. Ta muốn ủy thác ngươi, hỗ trợ triệu hoán Nguyên Thiên Đế đại nhân hạ xuống. Ta chỉ muốn hắn hạ xuống, ta lại sám hối, khẩn cầu hắn tha thứ. Nếu như hắn không chịu, dù là tự tay giết ta, ta cũng không thể nói gì được, tốt hơn ta mỗi ngày chịu đựng vô tận khổ sở. Hắn năm đó phản bội Nguyên Thiên Đế, đạo tâm được đau khổ, mỗi ngày cũng hết sức thống khổ. Muốn ta triệu hoán Nguyên Thiên Đế sao? Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, rốt cuộc biết Giang Cửu Tiêu kế hoạch. Hắn còn nhớ, lần trước thấy Nguyên Thiên Đế, là ở thế giới hiện thật. Lúc ấy, Nguyên Thiên Đế nói phải đi bế quan, còn như lúc nào xuất quan, hắn vậy chưa nói. Hôm nay muốn đến, Nguyên Thiên Đế chắc còn ở bế quan, muốn triệu hoán hắn, tuyệt không phải cái gì chuyện dễ dàng. Diệp Thần thử nghiệm ở trong lòng, kêu gọi Nguyên Thiên Đế tên chữ, nhưng thiên cơ mong manh, không có được bất kỳ đáp lại. Giang Cửu Tiêu nói, đúng vậy, ta Nguyên Thần Cung vải có một cái tế đàn, dùng để cung phụng tế tự Nguyên Thiên Đế. Vạn cổ tới nay, ta một mực thử nghiệm triệu hoán Nguyên Thiên Đế đại nhân hạ xuống, đáng tiếc không có được chút nào đáp lại. Nhưng ta nghĩ, luân hồi chi chủ, người cùng Nguyên Thiên Đế đại nhân sâu xa thâm hậu, như người tự mình ra tay triệu hoán, có lẽ có thể thành công. Nếu như người cũng không được, vậy hết thảy các thứ này chính là định trước. Diệp Thần khẽ cau mày, nhưng cũng không có tùy tiện đáp ứng, bởi vì hắn không có nắm chắc. Giang Cửu Tiêu vội vàng móc ra một phiến ngọc giản, giao cho Diệp Thần, nói. Luân hồi chi chủ, người yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm không công. Đây là Đại Tiên Phật Thánh Thủ, là ta nghịch đẩy thiên ma phệ hồn tay, chế tạo ra tuyệt thế võ kỹ, ta cái này thì đưa cho ngươi. Ngươi luyện thành cái này Đại Tiên Phật Thánh Thủ, đợi nửa tháng sau tham gia đạo tông thi đấu, tất có thể được nhiều thành tựu xuất sắc, nghiền ép nhóm anh. Diệp Thần ánh mắt động một cái, nói, Đại Tiên Phật Thánh Thủ. Hắn nhận lấy ngọc giản, tinh thần hơi đảo qua coi, nhất thời cảm thấy trong ngọc giản, niêm phong một môn minh mông thần thánh võ kỹ, chính là một chiêu kinh thiên trưởng pháp, như tiên Phật thần thánh hạ xuống, một trường thở ra, thật là uy áp tinh không, bá đạo vô cùng. Trong sâu thẳm, Diệp Thần lại cảm thấy, cửa này Đại Tiên Phật Thánh Thủ, lại cùng thiên ma phệ hồn tay, có thiên ti vạn lũ nhân quả liên lạc. Thiên ma phệ hồn tay, chính là 33 thiên thần thuật một trong, hung mãnh cay độc, uy lực to lớn, Diệp Thần trước đây gặp hồn tôn Hoàng Cổ Khê thi triển qua. Cửa này Đại Tiên Phật Thánh Thủ, là do thiên ma phệ hồn tay nghịch đẩy tới, có thể nói là thiên ma phệ hồn tay mặt trái, một chánh một tà, một Phật một ma. Giang cung chủ, người từ nơi nào có được thiên ma phệ hồn tay? Thậm chí còn nghịch đẩy. Diệp Thần khá là giật mình. Giang Cửu Tiêu nói, là lấy trước đợi Tu La Hồn Cung tranh đấu, cướp đoạt mà đến thần thuật võ kỹ. Ngày trước ma phệ hồn tay, là hắc ám hồn tộc độc môn võ kỹ, vậy mà nói, chỉ có tín ngưỡng vững chắc nhất định hắc ám tín đồ, mới có thể luyện thành cái này trưởng pháp. Nhưng, thứ bảy hồn tộc là ngoại lệ. Bởi vì, bọn họ tu luyện ác ma tay, lại đi tu luyện thiên ma phệ hồn tay, vậy sẽ so với người thường dễ dàng rất nhiều. Nhưng, thiên ma này phệ hồn tay, cũng không thích hợp chúng ta chánh đạo nhân sĩ tu luyện. Cho nên, ta nếm thí nghịch đẩy nghịch luyện, hóa thiên ma thành thánh Phật, lại có thể thật thành công. Diệp Thần tinh thần quét nhìn Đại Tiên Phật Thánh Thủ, dựa vào nghịch thiên thiên phú, rất nhanh liền bước đầu lĩnh ngộ. Thậm chí, hắn còn một mà ra ba, liên quan suy tính ra thiên ma phệ hồn tay bí ẩn, đem ngày trước ma phệ hồn tay, vậy cùng nhau lĩnh ngộ. Hắn ở ngay tức thì lĩnh ngộ hai môn mạnh mẽ hung mãnh võ kỹ, chỉ cảm thấy bác đại tinh thâm, thở dài nói, Giang cung chủ, người thật đúng là lợi hại, lại có thể cả ngày ma phệ hồn tay này cùng thần thuật, cũng có thể nghịch đẩy nghịch luyện. Giang Cửu Tiêu lắc lắc đầu nói, không phải ta lợi hại, là Nguyên Thiên Đế đại nhân lợi hại. Ta ở nghịch đẩy thần thuật thời điểm, trong sâu thẳm, lắng nghe đến Nguyên Thiên Đế đại nhân thanh âm, hắn ban cho chỉ điểm cùng dạy bảo. Nếu như không có hắn, ta không thể nào nghịch đẩy thành công. Hắn nếu chịu ban thưởng dạy bảo,
chắc hẳn đối với ta tên phản đồ này, còn có chút rất nhiều thương hại chi tâm. À, đáng tiếc ta sau đó, nhiều lần cung phụng triệu hoán, vậy không có được hắn đáp lại. Luân hồi chi chủ, hôm nay ta chỉ muốn ngươi ra tay, hỗ trợ triệu hoán Nguyên Thiên Đế đại nhân hạ xuống, ta chỉ muốn tự mình hướng hắn sám hối. Giang Cửu Tiêu biết, Diệp Thần và Nguyên Thiên Đế quan hệ mật thiết, nếu như Diệp Thần chịu xuất thủ tương trợ, có lẽ có thể triệu hoán Nguyên Thiên Đế hạ xuống. Diệp Thần cau mày ngưng tư, nói ta không bảo đảm thành công. Giang Cửu Tiêu vội vàng nói, chỉ cần ngươi dòng chịu ra tay, hy sinh chút luân hồi máu, thử nghiệm triệu hoán Nguyên Thiên Đế đại nhân, bỏ mặc thành bại, ta cũng không có so cảm kích. Diệp Thần nói, ừ, nếu như chỉ là thử một chút nói, cũng không sao. Nhưng, ngươi phải đáp ứng ta, không cho phép lại quấy rầy Mặc Ngọc, ta cần hắn là ta nhúng kiếm. Giang Cửu Tiêu nghiêm nghị cam kết, cái này tự nhiên. Diệp Thần lại nói, còn nữa, chờ ta luân hồi thiên kiếm, cường hóa sau khi hoàn thành, Mặc Ngọc nhất định rơi vào cực đoan yếu ớt, ngươi không thể thừa cơ mà vào. Bỏ mặc các ngươi có cái gì ân oán, đều phải cùng hắn khôi phục nói sau. Thậm chí, ở hắn yếu ớt thời điểm, ngươi tốt nhất có thể cung cấp che chở, miễn được thiên tuần đảo tội phạm công kích. Giang Cửu Tiêu nghe được Diệp Thần mở ra điều kiện, nhất thời ngây dại, trầm giọng nói. Luân hồi chi chủ, cái đó Mặc Ngọc, nhưng mà thứ bảy hồn tộc lãnh chúa, người đối hắn tốt như vậy sao? Diệp Thần nói, không phải, ta luân hồi trận doanh, và hắc ám hồn tộc, sau này nhất định là kẻ địch. Nhưng, nếu như ác ma hữu thủ Mặc Ngọc, mới vừa giúp ta nhúng kiếm xong, rơi vào yếu ớt sau đó, liền bị ngươi giết chết, cái này bút tội nghiệt nhân quả, ắt phải coi là đến đầu ta trên. Ta không thể để cho này xảy ra chuyện, thậm chí hơi lơ là, sẽ đối với ta sau này bố trí sinh ra ảnh hưởng to lớn. Giang Cửu Tiêu cười khan một tí, nói, thì ra là như vậy, tốt, ta đáp ứng ngươi chính là. Cho dù ác ma hữu thủ rơi vào yếu ớt, ta cũng tuyệt sẽ không thừa dịp hư mà vào, thậm chí sẽ cho hắn cung cấp che chở. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta triệu hoán Nguyên Thiên Đế đại nhân hạ xuống. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, vậy thì bắt đầu đi. Giang Cửu Tiêu đại hỉ, đứng dậy, đi ra ngoài, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, mời cùng ta tới. Diệp Thần đi theo Giang Cửu Tiêu đi ra ngoài, trong đại điện mấy cái cao tầng trưởng lão, vậy lật đật đi theo. Nguyên Thần cùng rất nhiều vệ binh, nghe tin tức sau đó, vậy tới đây bảo vệ. Lúc này chính gặp nửa đêm, trăng tròn cao treo, ở thiên tuần đảo trên bỏ ra sáng trong thanh huy. Diệp Thần đi theo Giang Cửu Tiêu, một đường hướng Nguyên Thần cung tế đàn đi tới. Đi tới nửa đường, hắn chợt nghe, phương xa truyền đến một hồi mãnh liệt tiếng ngựa hí, thanh âm thương mãnh liệt xuyên vân, hí một hồi lại hóa thành long ngâm, hỗn loạn thiên địa, làm tâm hồn người đều chấn động. Đó là cái gì thanh âm? Diệp Thần dừng lại ở bước chân, một hồi ngạc nhiên. Thiên tuần đảo trên có rất nhiều hung thú, nhưng vậy hung thú thanh âm, sẽ không có như vậy tráng trong lòng kịch liệt, hùng hậu phách hào phóng, lại như long ngâm. Giang Cửu Tiêu ánh mắt nhìn về phương xa, trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng ý, nói. Luân hồi chi chủ, không cần lo lắng, nghe nói là có một đầu đuôi thú, trước đó vài ngày xông vào thiên tuần đảo, đạo tông người đang săn đuổi bắt. Diệp Thần kinh ngạc nói, đuôi thú. Giang Cửu Tiêu nói, đúng vậy, tựa hồ là năm đuôi, bề ngoài như vậy một đầu hãn huyết mã, danh hiệu kêu xích long, thật có thể thăng thiên hóa long. Đạo tông thanh sam người gia tộc, đã đang đuổi bắt, chúng ta không cần để ý tới sẽ, chỉ để ý khai đàn triệu hoán Nguyên Thiên Đế đại nhân là được. Diệp Thần khẽ cau mày, nghe phương xa long ngâm tiếng ngựa hí, tựa hồ lại hòa lẫn rất nhiều đánh nhau kêu giết thanh âm, nhưng rất nhanh, tất cả thanh âm cũng dịu xuống một chút đi. Đối Diệp Thần mà nói, đuôi thú nhưng mà uy hiếp không nhỏ. Huyết long nuốt nửa đuôi và hai đuôi, vậy đuôi thú cảm giác được nó hơi thở, cũng hận không được đem nó giết chết, cầm nửa đuôi và hai đuôi năng lượng rút ra lấy ra. Bất quá nếu có đạo tông cường giả chấn giữ, vậy Diệp Thần cũng không cần băn khoăn quá nhiều. Hắn lắc đầu một cái, thu liễm trong lòng nghĩ bậy, không nghĩ nhiều nữa, liền theo Giang Cửu Tiêu, đi tới Nguyên Thần cung tế đàn. Nơi này tế đàn, ngồi bắc hướng nam, dùng bạch ngọc xây tạo, tinh mang lóe lên, mười phần khí phái xa hoa. Dưới màn đêm, Nguyên Thần cung rất nhiều vệ binh, giơ cao cây đuốc, phân tán bốn phía, vây ở chung quanh tế đàn. Ở bóng đêm cùng cây đuốc tia sáng ánh chiếu hạ, vậy một tòa tế đàn,
hiện ra một chút khí tức thần bí. Giang Cửu Tiêu vỗ tay một cái, thì có rất nhiều vệ binh, bưng các loại thiên tài địa bảo, quáng vật chân quý, đạp sải bước đi tới, cung phụng đến trên tế đàn. Lại có vệ binh, đặt tới rất nhiều nô lệ, tại chỗ giết, dùng máu của bọn họ, nhuộm đỏ tế đàn, tình cảnh máu tanh mà thảm thiết. Diệp Thần thần sắc yên lặng, chờ nghi thức bắt đầu. Lúc này, phương xa lại truyền tới một hồi luật luật tiếng ngựa hí, rồi sau đó là một hồi ồn ào kêu to. Đừng để cho năm đuôi chạy. Mau bắt nó. Bắt năm đuôi, thanh sam thiên hải đại nhân và quần tinh đạo tổ, trùng trùng có thưởng. Những thanh âm kia khoảng cách Nguyên Thần Cung, đã đặc biệt đến gần. Diệp Thần từ những cái kia huyên náo trong thanh âm, mơ hồ nghe được thanh sam ngạn thanh âm, không khỏi nhướng mày một cái. Xem ra đạo tông bắt năm đuôi, thanh sam ngạn vậy tham dự trong đó. Giang cung chủ, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Diệp Thần lại nghe những thanh âm kia, khoảng cách Nguyên Thần Cung như thế đến gần, chỉ sợ sẽ có biến cố phát sinh, ảnh hưởng triệu hoán Nguyên Thiên Đế nghi thức. Giang Cửu Tiêu sắc mặt trầm xuống, ra lệnh, người đâu, ra đi xem, không muốn để cho bất kỳ đồ, nhiễu loạn nghi thức. Một cái trưởng lão kêu, liền dẫn một đội tinh nhuệ vệ binh, xuất ngoại trấn thủ canh gác. Giang Cửu Tiêu hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, người lại an tâm, tập trung tinh thần, triệu hoán Nguyên Thiên Đế đại nhân là được. Diệp Thần nói, Giang Cửu Tiêu bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay tinh mang bung ra. Lại có một ngôi sao, chậm rãi bay lên. Ồ, đây là... Diệp Thần nhìn ngôi sao này, bắt được một chút thiên cương sát hơi thở, trong lòng hiện ra dũng khí, ý chí chiến đấu, chiến ý vân. Vân khái niệm, cả người cũng đổi được tinh thần rất nhiều. Giang Cửu Tiêu ánh mắt hơi chăm chú, ánh mắt hết sức phức tạp nhìn trong tay mình tinh thần, nói. Ngôi sao này, kêu địa dũng tinh, là thập đại địa sát tinh một trong, tượng trưng cho dũng khí. Đã từng, Nguyên Thiên Đế đại nhân, ủy thác ta tìm địa dũng tinh. Bởi vì, đánh vào tinh không bờ bên kia, cần to lớn dũng khí, hắn coi như là siêu phẩm thiên đế, cũng không dám nói có thể giữ tuyệt đối dũng khí. Nếu như có địa dũng tinh chúc phúc, hắn đánh vào tinh không bờ bên kia thành công cơ hội, cũng có thể tăng lên không thiếu. Ta tìm được ngôi sao này, nhưng ta cuối cùng không có giao cho hắn, mà là phản bội hắn. Nói tới chuyện cũ. Giang Cửu Tiêu lại là một hồi bi thương không biết làm sao, cảm giác sâu sắc hối hận. Luân hồi chi chủ, người cầm viên này địa dũng tinh, coi là tế phẩm, cung phụng cho Nguyên Thiên Đế đại nhân đi, đây là hắn một mực đồ mong muốn. Viên này địa dũng tinh, Giang Cửu Tiêu liền chuyển giao cho Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu một cái, nhận lấy địa dũng tinh, linh khí bơm vào đi vào, vậy địa dũng tinh ông một tiếng, bay lên đến hắn trên đỉnh đầu. Rồi sau đó, Diệp Thần sải bước bước lên tế đàn, dùng lợi kiếm phá vỡ lòng bàn tay, để cho mình luân hồi máu, lớn giọt lớn rơi vào trên tế đàn. Luân hồi máu rơi vào trên tế đàn, toàn bộ tế đàn cũng ông minh chấn động đứng lên, huyết quang ngất trời, mơ hồ muốn xông phá cái gì hạn chế vậy, cùng thiên địa vĩ đại tồn tại câu thông. Theo luân hồi huyết quang phóng lên cao, phương xa nhưng lại truyền tới một hồi dồn dập tiếng ngựa hí, thanh âm khoảng cách Nguyên Thần Cung không tới 5 km. Nhọn kịch liệt, cơ hồ muốn xuyên qua màng nhĩ của người ta. Giang Cửu Tiêu mi đầu đại chiếu, toàn trường Nguyên Thần Cung vệ binh, cũng là lộ ra dè chừng và sợ hãi thần sắc. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, có một cổ bất tường khí tức kinh khủng, như mộng nói mớ vậy ở trong sân lan tràn. Đó là đuôi thú hơi thở, tượng trưng cho đáng sợ cùng hắc ám. Bảo vệ luân hồi chi chủ. Giang Cửu Tiêu hét lớn hạ lệnh, e sợ cho phát sinh bất ngờ. Rất nhiều vệ binh vẻ mặt nghiêm nghị, bảo vệ ở Diệp Thần bốn phía. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, biết hiện tại trọng yếu nhất, chính là cùng Nguyên Thiên Đế thành lập câu thông, đem hắn triệu hoán xuống. Nguyên Thiên Đế tiền bối, là ta, Diệp Thần. Mời lắng nghe ta thanh âm, đáp lại ta đi. Diệp Thần trong lòng mặc niệm, ý chí tản mát ra, phóng lên cao. Ở rất nhiều tế phẩm gia trì xuống, Diệp Thần ý chí, mãnh liệt đến vô cùng nhọn bước. Cho dù Nguyên Thiên Đế còn đang bế quan, hắn vậy tất nhiên có thể nhận được. Bót bót bót, tế đàn bốn phía thiên tài địa bảo tế phẩm, rối rít bể tan tành, tất cả tinh hoa năng lượng, cũng hội tụ đến Diệp Thần trên mình, cường hóa hắn ý chí. Diệp Thần luân hồi máu, vậy đang không ngừng hy sinh tiêu hao, chỉ là kêu gọi Nguyên Thiên Đế. Thời gian từng giờ từng phút đi qua,
Diệp Thần máu tươi không ngừng dòng nước chảy, rốt cuộc ở vô tận hắc ám cùng thiên cơ sương mù dày đặc bên trong, thấy được một đạo thân ảnh già nua. Đó chính là Nguyên Thiên Đế bóng người. Nguyên Thiên Đế nhắm mắt ngồi xếp bằng, độc đoán hắc ám hư không, tựa hồ còn đang bế quan trạng thái. Đáp lại ta đi, Nguyên Thiên Đế tiền bối. Diệp Thần lần nữa phát ra kêu gọi, chỉ muốn lấy được Nguyên Thiên Đế đáp lại. Vù vù. Diệp Thần thành ý, tựa như xúc động thiên địa thời không. Nguyên Thiên Đế trong mắt, bỗng nhiên mở ra, bắn ra hai đạo bén thần mang. Diệp Thần nội tâm chấn động, chỉ cảm thấy dưới chân tế đàn, đi theo ca sát sát rạn nứt. Đỉnh đầu hắn hư không, ùng ùng chấn động, mưa gió nổi lên, thần quang chiếu khắp, thủy hà tách thả ra. Cuồn cuộn thần quang, ánh chiếu chư thiên, để cho được bóng tối màn đêm, đều bị xuyên qua, thiên địa khắp nơi sáng như ban ngày. Trên bầu trời, mơ hồ lững lờ ra vĩ đại thần thánh khí tượng, đó là một tòa huy hoàng thiên đường, có vô số sử thi khen ca dòng nước chảy ra, khoáng đạt nguyên khí, tuyệt vời thiên âm, ở đó thiên đường trên lưu truyền. Đó chính là Nguyên Thiên Đế sáng chế Nguyên Thần Thiên Đường. Thấy Nguyên Thần Thiên Đường khí tượng hiện lên, Giang Cửu Tiêu đại hỉ, nước mắt cũng thiếu chút nữa chảy ra, lớn tiếng nói. Nguyên Thiên Đế đại nhân, mời ngươi hạ xuống đi. Nguyên Thần Thiên Đường xuất hiện, là Nguyên Thiên Đế sắp phủ xuống điểm báo trước, toàn bộ Nguyên Thần Cung mọi người, thấy một màn này sau đó, cũng kinh hãi chấn động. Toàn bộ Thiên Tuần Đảo, cũng bị kinh động. Nguyên Thiên Đế tiền bối, thật lâu không gặp, thư của ngươi đồ đang kêu gọi ngươi, mời ngươi hạ xuống đi. Diệp Thần ở đầu óc bên trong, thấy được Nguyên Thiên Đế mở mắt bóng người, trong lòng đại hỉ, liền thử nghiệm liên lạc câu thông. Nguyên Thiên Đế hí mắt cười một tiếng, đang muốn đáp lại Diệp Thần. Luật. Nhưng lúc này, một đạo động trời tiếng ngựa hí, từ Nguyên Thần Cung truyền ra ngoài tới. Năm đuôi, là năm đuôi. Nguyên Thần Cung bên ngoài, rất nhiều vệ binh kinh hô lên, tình cảnh một phiến hỗn loạn. Oanh! Một đầu hãn huyết mã, thần tuấn vô cùng, như xích long truy phong đuổi điện, hung mãnh cuồng bạo, lại là trực tiếp chọc thủng Nguyên Thần Cung cửa, đụng ngã lăn vô số bảo vệ cường giả, một đường sông ngang đánh thẳng, rất nhanh vào tới tế đàn bên này. Diệp Thần thấy đầu kia hãn huyết mã, cũng là lớn kinh. Vậy hãn huyết mã, lại là có 5 cái đuôi, theo gió tung bay, khí tượng nguy nga. Nó cả người xích huyết như hồng ngọc, còn người nhưng là một phiến màu sắc đen nhánh, thiêu đốt ma khí. Làm Diệp Thần tiếp xúc tới nó ánh mắt, liền cảm thấy vô biên hắc ám khủng bố sát khí, gào thét tới. Đó chính là đuôi thú hơi thở. Đầu này hãn huyết mã, chính là 5 đuôi. 5 đuôi hơi thở. So với Diệp Thần trước kia đã gặp đuôi thú, đều cường hãn hơn, trong ánh mắt tràn đầy bướng bỉnh bất tuần, không phải bất kỳ thủ đoạn có thể hàng phục. Diệp Thần không biết đầu này 5 đuôi máu ngựa, từ vì sao tới.